Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 175. Tất cả không gian hư vô đột nhiên run lên, ngay sau đó, một bóng người cong lại bay ngược ra ngoài. Bóng đen này chính là Dương Diệp. Dương Diệp ngừng lại ngoài nghìn trượng, không gian ở trước mặt hắn đã được pháp tắc thiên địa chữa trị, khôi phục bình thường. Đối diện Dương Diệp, trên tường thành của tòa thành cổ này, ở hai bên người trung niên áo choàng dài màu tím đen đã xuất hiện thêm 4 gã mặc áo đen từ lúc nào. Tất cả đều là chủ cảnh. 5 tên cường giả chủ cảnh. Nam tử trung tuổi kia cười nói. Diệp tông chủ, người quá mức tự tin rồi, Dương Diệp lau máu tươi trên khóe miệng, cười nói. Đúng vậy. Nam tử trung niên đi tới gần Dương Diệp. Diệp tông chủ, nếu là một đấu một, nói thật ở trong cả Vĩnh Hằng quốc này, dưới chủ cảnh, ngươi tuyệt đối tính là người đứng đầu, đừng nói dưới chủ cảnh, cho dù là chủ cảnh cũng đã không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng thật ngại quá, chúng ta sẽ không một đấu một với ngươi. Ban đầu, chúng ta định chờ giáo chủ xuất quan sẽ đi tới cổ kiếm tông lấy tính mạng của ngươi. Nhưng hiện tại xem ra, không cần chờ tới khi đó nữa. Vừa dứt lời, hắn cùng 4 người phía sau đột nhiên phóng ra 4 khí tức cường đại bao phủ lấy Dương Diệp. Dương Diệp một mình đối mặt với một chủ cảnh sẽ có ưu thế tuyệt đối. Dù sao, thực lực của bản thân hắn bây giờ hoàn toàn không kém hơn chủ cảnh. Hơn nữa, kiếm ý của hắn đã đạt được chủ cảnh, trên thân còn có đầy trang bị thần khí. Diệp tông chủ, nếu là một đấu một, nói thật ở trong cả Vĩnh Hằng quốc này, dưới chủ cảnh, ngươi tuyệt đối tính là người đứng đầu, đừng nói dưới chủ cảnh, cho dù là chủ cảnh cũng đã không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng thật ngại quá. Chúng ta sẽ không một đấu một với ngươi. Ban đầu, chúng ta định chờ giáo chủ xuất quan sẽ đi tới cổ kiếm tông lấy tính mạng của ngươi. Nhưng hiện tại xem ra, không cần chờ tới khi đó nữa. Vừa dứt lời, hắn cùng 4 người phía sau đột nhiên phóng ra 4 khí tức cường đại bao phủ lấy Dương Diệp. Dương Diệp một mình đối mặt với một chủ cảnh sẽ có ưu thế tuyệt đối. Dù sao, thực lực của bản thân hắn bây giờ hoàn toàn không kém hơn chủ cảnh. Hơn nữa, kiếm ý của hắn đã đạt được chủ cảnh, trên thân còn có đầy trang bị thần khí. Nhưng trước mắt hắn là 5 tên chủ cảnh. Dương Diệp còn chưa mạnh mẽ đến mức có thể lấy một địch 5. Tuy nhiên Dương Diệp hắn không có khả năng chỉ có một người. Dương Diệp liếc nhìn 5 người trước mặt, trong phút chốc có một tiếng rồng ngâm đột nhiên bắt đầu vang vọng ở nơi đây. Ngay sau đó, một quái vật khổng lồ xuất hiện ở trên không trung. Thái cổ chân long. Thái cổ chân long với cơ thể cao lớn che phủ cả thành cũ. Không chỉ có vậy, một long uy không ngừng từ trong không trung chấn động xuống, đè nặng bên dưới tất cả thành cũ. Đại yêu ngũ giới đỉnh phong. Nhìn thấy thái cổ chân long, nam tử trung niên lập tức trở nên thâm trầm, nhưng vẫn chưa kết thúc. Lại là một khí tức yêu thú cường đại đột nhiên xuất hiện ở đó. Sau lưng Dương Diệp có một vị đại yêu trong tay cầm búa, từ đầu chỉ có kích thước như con người. Nhưng chẳng bao lâu đã đạt đến trăm trượng. Yêu lớn chống trời à. Vị đại yêu này tất nhiên là Tiểu Ngưu. Mà ở bên cạnh Tiểu Ngưu còn có một vị đại yêu khác, chính là Thái Cổ Lệ Hổ. Dương Diệp tuyệt đối không gọi hết những đại yêu còn lại ra, có Tiểu Long, Tiểu Ngưu và Tiểu Hổ là đủ rồi. Hoàn toàn đủ rồi. Dương Diệp liếc nhìn Tiểu Long trong không trung. Giúp ta phá nổ tòa thành kia. Trong không trung, theo một tiếng rồng ngâm vang lên. Tiểu Long trực tiếp đập phía tòa thành cũ này. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt nam tử trung niên này đại biến. Ngăn cản nó. Hai người mặc áo đen sau lưng hắn trực tiếp phóng lên cao, xông về phía Tiểu Long. Mà vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên bước tới, một lực lượng thần bí lập tức xuất hiện ở xung quanh. Kiếm vực. Khi kiếm vực vừa xuất hiện, trong lòng nam tử trung niên hoảng hốt, ngay sau đó, hai thanh phi kiếm lặng lẽ xuất hiện ở trước mặt của hắn. Xuất hiện hoàn toàn không có dấu hiệu nào báo trước. Trong giây phút chỉ mảnh treo chuông này, cơ thể nam tử trung niên đột nhiên biến mất, chỉ còn lại linh hồn, một hồn lực mạnh mẽ từ trên cơ thể linh hồn hắn chấn động ra. Ầm ầm, hai thanh phi kiếm trực tiếp bị đánh văng ra, không chỉ có vậy, tất cả không gian bên trong kiếm vực sôi trào. Dương Diệp nhíu mày, đây là lực lượng gì? Dương Diệp không suy nghĩ nhiều lại bước về phía trước một bước. Một kiếm chém về phía nam tử trung tuổi kia. Phía xa, tay phải của nam tử trung tuổi kia chộp vào không trung trước mặt, trong phút chốc, một bàn tay màu đen do khí thể màu đen tập trung thành trực tiếp nắm lấy chu trong tay Dương Diệp. Nhưng thoáng cái,
bàn tay màu đen kia liền trực tiếp bị Chu đánh nát. Trong phút chốc, tay của Dương Diệp thả Chu ra, Chu hóa thành một đường kiếm quang chợt lóe lên ở trong kiếm vực. Ầm, một kiếm khí cường đại ở trong kiếm vực chợt bạo phát ra, ngay sau đó, một hồn thể lập tức bị đường kiếm khí kia đánh đến trong thành. Dương Diệp vẫn muốn ra tay, nhưng hai gã mặc áo đen khác cũng không nhàn rỗi, hai luồng sóng khí màu đen đột nhiên bạo phát ở trong kiếm vực của Dương Diệp, mục tiêu không phải là hắn, mà là kiếm vực của hắn. Bọn họ muốn phá kiếm vực của Dương Diệp. Tuy nhiên, hai người hiển nhiên đã xem trọng chính mình, hai luồng sóng khí vừa bạo phát ra, hai phi kiếm liền trực tiếp chém nó thành hư vô. Dương Diệp thu kiếm vực lại, sau lưng hắn, Tiểu Ngưu đột nhiên xông mạnh về phía trước. Một búa hạ xuống. Ầm, một cường giả chủ cảnh trong đó trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Mà trong không trung, Tiểu Long bị hai cường giả chủ cảnh này ngăn cản, nhưng dựa vào thân thể cường đại, Tiểu Long có thể lấy một địch hai không hề bị thua. Dương Diệp liếc nhìn Tiểu Long trong không trung, trong phút chốc, hắn nhìn về phía Tiểu Ngưu, Tiểu Ngưu khẽ gật đầu, trực tiếp ném búa trong tay về phía tòa thành kia. Suy, búa khai thiên hồng hoang đi qua nơi nào, không gian trực tiếp bị xé rách nghiền nát. Mà khi cái búa này sắp đi vào trong thành, đột nhiên, một luồng khí đen từ trong thành bắn nhanh ra, trực tiếp đánh cho búa khai thiên hồng hoang chấn động bay ngược về phía sau. Tiểu Ngưu vội vàng đón lấy búa khai thiên hồng hoang, nhưng tay nó vừa mới tiếp xúc vào búa khai thiên hồng hoang lập tức bị chấn động bay đến ngoài nghìn trượng. Lúc này, toàn thân Tiểu Ngưu rạn nứt, đặc biệt là tay phải có máu tươi văng ra khắp nơi, thậm chí có thể nhìn thấy được cả xương. Lúc này, một nữ tử mặc váy dài màu đen xuất hiện ở trên tường thành. Nữ tử váy đen lạnh lùng nhìn phía dưới Dương Diệp, thoáng cái, hai tay nàng giơ lên, trong phút chốc, một lực lượng thần bí trực tiếp bao phủ lấy Dương Diệp ở bên dưới. Hai mắt Dương Diệp hơi nheo lại, trong mắt có phần khó tin. Vực. Đây là lực lượng của vực. Vực. Dương Diệp cảm nhận được lực lượng của vực, nhưng hắn không biết đây rốt cuộc là vực gì. Mà nữ tử váy đen tuyệt đối không ra tay với hắn, mà ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Long ở trên không trung, trong phút chốc, tay phải của nàng cách không chộp lấy Tiểu Long. Âm. Không trung, Tiểu Long giống như bị búa sắt đánh một đòn nghiêm trọng, trực tiếp rơi từ trên không trung xuống. Lực lượng không gian. Hai mắt Dương Diệp híp lại. Lần này, hắn hiểu rõ lực lượng của nữ tử váy đen này. Đây là không gian, hoặc nói đây là vực không gian. Một đòn của nữ tử kia đã không phải chỉ đơn thuần khống chế không gian, có thể nói lực lượng của đối phương đã hoàn toàn vượt qua không gian ba chiều này. Nói chính xác một chút là đối phương nắm giữ không gian vượt qua không gian ba chiều, đó là lực lượng của không gian khác. Trên tường thành, nữ tử váy đen lạnh lùng nhìn Dương Diệp phía dưới, đột nhiên, ngón tay ngọc của nàng nhẹ nhàng điểm một cái vào Dư Ninh Diệp. Một điểm này giống như đá rơi vào trong hồ, không gian chỗ Dương Diệp đột nhiên dâng lên từng đợt chấn động. Trong phút chốc, sắc mặt Dương Diệp đại biếc, bởi vì những không gian xung quanh hắn tự nhiên bắt đầu trực tiếp cháy lên. Tự cháy. Không gian tự cháy. Luồng lực lượng thiêu đốt này làm cho tim Dương Diệp trở đập nhanh và không dám khinh thường, thân hình hắn lóe lên, lùi về phía sau mười mấy trượng. Nhưng hắn lùi tới đâu, không gian thiêu đốt cũng theo tới chỗ đó. Phải nói là hắn đã bị nhốt ở trong mảnh không gian kia. Năng lực này thật kỳ lạ. Dương Diệp biết, hắn chỉ có thể lựa chọn dùng lực phá. Cổ tay hắn run lên, Chu trong tay trực tiếp mang theo một mảnh kiếm quang. Suy 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 suy. Trong nháy mắt, không gian ở vị trí của hắn lập tức liền bị Chu cắt thành rất nhiều mảnh. Nếu không có cách nào tránh ra, vậy hắn sẽ dùng lực phá. Một kiếm này trực tiếp phá vỡ không gian, nhưng nữ tử váy đen lại xuất hiện một cách kỳ lạ ở trước mặt của hắn. Bên thắt lưng của Dương Diệp có một thanh phi kiếm bay xuống. Mà nữ tử váy đen lại không tránh không né, mặc cho thanh phi kiếm kia chém xuống. Một kiếm này của Dương Diệp hạ xuống. Chém từ đỉnh đầu của nữ tử váy đen chém xuống. Không gian đều bị xé nát. Nhưng nữ tử váy đen lại vẫn đứng ở tại chỗ, không hề bị sao cả. Cảnh tượng thật quỷ dị. Nữ tử váy đen lại đứng ở đó, hình như nàng ở trong một mảnh không gian, lại giống như không phải ở trong mảnh không gian này. Mà lúc này, nữ tử váy đen đột nhiên ra tay. Nàng lại thoải mái đánh một chưởng về phía Dương Diệp giống như tiểu hài tử chơi đùa vậy, không có bất kỳ lực lượng nào, cũng không bất kỳ dao động không gian nào.
Đối mặt với một trường quỷ dị này, Dương Diệp lùi về phía sau chừng 10 trượng, nhưng bàn tay kia vẫn ở trước mặt hắn. Thoáng cái, Dương Diệp chém xuống một kiếm, nhưng một kiếm này vẫn thất bại. Kiếm của hắn xuyên qua tay của nữ tử váy đen và xé rách không gian, nhưng nàng vẫn không có việc gì. Ngược lại, cuối cùng tay của nữ tử váy đen ấn vào trước ngực của hắn. Không gian xung quanh Dương Diệp lập tức nghiền nát, trong phút chốc, Dương Diệp trực tiếp bị chấn động bay đến ngoài nghìn trượng. Trong lúc đó, những không gian này tự nhiên co lại từng tầng một, từng lực lượng thần bí không ngừng tàn phá cơ thể của hắn. Mà không ngờ những lực lượng này không để ý tới kiếm ý của hắn. Dương Diệp vội vàng thi triển ra kiếm vực, hắn lập tức cảm nhận được một sự khác nhau, những lực lượng này khác nhau, phải nói nguồn gốc của những lực lượng này. Suy suy, theo hai thanh phi kiếm chém vào trong kiếm vực, bên trong kiếm vực dường như có thứ gì đó bị chém đứt. Mà vào giờ phút nữ tử váy đen cũng lui trở về trên tường thành. Có thể thấy được rõ ràng ở trong lòng bàn tay của nàng có một vết kiếm. Nữ tử váy đen liếc nhìn lòng bàn tay của mình, sau đó cúi đầu nhìn về phía Dương Diệp cách đó không xa. Khó trách bọn họ không phải là đối thủ của ngươi. Phía xa, Dương Diệp hoạt động cơ thể, được hồng mông tử khí trị liệu, cơ thể hắn đã khôi phục lại như lúc ban đầu. Tốc độ khôi phục này thật sự không thể dùng hai từ nghịch thiên để hình dung nữa. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử váy đen trên tường thành. Vực không gian sao? Nữ tử váy đen khẽ nói. Cổ kiếm tông sẽ rời khỏi vũ đài lịch sử, ai cũng không ngăn cản được. Nói xong, nàng cùng những cường giả chủ cảnh xung quanh xoay người trở lại trong thành. Mà lúc này, một lực lượng thần bí đột nhiên bao phủ tòa thành kia. Ngay sau đó, ở trong mắt Dương Diệp, tòa thành kia dần dần mờ ảo, đến cuối cùng biến mất. Lại biến mất như vậy. Không thể nào tìm ra được tung tích. Dương Diệp nhìn dãy núi trước mặt, rất nhanh, hắn lại thi triển ra kiếm vực. Nhưng cho dù là ở kiếm vực bao trùm, hắn cũng không phát hiện được điều gì. Rời đi. Hắn biết, tòa thành trước mắt này đã được rời đi nơi khác. Dương Diệp không dừng lại, dẫn theo Tiểu Long cùng Tiểu Ngưu xoay người rời khỏi đó. Khi Dương Diệp trở lại cổ kiếm tông, giờ phút này cổ kiếm tông đã trong tình trạng cảnh giới. Trong đại điện chỉ có rất ít người, đều là cao tầng còn lại không nhiều của cổ kiếm tông. Dương Diệp trầm giọng nói. Ta đi qua một tòa thành cũ, không biết nơi đó có phải là đại bản doanh của bọn họ không, nếu như là đúng, vậy còn không mấy đáng sợ, nhưng nếu như nơi đó cũng không phải là đại bản doanh của bọn họ, như vậy hồn giáo có khả năng lại lạnh hơn so với chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Cổ Nam trầm giọng nói, nhưng thật ra đáng sợ nhất không phải là hồn giáo, mà là mấy thế lực còn lại. Hồn giáo nhất định đã đạt được thỏa thuận nào đó với bọn họ. Cho nên trong khi hồn giáo cùng cổ kiếm tông chúng ta tranh đấu, những thế lực kia rất có thể sẽ âm thầm giúp đỡ hồn giáo. Điều này mới là điểm chí mạng nhất đối với chúng ta. Dương Diệp khẽ gật đầu. Chúng ta cần giúp đỡ. Cổ Nam cười gượng. Ở đây ra giúp đỡ bây giờ. Nếu là trước đây, tông chủ đời trước còn thì có lẽ sẽ có người đứng ở phía bên chúng ta. Nhưng bây giờ, tông chủ vừa ngã xuống, rất nhiều tình cảm năm đó đã biến mất. Người còn. Tình cảm còn, người chết, phần tình cảm này lại không có khả năng nữa tồn tại nữa. Dương Diệp không nói gì, đứng dậy đi tới cửa đại điện và ngẩng đầu nhìn cuối chân trời, khẽ nói, sẽ có thôi. Đám người Cổ Nam liếc mắt nhìn nhau, bọn họ không quá chắc chắn về tông chủ trước mắt này, bởi vì vị này quá thần bí. Sau một lúc lâu, Dương Diệp quay đầu lại nhìn về phía Kiếm Kinh. Tình hình bây giờ thế nào? Kiếm Kinh trầm giọng nói. Hoang tộc không có động tĩnh gì, chiến giới của Vĩnh Hằng Quốc cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Hồn giáo bên kia vẫn đang không ngừng thu linh hồn, nhưng chỉ ở tây giới chúng ta, mấy giới còn lại không thấy xuất hiện người của hồn giáo. Rõ ràng là bọn họ đang nhằm vào chúng ta, ca. Dương Diệp cười nói. Ngươi nói xem, cổ kiếm tông chúng ta có bảo bối gì đặc biệt vậy? Vẻ mặt đám người Cổ Nam có chút kỳ lạ. Người này không phải là muốn mang theo bảo bối của cổ kiếm tông bỏ trốn mất dạng chứ? Kiếm Kinh rõ ràng hiểu được ý của Dương Diệp, lập tức nói. Cổ kiếm tông chúng ta chiếm tây giới, chỗ này lại là một địa bàn lớn. Hơn nữa, ngươi nên biết tất cả Vĩnh Hằng Quốc có một linh mạch. Cũng chính là thần linh này. Dương Diệp gật đầu. Kiếm Kinh trầm giọng nói. Bốn giới đông tây nam bắc, vừa vặn ở trên đường thần linh linh mạch này.
Nói cho cùng tất cả Vĩnh Hằng Quốc chính là thần linh linh mạch này. Hồn giáo coi trọng không phải là bảo bối gì đó của Cổ Kiếm Tông, mà là địa bàn linh mạch này. Người phải biết rằng nắm giữ mảnh đất này lại tương đương với khống chế một phần thần linh linh mạch này, mà chỉ có vậy mới có thể có quyền phát biểu ở Vĩnh Hằng Quốc. Đây mới là điều bọn họ coi trọng. Nàng nói đến đây thì dừng lại một lát mới nói tiếp. Tình cảnh Cổ Kiếm Tông bây giờ chính là cùng đường rồi. Kiếm Kinh liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Người có thể cảm nhận được linh khí ở đây, đặc biệt là động phủ của Tông Chủ, nơi đó là nơi có linh khí rất nồng đậm, hoàn toàn không thua gì thế giới trong Hồng Mông Tháp. Dương Diệp cười gượng, hắn đột nhiên phát hiện ra từ trước đây đến bây giờ, mình chưa từng thoải mái. Từ giây phút hắn làm Tông Chủ Cổ Kiếm Tông, hắn vẫn cảm thấy mình vận may của mình đã tới, ông trời bắt đầu quan tâm tới mình. Nhưng hắn không ngờ được. Không phải ông trời đang quan tâm hắn, mà là muốn chơi chết hắn. C. Có một vài thứ, có vài trách nhiệm mà một khi cầm lên sẽ phải cầm cho tốt. Hơn nữa, trực giác nói cho hắn biết, cho dù hắn rời khỏi Cổ Kiếm Tông cũng không thoát khỏi vòng xoáy phiền phức này. Những thế lực Vĩnh Hằng Quốc kia, những người này chắc đều biết về lai lịch của hắn. Có thể nói, bây giờ chỉ cần hắn muốn rời khỏi Vĩnh Hằng Quốc, chắc chắn sẽ có rất nhiều cường giả ngăn cản hắn. Có lẽ những người này vẫn chưa nghĩ ra nên nhằm vào hắn thế nào. Nhưng sớm muộn gì thì ngày đó cũng sẽ tới. Đúng lúc này, một nữ tử váy đen đột nhiên xuất hiện ở trên không trung của Cổ Kiếm Tông. Trong phút chốc, bên trong Cổ Kiếm Tông có rất nhiều kiếm ý phóng lên cao, lập tức bao phủ lấy nàng ta. Đó là kiếm trận Cổ Kiếm Tông. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trên không trung, nữ tử váy đen lạnh lùng nhìn phía dưới. Những kiếm ý bao phủ lấy nàng, nhưng nàng không hề sao cả. Hoàn toàn không để ý tới những kiếm ý này. Lúc này, Dương Diệp rời khỏi đại điện và đi tới trên không trung, hắn liếc nhìn nữ tử váy đen, không thể không nói, vực không gian cả nàng quả thật rất kỳ lạ. Nữ tử váy đen liếc nhìn Dương Diệp. Gia chủ Lãnh gia chủ Diệp gia chủ Hình gia chủ Lục gia, còn có giáo tôn hồn giáo ta cho mời. Mời ta sao? Dương Diệp kinh ngạc. Nữ tử váy đen khẽ nói. Đúng. Dương Diệp suy nghĩ một lát. Không đi được không? Nữ tử váy đen cười lạnh. Dương Diệp lắc đầu. Ta nhìn ngươi rất không thoải mái. Sắc mặt nữ tử váy đen không hề thay đổi. Ta nhìn ngươi cũng khó chịu. Dương Diệp liếc nhìn nữ tử váy đen. Nếu không chúng ta so tài một chút nhé. Ta biết 36 loại âm dương kỹ, chúng ta có thể cố gắng so tài một chút. 36 loại âm dương kỹ. Nữ tử váy đen nhíu mày. Đùa gì vậy? Dương Diệp thản nhiên. Đây là một loại kiếm kỹ đặc biệt lợi hại. Ngươi có muốn thử một chút không? Nữ tử váy đen đang muốn nói, đột nhiên nàng quay đầu lại liếc nhìn, rồi rất nhanh đã xoay người nhìn về phía Dương Diệp. Hôm khác sẽ thử, bây giờ, ngươi xác định không đến à? Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó nói, vậy để ta đi thử xem sao. Nữ tử váy đen xoay người rời đi. Cổ Nam xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp. Ngươi nên cẩn thận đấy. Dương Diệp khẽ gật đầu, dường như nghĩ tới điều gì, hắn lại hỏi. Tiền bối Cổ Hám đâu? Cổ Hám tất nhiên chính là người ở Kiếm Động đã từng là tông chủ Cổ Kiếm Tông. Trước đây hắn từ Kiếm Động đi ra, đối phương đã biến mất. Cổ Nam lắc đầu. Không biết tung tích của hắn. Dương Diệp khẽ gật đầu. Không quan tâm tới hắn. Các ngươi cẩn thận một chút. Còn nữa, trong thời gian tới cũng đừng để cho đệ tử Cổ Kiếm Tông ra ngoài. Đúng rồi, Cổ Nghiệt, Mặc Nhã cùng đám người Thiết Y Nhân bên trong chiến giới đã trở về chưa? Cổ Nam gật đầu. Tất cả đã chạy về rồi. Ngươi có muốn gặp bọn họ không? Dương Diệp nói. Chờ ta trở lại sẽ gặp. Hắn nói xong liền xoay người ngự kiếm biến mất ở phía chân trời mịt mờ. Theo nữ tử váy đen. Dương Diệp đi tới trong một đám mây mờ mịt, sâu bên trong có một bàn trà rất lớn, xung quanh bàn trà có 5 người đang ngồi. Trong 5 người này, có 4 người mà Dương Diệp tuy không quen nhưng đều biết tên của bọn họ. Bởi vì 4 người này chính là gia chủ Diệp gia Diệp Nho Huyền, gia chủ Lãnh gia Lãnh Thiên, gia chủ Lục gia Lục Ngôn Danh, gia chủ Hình gia Hình Nhân. Một vị cuối cùng thì hắn không nhận ra, chính là giáo tôn hồn giáo. Nhìn thấy Dương Diệp đến. Ánh mắt tất cả mọi người ở đó đều tập trung ở trên người của Dương Diệp. Diệp Nho Huyền của gia tộc Diệp gia nhìn Dương Diệp khẽ gật đầu,
xem như chào hỏi. Thái độ của Diệp gia đối với Dương Diệp còn xem như là thân mật. Dương Diệp ôm quyền, đáp lễ với Diệp Nho Huyền. Hắn đi tới chỗ của mình và ngồi xuống. Mọi người thấy Dương Diệp, không thể không nói, bọn họ vẫn vô cùng tán thưởng Dương Diệp. Người có thể ở trước mặt bọn họ vẫn biểu hiện thản nhiên như vậy, trong đám người trẻ tuổi đúng là hiếm có. Dương Diệp không nói gì, dù sao hắn không vội. Giáo tôn hồn giáo đột nhiên mở miệng. Cổ kiếm tông nên rời khỏi vũ đài lịch sử. Dương Diệp cười nói. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Giáo tôn hồn giáo gật đầu. Được, vậy ta lại đi thẳng vào vấn đề. Cổ kiếm tông chỉ có hai con đường, thứ nhất là thuần phục hồn giáo ta. Điều thứ hai, dẫn theo người của các ngươi rời khỏi Tây giới. Về phần các ngươi muốn đi đâu là chuyện của các ngươi. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó liếc nhìn mọi người xung quanh. Các vị cũng thấy như vậy sao? Gia chủ Lãnh Gia Lãnh Thiên khẽ nói. Đúng là cũng thấy như vậy. Dương Diệp cười nói. Nếu như chúng ta không đồng ý thì sao? Giáo tôn hồn giáo khẽ nói. Ngươi muốn chọn con đường thứ nhất sao? Dương Diệp đứng lên, liếc mắt nhìn tất cả mọi người ở đó. Dương Diệp ta là một người thẳng tính, ta không thích quanh co lòng vòng, cũng không thích lãng phí thời gian. Cổ kiếm tông tuyệt đối sẽ không rời đi trong sự sỉ nhục và áp bức, cũng tuyệt đối sẽ không đầu hàng bất kỳ kẻ nào. Hắn nói đến đây lại nhìn về phía giáo tôn hồn giáo. Không quan tâm các ngươi ra chiêu gì, cổ kiếm tông ta đều tiếp hết. Dương Diệp nói xong lại xoay người rời đi. Mà vào lúc này, một áp lực mạnh mẽ đột nhiên ép xuống Dương Diệp. Dương Diệp xoay người nhìn về phía giáo tôn hồn giáo, cười nói. Ngươi muốn ra tay sao? Giáo tôn hồn giáo lắc đầu. Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, ngươi sẽ nhanh chóng hối hận về quyết định bây giờ. Đến lúc đó, ngươi sẽ phát hiện ra quyết định của mình bây giờ là ngu xuẩn tới mức nào. Dương Diệp nhìn thẳng vào hồn giáo. Chúng ta cứ chờ xem. Dương Diệp nói xong liền xoay người biến mất ở chân trời phía xa. Sau khi Dương Diệp rời khỏi, tất cả mọi người ở đó cũng rời đi. Chỉ còn hồn giáo cùng nữ tử váy đen. Giáo tôn hồn giáo khẽ nói. Loại chuyện nhỏ này cũng không cần phải làm phiền giáo chủ ra tay sao. Truyền lệnh xuống, giáo đầu hồn giáo từ giới chủ cảnh trở lên lập tức chạy tới Tây giới. Hắn nói đến đây lại quay đầu liếc nhìn theo hướng Dương Diệp biến mất và không ngừng cười lạnh. Bên kia, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại, bởi vì ở trước mặt hắn là Diệp Nho Huyền. Ngươi có việc gì sao? Dương Diệp hỏi. Diệp Nho Huyền trầm giọng nói. Vì sao ngươi lại phải từ chối? Dương Diệp cười nói. Các ngươi thật sự cho rằng ta là người ngu sao? Nếu như ta dẫn theo các đệ tử cổ kiếm tông rời đi, đến lúc đó hồn giáo đổi ý, bọn họ lại tiến hành tàn sát chúng ta, khi đó, cổ kiếm tông lòng người tan rã, mỗi người chạy một hướng, còn không phải mặc cho hồn giáo làm thịt à. Bây giờ lòng người trong cổ kiếm tông đoàn kết, hồn giáo khó có thể dễ dàng gặm được. Nhưng một khi Dương Diệp lựa chọn chủ động nhường ra cổ kiếm tông, dẫn theo đệ tử cổ kiếm tông rời đi, khi đó, lòng người trong cổ kiếm tông tan rã, nếu như hồn giáo cầm lấy đồ đao. Đệ tử cổ kiếm tông không có các đại trận của cổ kiếm tông giúp đỡ, cộng thêm lòng người tan rã thì nhất định sẽ bị tàn sát sạch sẽ. Hồn giáo không phải thật sự muốn buông tha cho cổ kiếm tông. Hắn hiểu rõ ràng điều này hơn bất kỳ ai khác. Phải nói là những thế lực này cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Dương Diệp hắn cả người đều là chí bảo, còn có linh tổ, có thể nói giá trị của hắn còn cao hơn cả cổ kiếm tông. Bây giờ, hắn cùng cổ kiếm tông ở chung một chỗ. Những người này làm sao có thể bỏ qua được. Vĩnh viễn đừng đi tin tưởng kẻ địch của ngươi sẽ nhân từ với ngươi. Trước mặt Dương Diệp, Diệp Nho Huyền khẽ thở dài, sau đó nói. Ta cũng không thể nói gì thêm nữa. Ta chỉ muốn nói, lần này Diệp gia ta chỉ có một thái độ, có lợi thì Diệp gia ta cũng không cần, chúng ta sẽ không có bất kỳ hành động gì với cổ kiếm tông. Dương Diệp nói. Đây là ý của chị Bắc sao? Diệp Nho Huyền khẽ gật đầu. Nàng đã ra sức yêu cầu. Dương Diệp khẽ nói. Ngươi hãy thay ta cảm ơn nàng, cũng cảm ơn Diệp gia. Diệp Nho Huyền liếc nhìn Dương Diệp, vẻ mặt có chút phức tạp. Ngươi cố gắng bảo trọng. Còn nữa, chị Bác bảo ta chuyển lời cho ngươi, giữ lại núi xanh, lo gì không có củi đốt TC. Hắn nói xong liền xoay người biến mất ở cuối chân trời. Sau khi Diệp Nho Huyền rời khỏi,
Dương Diệp quay đầu liếc nhìn cuối chân trời, sau đó lập tức biến mất. Cổ Kiếm Tông. Dương Diệp đứng ở trước một diễn vũ trường, ở trước mặt hắn là các đệ tử Cổ Kiếm Tông, hai bên lại là các trưởng lão cùng các quản sự Cổ Kiếm Tông. Kiếm tu. Nhìn trước mắt còn có nhiều kiếm tu như vậy, Dương Diệp rất vui mừng. Cuối cùng vẫn là kiếm tu, khi biết rõ phải đối đầu với kẻ địch mạnh, nhưng không ai lựa chọn lùi bước, tất cả đều đặc biệt có khí phách. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, cuối cùng ánh mắt của hắn dừng lại ở một nam tử vạm vỡ đứng phía trước, người này đeo một thanh kiếm sắt cực lớn. Người trước mắt này chính là người đứng đầu đệ tử chân truyền của Cổ Kiếm Tông, Cổ Nghiệt. Lúc trước, Cổ Nghiệt quanh năm ở bên ngoài, cũng không quản tới chuyện của Cổ Kiếm Tông, bây giờ nhận cho triệu tập liền quay về. Mà Cổ Nghiệt trước mắt này chính là đệ tử của đại trưởng lão Kiếm Tông đã rời đi. Có thể nói, Cổ Nghiệt cũng là do một tay đại trưởng lão này nuôi lớn. Dương Diệp nhìn Cổ Nghiệt khẽ gật đầu, sau đó thu hồi ánh mắt, nhìn lướt qua bên dưới. Ta có thể nói rõ ràng cho các ngươi biết, tiếp theo, Hồn Giáo sẽ ra tay với chúng ta, không chỉ có Hồn Giáo, thậm chí còn có thế lực khác. Có thể nói, chúng ta ngăn cản Hồn Giáo đổi lại không phải là hòa bình mà là trận bão tuyết mãnh liệt hơn. Ta nói thẳng, bọn họ ăn chắc Cổ Kiếm Tông chúng ta. Hắn chỉ vào dưới chân núi. Bây giờ, nếu có ai muốn rời khỏi Cổ Kiếm Tông thì có thể lập tức rời đi, ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Các ngươi có quyền lựa chọn con đường mình muốn đi, bất kỳ ai cũng vậy. Hắn sẽ không cưỡng ép những người này ở lại đây, tất cả đều có thể lựa chọn rời đi. Ở đó có rất nhiều kiếm tu nhìn Dương Diệp nhưng không nói gì, cũng không có ai rời đi. Dương Diệp khẽ gật đầu. Vậy nếu ở lại đây thì theo ta đánh một trận cùng Hồn Giáo và các thế lực này. Đánh một trận. Ở đó, vô số người đột nhiên giận dữ hét lên. Cùng lúc đó, từng tiếng kiếm ngân vang vọng trong bầu trời. Kết thúc. Các kiếm tu đều rời đi, mỗi người làm công việc của mình. Nhưng Cổ Nghiệt cùng ba người Mặc Nhã, Tiết Hy Nhân vẫn ở lại. Bọn họ đi tới trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp liếc nhìn Cổ Nghiệt. Ngươi nghĩ thế nào? Cổ Nghiệt nhìn thẳng vào Dương Diệp. Sư tôn không có khả năng phản bội tông môn. Dương Diệp lắc đầu. Bọn họ không tính là phản bội, chỉ có điều lựa chọn một con đường khác mà thôi. Nếu như ngươi muốn, cũng có thể chọn con đường của bọn họ. Cổ Nghiệt im lặng rất lâu, sau đó nói. Bọn họ đã vì Cổ Kiếm Tông mà cống hiến rất nhiều. Dương Diệp cười nói. Ta không phủ định cống hiến của bọn họ, nhưng thứ lỗi cho ta nói thẳng. Người muốn Cổ Kiếm Tông ta lựa chọn đầu hàng Hồn Giáo như bọn họ sao? Cổ Nghiệt im lặng. Dương Diệp cười nói. Bọn họ muốn bảo toàn Cổ Kiếm Tông, để cho Cổ Kiếm Tông lưu lại truyền thừa, nhưng bọn họ chưa từng nghĩ tới việc giao tương lai cùng số phận của mình vào trong tay người khác là một chuyện đặc biệt ngu xuẩn. Số phận của Cổ Kiếm Tông chắc hẳn phải do người của Cổ Kiếm Tông nắm giữ trong tay mới phải. Cổ Nghiệt im lặng rất lâu, sau đó xoay người rời đi. Thật ra, người khó xử nhất chính là hắn. Tiết Hy Nhân đột nhiên nói. Mặc Nhã khẽ gật đầu. Cổ Nghiệt là đệ tử xuất sắc nhất trong Cổ Kiếm Tông ta, hắn cũng do một tay đại trưởng lão nuôi lớn. Có thể nói, hắn đã sớm xem đại trưởng lão như cha, bây giờ đại trưởng lão rời khỏi Cổ Kiếm Tông, trong lòng hắn nhất định là không dễ chịu gì. Dương Diệp liếc nhìn bóng lưng Cổ Nghiệt phía xa, sau đó nói. Không dễ chịu cũng phải chịu. Hắn nhìn về phía ba người Mặc Nhã. Các ngươi thì sao? Các ngươi cũng muốn ở lại sao? Những lời trước đó ta nói với các ngươi không phải là nói đùa đâu. Các ngươi ở lại, thật sự có khả năng phải chiến đấu đến chết đấy. Chiến đấu đến chết? Hắn thật ra đã chuẩn bị tốt tâm lý. Đây tuyệt đối là một trận chiến ác liệt. Ba người Mặc Nhã liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng Thiết Y Nhân cười nói. Nếu như lúc này rời đi, sau này chúng ta còn tu luyện kiếm là gì nữa? Tu kiếm chính là tu tâm, hiện tại rời đi thì cả đời này chúng ta cũng không thể tha thứ được cho mình. Lúc này, Mặc Nhã nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi thì sao? Theo ta được biết, ngươi hoàn toàn có thể rời đi, vì sao ngươi lại ở lại nhận lấy cục diện rối rắm này? Ta à? Dương Diệp ngây người, sau đó cười nói. Chỉ cần là Dương Diệp ta gánh trách nhiệm, ta sẽ gánh đến cùng. Đương nhiên. Nếu như thời gian có thể quay trở lại, ta tuyệt đối sẽ không làm tông chủ Cổ Kiếm Tông, ta là bị hãm hại đấy. Mọi người. Đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên đi tới bên ngoài sơn môn của Cổ Kiếm Tông. Nàng đi chân trần mặc váy vải.
Nữ tử này ngẩng đầu nhìn về phía Cổ Kiếm Tông. Ta là người đến đầu tiên sao? Bên trong Cổ Kiếm Tông, Dương Diệp đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía dưới chân núi, trong phút chốc, hắn trực tiếp biến mất. Dưới chân núi, Dương Diệp đi tới trước mặt nữ tử kia. Nhìn nữ tử trước mắt, Dương Diệp mỉm cười. Đã lâu không gặp, người trước mắt này chính là Minh Nữ. Đã rất lâu không gặp rồi. Minh Nữ liếc nhìn Dương Diệp và đột nhiên thò ra tay phía trước. Trong phút chốc, một lực lượng thần bí trực tiếp bao phủ lấy Dương Diệp. Không đúng, phải nói, lực lượng kia là từ bên trong thân thể Dương Diệp đột nhiên dâng lên. Sức sống biến mất. Vào giờ phút này, cả người Dương Diệp già nua với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Tốc độ già nua này nhanh vô cùng, từ dáng vẻ của một người thanh niên biến thành lão già với gương mặt đầy nếp nhăn. Nhưng chẳng bao lâu, theo tay Minh Nữ nhẹ nhàng chuyển động, sức sống trên người Dương Diệp bắt đầu khôi phục, rất nhanh lại khôi phục về dáng vẻ ban đầu. Minh Nữ thu tay về. Dương Diệp lại vô cùng khiếp sợ. Sau một lúc lâu, Dương Diệp nói. Nghịch chuyển sức sống. Minh Nữ lắc đầu. Nghịch chuyển sinh tử. Nghịch chuyển sinh tử. Dương Diệp nuốt nước bọt. Đây là lực pháp tắc sao? Minh Nữ liếc nhìn Dương Diệp. Minh Nữ liếc nhìn Dương Diệp. Ta căn cứ vào lực pháp tắc tự nghĩ ra, người có cảnh giới thấp hơn so với ta thì sẽ chết ngay lập tức. Dương Diệp. Nhưng có một vài người ngoại lệ. Minh Nữ lại nói. Nếu ngươi thi triển kiếm vực có thể cắt đứt lực nghịch chuyển của ta. Bây giờ cảnh giới của tỷ là gì? Dương Diệp hỏi. Ngũ giới. Minh Nữ trả lời. Dương Diệp lại nuốt nước bọt. Điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là người ngũ giới ở trước mắt đại tỷ sợ rằng thậm chí không có nổi sức đánh trả. Tỷ có đánh thắng được chủ cảnh không? Dương Diệp lại hỏi. Minh Nữ liếc nhìn Dương Diệp. Có thể đánh hai người. Vẻ mặt Dương Diệp đột nhiên rất nghiêm chỉnh. Từ giờ trở đi, đại tỷ chính là trưởng lão vinh dự của Cổ Kiếm Tông ta, có thể lập tức ra vào Cổ Kiếm Tông, ở bên trong Cổ Kiếm Tông, ngươi không cần nghe bất kỳ kẻ nào. Minh Nữ ngắt lời Dương Diệp nói. Không có hứng thú. Dương Diệp. Minh Nữ lại nói. Có người nói cho ta biết ngươi gặp nạn nên ta tới. Còn lại, ta không có hứng thú. Nghe vậy, trong lòng hắn cảm thấy ấm áp, mỉm cười. Không cần nói những lời cảm ơn với ta làm gì. Đi thôi, chúng ta đi Cổ Kiếm Tông. Cứ như vậy, Dương Diệp mời Minh Nữ vào Cổ Kiếm Tông. Phiền phức. Giữa những bằng hữu chân chính thật ra không cần sợ làm phiền đối phương. Bằng hữu, cái gì gọi là bằng hữu? Thường có rất nhiều định nghĩa, nhưng ở trong thế giới của Dương Diệp, bằng hữu chính là dùng để làm phiền. Cho nên, khi phát hiện kẻ địch của mình quá đông, quá mạnh, hắn lập tức nghĩ đến đám người Minh Nữ. Đương nhiên, đây là chỉ loại bằng hữu chân chính. Dương Diệp dẫn theo Minh Nữ đi dạo Cổ Kiếm Tông. Trên đường đi, Dương Diệp hỏi. Đám người đại tỷ đâu rồi? Minh Nữ lắc đầu. Ta không biết. Các tỷ không ở cùng một chỗ sao? Dương Diệp lại hỏi. Minh Nữ lắc đầu. Trước đây sau khi chia tay, chúng ta liền tách ra. Theo đại tỷ nói chính là, chúng ta nhất định phải có cuộc sống của mình, thế giới rất lớn, chúng ta cần phải tự mình xông pha. Ta ở Vĩnh Hằng giới gặp phải một lão già đeo giỏ trúc, hắn hình như quen biết với ngươi. Lão già đeo giỏ trúc. Dương Diệp nhìn về phía Minh Nữ. Tỷ cũng nhìn thấy hắn sao? Minh Nữ khẽ gật đầu. Hắn truyền tống ta đến một nơi không biết tên, ở đó tràn ngập tử khí cùng sinh linh khí vô tận, ta ở nơi đó tìm hiểu được pháp tắc nghịch chuyển, ta có thể nghịch chuyển rất nhiều thứ. Nàng nhìn về phía Dương Diệp. Rút kiếm ra đi. Dương Diệp hơi trầm ngâm một lát, trong phút chốc, hắn chém một kiếm về phía Minh Nữ. Kiếm hạ xuống. Minh Nữ lùi lại một bước đặc biệt chậm, chính là chân lùi về phía sau. Nhưng lại tránh thoát một kiếm với tốc độ rất nhanh của Dương Diệp. Dương Diệp nhìn Minh Nữ với vẻ khó có thể tin nổi. Tỷ. Minh Nữ đột nhiên thò tay đánh một chưởng về phía Dương Diệp. Dương Diệp đang muốn lùi lại, nhưng vào giờ phút này, hắn cảm giác cả thế giới đều trở lại tĩnh lặng. Rất nhanh, tay của Minh Nữ đã ấn ở trước ngực hắn. Nàng cũng không dùng lực. Minh Nữ thu tay về. Nghịch chuyển thời gian. Nghịch chuyển thời gian. Dương Diệp ngây người, sau đó nói. Tỷ có thể nghịch chuyển thời gian sao? Minh Nữ dựng một ngón tay lên. Một hơi thở, ta có thể nghịch chuyển thời gian một hơi thở. Dương Diệp nghe vậy,
trán lập tức hiện ra một giọt mồ hôi lạnh. Nghịch chuyển thời gian. Đây là khái niệm gì? Khái niệm chính là minh nữ vĩnh viễn nhanh hơn người khác một bước. Đây là năng lực nghịch thiên A. Minh nữ liếc nhìn Dương Diệp. Ngươi cũng mạnh lên rồi. Dương Diệp cười gượng. Vẫn còn kém hơn tỷ rất nhiều. Minh nữ lắc đầu. Dương Diệp không tiếp tục đề tài này nữa. Vậy tỷ có tin tức của đại tỷ hay đám người nhị tỷ không? Minh nữ lại lắc đầu. Dương Diệp khẽ gật đầu. Không sao, ta đã phái người đi tìm các nàng. Nếu các nàng nhận được tin tức sẽ chạy tới chỗ của ta thôi. Minh nữ liếc nhìn xung quanh, thế nào mà lại thành tông chủ vậy? Dương Diệp cười gượng. Một lời khó nói hết được. Đi thôi, chúng ta vừa đi vừa trò chuyện. Hai người là bằng hữu từ đại lục Huyền Ô giả tới, đã lâu không gặp, lần này gặp lại vẫn trò chuyện đặc biệt vui vẻ. Tuy Minh nữ thường không nói lời nào, nhưng có thể nhìn ra được nàng cũng rất vui mừng. Ngày tháng yên tĩnh cũng không lâu. Dưới Cổ Kiếm Tông có một thành cổ này được đặt theo tên Cổ Kiếm Tông, gọi là Cổ Kiếm Thành. Cổ Kiếm Thành là thành lớn nhất trên danh nghĩa của Cổ Kiếm Tông, cũng là thành lớn nhất ở Tây Giới. Bởi vì hồn giáo nên Cổ Kiếm Thành đã đóng kín cửa thành, không thể ra cũng không thể vào. Mà trước đây, rất nhiều người ở bên trong Cổ Kiếm Thành đã nghe được tin đồn và rời khỏi đây đi nơi khác. Bây giờ Cổ Kiếm Thành có rất ít người, chỉ có số ít thế gia dựa vào Cổ Kiếm Tông. Giống như thành trống. Ngày này, một đám người mặc áo đen đột nhiên xuất hiện ở ngoài Cổ Kiếm Thành. Trong tay người mặc áo đen dẫn đầu cầm theo một thanh trường thương, sau lưng hắn có 10 người mặc áo đen, trong tay cầm trường mâu màu đen. Người mặc áo đen cầm trường thương trong tay đột nhiên tung người nhảy lên, trực tiếp xuất hiện ở trên tường thành. Từ vị trí này, hắn có thể nhìn thấy được Cổ Kiếm Tông phía xa. Người mặc áo đen tham lam hít sâu một hơi. Linh hồn thật cường đại. Hắn vừa dứt lời đột nhiên cúi đầu nhìn về phía trong thành. Ở trong thành tuy còn rất ít người nhưng vẫn có. Người mặc áo đen khẽ nói. Ở Tây Giới này, ngoại trừ của hồn giáo ta, còn lại các ngươi đều có thể hút. Người mặc áo đen giơ tay phải lên và thoáng cái hạ xuống, rất nhanh, 10 người mặc áo đen trực tiếp lao về phía 10 đệ tử chân truyền của Cổ Kiếm Tông. Rất nhanh, từng tiếng kiếm ngân không ngừng vang vọng ở nơi đây. Người mặc áo đen đột nhiên giơ tay phải về phía Dương Diệp, sau đó ngón trỏ nhẹ nhàng rạch một cái. Phía xa, Dương Diệp chỉ vào người mặc áo đen cầm trường thương trong tay. Ngươi yếu làm cho ta không có chút hứng thú nào cả. Người mặc áo đen nụ cười dữ tợn. Phải vậy không, ngươi? Đúng lúc này, phía xa có hai thanh phi kiếm bay đến. Người mặc áo đen phản ứng rất nhanh, trường thương trong tay trực tiếp quét ngang. Có tiếng động giống như sấm sét vang lên. Ầm ầm, theo hai ánh lửa chói lòa vang lên, người mặc áo đen này trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài. Trong nháy mắt đó, người mặc áo đen biến sắc, hai mắt hắn trợn tròn, cơ thể trực tiếp cứng đờ ở giữa không trung, bởi vì một thanh kiếm vô hình đã trực tiếp xuyên qua cổ họng hắn. Máu tươi văng ra khắp nơi. Giết chết trong nháy mắt. Tuy nhiên, hắn vẫn chưa thật sự ngã xuống, bởi vì vào thời điểm mấu chốt, linh hồn hắn đã rời khỏi cơ thể. Không chỉ có vậy, không có cơ thể, khí tức linh hồn hắn càng cường đại hơn. Linh hồn còn mạnh mẽ hơn cơ thể. Phía xa, Dương Diệp liếc nhìn linh hồn của người mặc áo đen này. Lợi hại, có thể tu luyện linh hồn tới mức độ này, chứng tỏ hồn giáo các ngươi vẫn thật sự có bản lĩnh. Có bản lĩnh thôi sao? Phía xa, linh hồn người mặc áo đen này cười lạnh. Ngươi đúng là kẻ kém hiểu biết. Ngươi tự nhiên cho rằng hồn giáo ta chỉ thật sự có bản lĩnh thôi sao? Ngươi! Đúng lúc này, hai thanh phi kiếm giống như hai ánh chớp bắn nhanh về phía hắn. Người mặc áo đen thoáng biến sắc và muốn rời đi, nhưng vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất. Kiếm vực! Trong lòng người mặc áo đen hoảng hốt, trường thương trong tay chợt liền đâm một cái về phía trước mặt, một đâm này đã dùng hết sức lực của hắn. Bởi vì hắn cảm nhận được nguy hiểm. Hơn nữa còn là nguy hiểm chí mạng. Lúc này, một thanh kiếm đâm vào trên trường thương này. Chu! Một kiếm này đâm tới làm thanh trường thương này lập tức nổ tung. Ngay sau đó, ba thanh kiếm trực tiếp xuyên qua linh hồn thể của người mặc áo đen này. Ầm! Linh hồn của người mặc áo đen trực tiếp nổ tung ra, hóa thành mảnh nhỏ linh hồn bay khắp bầu trời. Kiếm thu lại. Dương Diệp quay đầu lại nhìn về phía dưới và đang muốn ra tay, đột nhiên.
hắn ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó, những mảnh nhỏ linh hồn tự nhiên đều tập trung lại với nhau. Linh hồn thể của người mặc áo đen này lại xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, tuy nhiên có chút mờ ảo. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Dương Diệp bắt đầu nhíu mày. Đây là cái quỷ gì vậy? Người mặc áo đen này nhìn chằm chằm Dương Diệp, trong mắt có phần kiêng kỵ. Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía dưới. Cách đó không xa, đệ tử Cổ Kiếm Tông thắng nhưng những cường giả hồn giáo này căn bản không chết, tất cả đều giống như người mặc áo đen trước mặt hắn, cho dù chém giết hồn thể của bọn họ vẫn có thể tập trung sống lại. Ngươi không giết chết được chúng ta đâu. Đối diện Dương Diệp, người mặc áo đen này cười lạnh. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên lại ra kiếm, tốc độ kiếm rất nhanh, trực tiếp xuyên thủng linh hồn của người mặc áo đen này, linh hồn thể của hắn lập tức nổ tung ra. Nhưng chỉ trong giây lát, linh hồn thể của hắn lại khôi phục lại bình thường. Đương nhiên, linh hồn của người áo bào đen càng thêm mờ ảo hơn. Lần này, kiêng kỵ trong mắt người mặc áo đen đã biến thành khủng hoảng. Bọn họ tất nhiên không phải thật sự vô địch. Người mặc áo đen nhanh chóng lùi về phía sau mấy trăm trượng, ngay sau đó, hắn toét miệng cười. Diệp Tông Chủ, chúng ta cho ngươi bị một món quà lớn, hy vọng ngươi vui vẻ nhận lấy. Hắn còn chưa nói dứt lời, đột nhiên ở trên không trung Cổ Kiếm Thành ngưng tụ ra một đám mây đen, ngay sau đó, từng âm phong đột nhiên xuất hiện ở xung quanh. Trận pháp. Đối diện Dương Diệp, người mặc áo đen cười nói. Diệp Tông Chủ, đây chính là đại trận thậm chí có thể dễ dàng giết chết được chủ cảnh trong nháy mắt đấy, ta. Lúc này, Dương Diệp lấy ra một cái ấn. Chư Thiên Ấn. Tay phải của Dương Diệp ném đi, trong giây lát, trời đất khôi phục bình thường. Người mặc áo đen trợn mắt há hốc mồm. Dương Diệp nhìn về phía người mặc áo đen này. Trận với không trận gì chứ? Lão tử có thần khí, ngươi có sao? Phía xa, vẻ mặt người mặc áo đen này cực kỳ khó coi. Trận pháp. Một trận pháp vừa rồi chính là do hồn giáo vì muốn tiêu diệt Dương Diệp đã lấy ra một trận pháp siêu cấp có thể dễ dàng chém giết cường giả chủ cảnh. Nhưng chỉ vừa thoáng ra đã không còn rồi. Thần khí. Bọn họ quên mất điểm này. Trong tay Dương Diệp có thần khí có thể phá bất kỳ trận pháp, kết giới. Nào, thần khí do lão già đeo giỏ trúc tặng, làm sao có thể là thần khí bình thường được? Chư Thiên Ấn không phải là một món thần khí sát phạt, mà là một món thần khí có công năng. Sau khi Dương Diệp dùng một ấn phá vỡ trận pháp kia, hắn eo giơ tay lên chém một kiếm. Suy, một kiếm này trực tiếp xuyên thủng giữa chân mày của người mặc áo đen này. Trong nháy mắt, linh hồn của ngư cười mặc áo đen nổ tung ra, nhưng chẳng bao lâu, những mảnh nhỏ linh hồn lại muốn tập trung. Tuy nhiên lần này Dương Diệp không cho đối phương có cơ hội đó nữa. Suy suy suy, mấy đường kiếm quang bị Dương Diệp chém qua răng kín khắp nơi. Trong giây lát, linh hồn của người mặc áo đen này lại trở thành những mảnh nhỏ giống như hạt bụi vậy. Lần này, linh hồn của người mặc áo đen này không có khả năng tập trung nữa. Hắn cúi đầu nhìn về phía dưới. Nhìn thấy không? Bên dưới, rất nhiều đệ tử chân truyền của Cổ Kiếm Tông đồng thời gật đầu, sau đó ra kiếm. Dương Diệp bước vào trong tường thành, không để ý tới những đệ tử chân truyền của Cổ Kiếm Tông cùng những cường giả hồn giáo này nữa. Một trận chiến này vừa vặn có thể để cho đệ tử Cổ Kiếm Tông luyện tập. Dương Diệp đi tới trong thành, lúc này trong thành đã trống rỗng, phần lớn người đều rời đi. Dương Diệp đi về phía trước và nhanh chóng tới trước một tòa phủ đệ. Dương Diệp tiến lên gõ cửa. Rất nhanh, cửa mở ra. Đó là một lão nhân gầy gò. Khi nhìn thấy Dương Diệp, trong mắt lão nhân gầy gò đầy vẻ hoảng sợ. Dương Diệp cười nói. Gia chủ Từ gia có ở đây không? Lão nhân gầy gò do dự một lúc, sau đó khẽ gật đầu. Có ở đây, các hạ là ai? Mời Diệp Tông Chủ vào đi. Lúc này. Một giọng nói từ sâu bên trong phủ đệ truyền đến. Lão nhân gầy gò kinh ngạc nhìn Dương Diệp mỉm cười. Lão nhân gầy gò vội vàng mở cửa lớn ra, mời hắn đi vào. Sau khi bước vào trong phủ, Dương Diệp phát hiện ra trong phủ đệ này có rất ít người. Cả một phủ rộng lớn lại chỉ có không đến 20 người. Dương Diệp bước vào trong một gian đại điện và nhìn thấy một lão già già nua. Gia chủ Từ gia Từ Trấn. Dương Diệp ôm quyền nói với Từ Trấn. Gia chủ Từ gia có mạnh khỏe. Từ Trấn liếc nhìn Dương Diệp với vẻ mặt có chút phức tạp. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên.
hắn đưa tay ra hiệu mời. Dương Diệp cũng không khách sáo, ngồi ở một bên. Sau khi im lặng một lát, Dương Diệp đột nhiên nói. Vì sao Từ gia chủ không rời đi? Từ Trấn liếc nhìn Dương Diệp và cười tự giễu. Diệp tông chủ là người hiểu biết, ta cũng sẽ không vòng vo. Sở dĩ ta không đi là vì hồn giáo căn bản chướng mắt Từ gia ta. Bọn họ tìm 6 thế gia lớn trong thành, nhưng không tới tìm Từ gia chúng ta. Vì sao? Dương Diệp không hiểu. Từ gia chủ hình như cũng là một cường giả ngũ giới. Khi bước vào Từ gia, ta cũng cảm nhận được hai vị cường giả tam giới. Từ Trấn cười nói. Bởi vì ta đã sắp kết thúc rồi. Dương Diệp liếc nhìn Từ Trấn và hiểu rõ. Kết thúc. Đại nạn của gia chủ Từ gia trước mắt này sắp đến. Từ Trấn cười nói. Đối với bọn họ, cắn nuốt hồn phách của Từ gia chúng ta còn lời hơn là chiêu mộ. Dương Diệp đột nhiên nói. Nếu như bọn họ ném ra cành ô liu với các ngươi, Từ gia sẽ nhận sao? Từ Trấn nhìn thẳng vào Dương Diệp. Sẽ. Dương Diệp cũng không tức giận. Vì sao? Từ Trấn khẽ nói. Ta biết một ít về chuyện giữa Cổ Kiếm Tông cùng Hồn Giáo. Thứ lỗi cho ta nói thẳng, theo chúng ta thấy, Cổ Kiếm Tông cũng không có bất kỳ cơ hội. Đây không đơn thuần là Hồn Giáo muốn nhằm vào Cổ Kiếm Tông, còn có các thế lực khác cũng dính vào trong đó. Đương nhiên, lần này nhìn thấy Diệp Tông Chủ, suy nghĩ của ta lại có chút thay đổi. Diệp Tông Chủ không phải là một người đơn giản, Cổ Kiếm Tông có Diệp Tông Chủ thì có thể còn có cơ hội. Dương Diệp đứng lên. Nếu không có chỗ nào đi, vậy Từ gia chủ có thể dẫn theo người của Từ phủ đi tới Cổ Kiếm Tông. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể không đi, tất cả đều phải xem ý của bản thân các ngươi thế nào. Dương Diệp nói xong liền xoay người rời khỏi đại sảnh. Trong đại sảnh, Từ Trấn từ từ nhắm hai mắt lại. Nửa khắc sau, tất cả mọi người của Từ gia đều rời khỏi Từ phủ và đi tới Cổ Kiếm Tông. Dương Diệp đi tới cửa thành. Nơi đó có 10 đệ tử chân truyền Cổ Kiếm Tông còn đang đại chiến cùng cường giả Hồn Giáo. 10 đấu với 10. Đặc biệt công bằng. Dương Diệp lại ngồi ở một bên, hoàn toàn không có ý định tham dự vào. Không thể không nói, cường giả hồn vẫn có trình độ rất cao. Bây giờ 10 người mặc áo đen này đều đã là hồn thể. Ngay từ lúc đầu, hai bên còn giằng co, nhưng chẳng bao lâu, đám người đệ tử của Cổ Kiếm Tông dần dần ở hạ phong. Bởi vì những cường giả hồn giáo này không giết chết được. Cho dù đệ tử Cổ Kiếm Tông chém giết một cường giả hồn giáo, nhưng hồn thể của đối phương sẽ lập tức phục hồi như cũ. Ở dưới tình huống như vậy, theo thời gian dài, đệ tử Cổ Kiếm Tông rơi xuống hạ phong. Dương Diệp không ra tay, bởi vì ở đối diện hắn có một nữ tử váy đen đang đứng. Nữ tử váy đen cũng không ra tay, hai người lại nhìn như vậy. Lúc này, phía xa một đệ tử Kiếm Tông cùng một cường giả hồn giáo đã phân ra thắng bại. Cường giả hồn giáo kia vừa lộ sơ hở đã bị đệ tử chân truyền Cổ Kiếm Tông chém nát cơ thể linh hồn, mà lần này, kiếm tu kia không để cho cường giả hồn giáo có cơ hội liền thi triển ra một loại kiếm kỹ cường đại, trăm đường kiếm khí cùng phát, chém về phía cường giả hồn giáo này, nếu như chém chúng, linh hồn của cường giả hồn giáo này tuyệt đối sẽ bị cắt thành vô số mảnh nhỏ. Mà vào lúc này, nữ tử váy đen phía xa đột nhiên thò tay ra, trong phút chốc, trăm đường kiếm khí trực tiếp đông cứng lại, rất nhanh đã lặng lẽ biến mất. Mà linh hồn cường giả hồn giáo lại nhân cơ hội này trực tiếp khôi phục lại. Khóe miệng Dương Diệp hơi cong lên, trong phút chốc, một lực lượng thần bí trực tiếp bao phủ ở nơi đó. Giờ phút này, tất cả mọi người ở đó đều ngừng lại. Nữ tử váy đen nhìn về phía Dương Diệp, hắn tuyệt đối không để ý tới nàng, tâm niệm thoáng động. Trong phút chốc, hai thanh phi kiếm lặng lẽ thoáng hiện ở bên trong kiếm vực. Suy suy. Trong đó hai hồn thể cường giả hồn giáo trực tiếp nổ tung. Mà lúc này, nữ tử váy đen đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Trong phút chốc, tay phải của nàng trực tiếp ấn về phía trước ngực Dương Diệp. Năng lực kỳ lạ. Lực lượng kỳ lạ. Trong nháy mắt, tất cả không gian bên trong kiếm vực đột nhiên bắt đầu chấn động, dường như sẽ lập tức vỡ thành mảnh nhỏ. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên cười dữ tợn. Chấn áp cho lão tử. Hắn vừa dứt lời, chợt giẫm mạnh chân phải. Tất cả không gian bên trong kiếm vực đột nhiên run lên, kiếm vực mạnh mẽ làm cho lực lượng thần bí của nữ tử này thoáng dừng lại. Trong phút chốc, tay phải của hắn rút kiếm chém về phía trước. 11 kiếm kiếm vực. Một kiếm cuối cùng hạ xuống. Một kiếm này, hắn trực tiếp bổ ra kiếm vực của mình.
Một kiếm hạ xuống, nữ tử váy đen đã ở ngoài nghìn trượng. Dương Diệp vẫn chưa dùng tay, kiếm hồ bên hông hắn khẽ run lên, ngay sau đó, hai đường kiếm quang bắn ra. Ở đó, suy suy, mấy linh hồn thể trực tiếp nổ tung ra, đồng thời bị những phi kiếm kia chém thành mảnh vụn. Những linh hồn vừa định tập trung liền bị hai thanh phi kiếm chém nát lần nữa. Lần này, những linh hồn kia trực tiếp vỡ thành mảnh vụn, sau đó dần dần biến mất. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng những cường giả hồn giáo xung quanh hoảng hốt. Phía xa, nữ tử váy đen đột nhiên bước tới, nhưng... nữ tử váy đen còn chưa kịp phản ứng liền trực tiếp bay ngược ra ngoài. Bí pháp thuần tức. Lần này, Dương Diệp rõ ràng vận dụng bí pháp thuần tức, tốc độ kia còn nhanh hơn cả chủ cảnh. Nhanh đến mức nữ tử váy đen thậm chí còn không có cả cơ hội ra tay. Ở đó, theo mấy đường kiếm quang nhanh đến mức mắt thường không thể nhận ra vừa hiện lên, thời gian dường như dừng lại. Kiếm thu lại. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của các đệ tử chân truyền của Cổ Kiếm Tông, những hồn thể cường giả hồn giáo này lặng lẽ trở nên mờ ảo, sau đó biến mất. Tất cả đều bị giết chết trong nháy mắt. Thậm chí còn chưa tới nửa hơi thở, tám gã cường giả ngũ giới lại biến mất như vậy. Phía xa, vẻ mặt nữ tử váy đen nhìn rất khó coi, nhưng vào lúc này, Dương Diệp đã nhìn về phía nàng, trong phút chốc, nàng đột nhiên biến sắc. Theo một tiếng kiếm ngân vang lên, nữ tử váy đen đã bay ngược ra ngoài nghìn trượng. Nhanh! Đây đã không đơn thuần là nhanh nữa. Nữ tử váy đen có vô số thần thông, rất nhiều thủ đoạn, nhưng ở dưới tốc độ cùng lực lượng khủng khiếp này của Dương Diệp đã hoàn toàn không có cơ hội thi triển ra nữa. Ngoài nghìn trượng, hai bên khóe miệng của nàng chậm rãi tràn ra hai dòng máu tươi, nàng lau máu tươi trên khóe miệng. Mà lúc này, Dương Diệp cũng đã biến mất. Đồng tử của nàng đột nhiên co lại, hai tay đột nhiên chắp lại trước ngực. Trong phút chốc, không gian xung quanh nàng tự nhiên chấn động, sau đó vặn vẹo một cách kỳ lạ. Ngay sau đó, cơ thể nàng đã hoàn toàn mờ ảo. Lúc này, kiếm đã tới. Một mảnh không gian kia trực tiếp bị một kiếm này của Dương Diệp chém nát, nhưng nàng vẫn không sao. Nói chính xác, nàng tương tự vừa oi kiếm vực của Dương Diệp, lúc này nàng đã nhảy ra ngoài không gian hiện hữu, bao gồm cả hố đen không gian, nàng độc lập với thế giới bên ngoài. Đúng là tồn tại kỳ lạ. Dương Diệp lạnh lùng nhìn nữ tử váy đen, hắn thi triển ra kiếm vực nên có thể cảm nhận được sự tồn tại của đối phương, nhưng hắn lại phát hiện mình hình như căn bản không có biện pháp nào bắt được đối phương. Tuy nhiên, nữ tử váy đen cũng không ra tay, bởi vì một khi nàng trở lại trạng thái bình thường, nàng sẽ đánh không nổi Dương Diệp. Sự thật chứng minh, với lực lượng tuyệt đối cùng tốc độ tuyệt đối của Dương Diệp, thủ đoạn thần thông quỷ dị này của nàng cũng không làm gì được. Bởi vì Dương Diệp nhanh đến mức nàng căn bản không có cơ hội thi triển ra thủ đoạn thần thông này. Nữ tử váy đen lạnh lùng liếc nhìn Dương Diệp, sau đó biến mất khỏi đó. Dương Diệp thu hồi kiếm, ngẩng đầu liếc nhìn phía chân trời. Lão tử là tông chủ, Cổ Kiếm Tông do ta che chở. Dương Diệp nói dứt lời liền cùng 10 đệ tử chân truyền của Cổ Kiếm Tông phía sau trực tiếp biến mất ở phía chân trời. Ở trong một đám mây, nữ tử váy đen ngừng lại, khóe miệng liền tràn ra. Máu tươi. Hai kiếm vừa rồi không chỉ tổn thương nàng, mà còn làm nàng bị thương nặng. Năng lực của nàng rất kỳ lạ, nhưng còn chưa kỳ lạ đến mức không để ý tới tất cả. Tuy nàng độc lập với thế giới bên ngoài, nhưng còn không nhảy ra ngoài thế giới này, nàng chỉ là mượn vực của mình nhảy ra trong thời gian ngắn ngủi mà thôi. Mà làm vậy cũng phải trả giá đắt. Nữ tử váy đen nhìn về phía cuối chân trời, ánh mắt lạnh lùng lại kèm theo sát ý. Trở về. Lúc này, một giọng nói vang lên trong đầu nữ tử váy đen. Chúng ta vẫn đánh giá thấp thực lực của người này, nữ tử váy đen lạnh lùng nói. Ta có thể giết hắn. Âm thanh này nói. Ta biết, nhưng ngươi cũng không sống nổi, không phải sao? Nữ tử váy đen im lặng. Âm thanh này nói. Người của chúng ta đều đã bước vào Tây Giới, chỉ chờ hai vị hộ pháp trở về thôi. Trong lúc này, ngươi đừng tới tìm Cổ Kiếm Tông nữa. Đến lúc đó, chúng ta ra tay cùng lúc, trực tiếp giết chết Cổ Kiếm Tông. Nữ tử váy đen im lặng rất lâu, sau đó xoay người lập tức biến mất. Cổ Kiếm Tông. Dương Diệp dẫn theo những đệ cơ tử chân truyền kia trở lại Cổ Kiếm Tông, sau đó lập tức trở về đến động phủ của mình, tiến vào bên trong Hồng Mông Tháp. Kiếm Kinh xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp, hỏi. Sao vậy?
Dương Diệp trầm giọng nói. Ta vừa giao đấu cùng nữ tử hồn giáo kia, ta phát hiện ra mình còn có rất nhiều chỗ thiếu sót. Ở trong hồn giáo, nữ tử kia chắc hẳn còn không phải là mạnh nhất, nhưng khi giao đấu cùng nàng, ta lại không làm gì được nàng, nếu như... Ngươi sai rồi. Kiếm Kinh đột nhiên nói. Ngươi không nên nghĩ như vậy. Dương Diệp nhìn về phía Kiếm Kinh khẽ nói. Nàng không phải là một người, phía sau nàng là hồn giáo. Nếu để cho nàng một đấu một cùng ngươi, tỷ lệ ngươi thắng được là rất lớn. Sở dĩ ngươi bị ép xuống là bởi vì phía sau nàng có một hồn giáo. Nhưng ngươi đừng quên, ngươi cũng không phải chỉ có một mình, phía sau ngươi cũng có một cổ kiếm tông. Ở bên trong cổ kiếm tông, đệ tử từ trên xuống dưới cộng lại khoảng chừng 3.000 kiếm tu. Bọn họ không có khả năng là hạng người không có năng lực. Hơn nữa, qua nhiều năm như vậy, cổ kiếm tông vẫn có một ít thủ đoạn. Nàng nói đến đây liền dừng lại một lát, sau đó lại nói. Đương nhiên, ngươi cũng cần nâng cao chính mình. Bây giờ kiếm ý của ngươi đã đạt được chủ cảnh, thực lực trên các phương diện đều rất mạnh, nhưng cảnh giới cùng cơ thể ngươi vẫn hơi yếu. Tam giới hoàn toàn không đủ dùng. Dương Diệp nhìn về phía Kiếm Kinh và cười gượng. Ta cũng không có cách nào. Cảnh giới cùng cơ thể này không phải nói nâng cao lại nâng cao được. Nâng cao chậm thì thực lực yếu, nâng cao nhanh thì cảnh giới không ổn định. Kiếm Kinh khẽ nói. Quả thật không thể sốt ruột được. Dương Diệp dường như nghĩ tới điều gì, sau đó nói. Cổ kiếm tông ta có bao nhiêu thanh thần khí? Kiếm Kinh nói. Từ thượng cổ đến bây giờ có 26 thanh kiếm. Đây là của cải lớn nhất của cổ kiếm tông từ thời kỳ thượng cổ truyền đến bây giờ. 26 thanh. Dương Diệp khẽ gật đầu, không thể không nói, như vậy đã đặc biệt nhiều rồi. Phải biết rằng, bây giờ hắn còn chưa có nổi 10 món. Nếu để cho tông chủ cổ kiếm tông các đời biết được ý nghĩ của Dương Diệp, nhất định sẽ tức tới nôn ra máu mà bỏ mình. Từ xưa đến nay cổ kiếm tông tích trữ bao lâu mới có nhiều thần khí như vậy? Dương Diệp mới bao nhiêu tuổi lại có nhiều thần khí như vậy? Ngươi hỏi cái này làm gì? Kiếm Kinh đột nhiên nói. Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó nói. Ngươi đi lấy tất cả những thần khí kia ra, sau đó phân phát cho những đệ tử cổ kiếm tông kiệt xuất nhất. Điều này, Kiếm Kinh có chút do dự. Dương Diệp cười gượng. Kiếm Kinh, nếu như cổ kiếm tông đều chết, vậy những thần khí này còn có ý nghĩa gì nữa sao? Bây giờ không để lợi cho người một nhà, lẽ nào đến lúc đó lại để lợi cho hồn giáo sao? Kiếm Kinh khẽ gật đầu. Ta hiểu rồi. Dương Diệp lại nói. Bây giờ cổ kiếm tông ta cần lòng quân phấn chấn, nhưng chỉ hô khẩu hiệu sẽ không có tác dụng gì, chúng ta cần lấy ra một vài thứ thực tế mới được. Khẩu hiệu là trống rỗng, thần khí là chân thật. Không chỉ là thần khí, còn có một vài bảo vật gì khác cũng lấy ra đi. Lấy ra những thứ này không chỉ đơn thuần là tăng cường thực lực của bọn họ, cũng để cho bọn họ biết bọn họ cùng cổ kiếm tông vinh nhục cùng nhau. Kiếm Kinh gật đầu. Được, đợi lát nữa ta sẽ đi làm. Dương Diệp khẽ gật đầu, lại nói. Còn có một chuyện nữa, bây giờ những thế lực khác của Vĩnh Hằng Quốc không có động tác gì sao? Kiếm Kinh trầm giọng nói. Không, rõ ràng bọn họ chỉ muốn được chia lợi ích, sẽ không tham dự vào chuyện giữa cổ kiếm tông cùng hồn giáo. Thậm chí, bọn họ ước gì cổ kiếm tông cùng hồn giáo đại chiến, sau đó cả hai bên đều chịu thiệt hại nặng nề, cuối cùng hồn giáo vừa suy yếu, bọn họ có thể được chia đủ lợi ích. Đương nhiên, nếu như hồn giáo không làm gì được chúng ta, bọn họ có lẽ sẽ ra tay. Dù sao, cổ kiếm tông có một lợi ích rất lớn, bọn họ đều muốn gặm vài miếng. Dương Diệp khẽ thở dài. Những thế lực thế gia này, bọn họ lấy cái gì để đối đầu với một hoang tộc đoàn kết chứ? Kiếm Kinh im lặng. Dương Diệp lại nói. Ta không biết thực lực chỉnh thể của hoang tộc, nhưng ta biết gia tộc này rất đoàn kết, thật sự trên dưới một lòng. Cho tới bây giờ, Vĩnh Hằng Quốc vẫn còn đang tính kế lẫn nhau, chính là ứng với câu nói xưa, loài người là chủng tộc am hiểu nhất tự giết lẫn nhau nhất. Kiếm Kinh khẽ lắc đầu. Không đến giờ phút đứng trước sống chết tồn vong, bọn họ sẽ không đoàn kết, giống như năm đó, vào đêm trước khi đại chiến diễn ra. Bên trong Vĩnh Hằng Quốc vẫn đang tranh đấu, đế gia bị đuổi ra khỏi Vĩnh Hằng Quốc. Đáng chết là khi chết rất nhiều người, tổn thất rất nhiều lợi ích, bọn họ mới có thể đoàn kết, mới bỏ qua ham muốn cá nhân trong lòng mình. Dương Diệp lắc đầu cười, hắn không muốn gửi gắm hy vọng vào trên người hoang tộc, chỉ đơn giản là xúc động nên than thở vài câu thôi.
Từ khi ở đại lục huyền giả đến bây giờ, hắn gặp phải rất nhiều chuyện như vậy. Trong thời gian tiếp theo, Dương Diệp bắt đầu điên cuồng tu luyện. Tu luyện cơ thể. Hắn cũng đi tới lôi chỉ giống như đám đại yêu tiểu long, sau đó lợi dụng ám hư thần lôi để rèn luyện thân thể của mình. Bất kể là hắn hay đám đại yêu tiểu long đều cần phải mạnh hơn. Sau khi giao tiếp với Dương Diệp, thần lôi đánh xuống mảnh lôi trì này cũng mạnh hơn thường ngày rất nhiều. Một tia sét xuống, thật sự là thoải mái đến mức tận cùng. Cho dù là tiểu long, ngay từ lúc đầu cũng không nhịn được mà kêu rên. Dương Diệp lại càng không cần phải nói, hoàn toàn là sống không bằng chết. Sâu bên trong lôi trì, Lôi Lâm ngồi ở trên một tia sét và đang cắn từng miếng tinh hoa của lôi để ăn, ăn một hồi, dường như nghĩ tới điều gì, nàng bỏ tinh hoa của lôi sang một bên, sau đó hai tay chống cằm. Tiểu Bạch, Nhị Nha, bao giờ các ngươi mới trở về chứ? Bên ngoài Hồng Mông Tháp, ngày này có một nữ tử đi tới dưới chân núi của Cổ Kiếm Tông. Nữ tử khiêng một thanh đao lớn và chỉ có một tay. Chỗ vai trái của nàng trống rỗng. Ở trong miệng nàng xê ngậm một cọng cỏ dại. Nữ tử thoạt nhìn có vẻ hơi cà lơ phất phơ. Nữ tử ngẩng đầu liếc mắt nhìn về phía Cổ Kiếm Tông. Cái quỷ gì vậy, không ngờ lại có thể làm tông chủ. Lúc này, một tên kiếm tu đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Các hạ là ai? Nữ tử khoát tay áo. Bảo tông chủ các ngươi đi ra, ta phải cố gắng đánh hắn một trận, yên tâm, ta sẽ không đánh chết hắn. Tên kiếm tu kia nhíu mày. Các hạ rốt cuộc là ai? Nữ tử liếc nhìn kiếm tu kia. Tới đây, để cho ta xem thử thực lực kiếm tu của Cổ Kiếm Tông các ngươi thế nào. Vừa dứt lời, thanh đao lớn trên vai nàng đột nhiên bay ra ngoài. Kiếm tu kia biến sắc, trong cơ thể có kiếm ý phóng lên cao, ngay sau đó, kiếm trong tay hắn liền đâm một cái về phía trước. Kiếm và đao chạm nhau. Suy, răng rắc. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của kiếm tu, thanh kiếm kia của hắn tự nhiên trực tiếp rạn nứt ra, ngay sau đó, cánh tay phải cảm giác được một lực lượng cực lớn truyền đến, hắn trực tiếp bay ra ngoài. Nữ tử lắc đầu và thu hồi đao lớn. Kém quá. Lúc này, Cổ Nam xuất hiện ở trước mặt nàng. Cổ Nam liếc nhìn nữ tử và đang muốn nói, mà vào lúc này, Minh Nữ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Nhìn thấy Minh Nữ, nữ tử kia ngây người, sau đó nói. Tiểu Cửu, người cũng tới à? Trên mặt Minh Nữ cũng nở nụ cười hiếm thấy. Chư muội, nữ tử trước mặt này chính là thiếu nữ cưỡi heo trong U Minh Điện, cũng là một vị đao tu. Lúc này, Minh Nữ nhìn thấy vai trái của chư muội trống rỗng, vẻ mặt lập tức trầm xuống. Chuyện gì xảy ra đây? Chư muội tuét miệng cười. Không có gì, chỉ là đánh với người ta một trận, sau đó cánh tay không còn thôi. Đúng rồi, con heo kia của ta cũng mất rồi. Nói đến đây, nụ cười trên mặt nàng có phần gượng gạo. Minh Nữ đi tới bên cạnh chư muội, khẽ nói. Đi lên trước đã. Nói xong, hai nàng biến mất. Cổ Nam khẽ nói. Bằng hữu của tông chủ sao? Trong một vực sâu, một người mặc áo đen lại đứng ở mép vực sâu, thi lễ nói. Tại hạ là giáo tôn hồn giáo, cầu kiến uyên chủ đại nhân. Im lặng trong chớp mắt, bên dưới truyền đến một giọng nói lạnh như băng. Lan, người mặc áo đen do dự một lúc và đang muốn nói, lúc này, một vật từ phía dưới phóng lên cao, trực tiếp đánh vào trước ngực hắn. Giáo tôn hồn giáo liên tục lùi về phía sau mấy bước, sau đó cơ thể trực tiếp nổ tung ra, chỉ còn hồn thể. Trên gương mặt hồn thể giáo tôn hồn giáo đầy kinh hãi, trong mắt hiện rõ sự khủng hoảng. Ở trước mặt hắn, vật vừa đánh trúng cơ thể hắn là một cái đầu với hai mắt mở to. Giáo tôn hồn giáo không dám nói gì nữa, sau khi thi lễ với bên dưới thì định rời đi. Mà vào lúc này, có một nam tử kiếm tu mặc bào màu trắng hoa văn hình mây đi tới gần. Giáo tôn hồn giáo nhíu mày. Lan. Rõ ràng, là muốn lấy lòng đại lão bên dưới. Kiếm tu trung niên liếc nhìn giáo tôn hồn giáo nhưng không để ý tới hắn, tiếp tục về phía vực sâu. Giáo tôn hồn giáo nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt thâm trầm lên. Trong phút chốc, một tay hồn trực tiếp chộp tới kiếm tu trung niên. Rất nhanh, rất mạnh. Chiêu thức này tuyệt đối có thể dễ dàng giết chết một vị cường giả chủ cảnh. Lúc này, kiếm tu ngừng lại. Giáo tôn hồn giáo rất tự tin, đặc biệt tự tin. Bởi vì ở trong trời đất này, người có thể làm cho hắn kiêng kỵ tuyệt đối không vượt quá một bàn tay.
Sau khi một cường giả đạt tới trình độ nhất định, đặc biệt loại cường giả ở chức vị cao, ở trong mắt bọn họ, sinh mạng bình thường đều đê tiện, liếc mắt không hợp sẽ giết. Lại giống như một ít hoàng đế trong thế tục, bọn họ giết người sẽ không cần tới lý do hợp lý gì cả. Nhìn ngươi khó chịu thì có thể giết ngươi. Cường giả tùy hứng. Giáo tôn hồn giáo trước mắt này cũng vậy. Đương nhiên, lần này hắn giết người vẫn có một lý do. Ánh mắt kiếm tu trung niên vừa rồi khiến người ta rất khó chịu, bởi vì đó là ánh mắt xem thường, bị người không để mắt tới. Giáo tôn hồn giáo rất không thích loại ánh mắt này. Cho nên, hắn ra tay. Phía xa, ngón cái tay trái của kiếm tu trung niên đột nhiên khẽ đâm một cái. Kiếm rút ra khỏi vỏ. A! À, theo một tiếng kêu thảm thiết vang lên, cánh tay của giáo tôn hồn giáo trực tiếp bị cắt ra làm hai. Giáo tôn hồn giáo kinh hãi nhìn kiếm tu trước mặt. Ngươi là ai? Kiếm tu liếc nhìn giáo tôn hồn giáo, sau đó xoay người bước vào trong vực sâu. Không nhìn, lại không để ý tới. Tuy nhiên lần này, giáo tôn hồn giáo không còn tức giận mà thấy vô cùng kiêng kỵ. Một kiếm kia đủ để lấy mạng hắn. Trong trời đất này còn có kiếm tu có thể một kiếm lại lấy mạng của hắn, nhưng từ trước tới nay hắn chưa từng nghe nói tới người nào như vậy. Đây là kiếm tu từ đâu tới? Trên gương mặt giáo tôn hồn giáo đầy vẻ nghi ngờ. Hắn không dám ở lại lâu, vội vàng xoay người rời đi. Kiếm tu một đường rơi xuống, rất nhanh đã đi tới đáy vực sâu. Trong lúc đó, hắn không bị bất kỳ ngăn cản nào. Ở dưới đáy vực sâu, hắn nhìn thấy một tiểu nữ hài đang đá cầu, ở hai bên trái phải của thiếu nữ có hai lão giả áo đen lưng còng đang đứng. Thật ra nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện thấy. Hai lão già này không phải lưng còng mà bọn họ khom lưng trước tiểu nữ hài cách đó không xa. Tiểu nữ hài đá cầu còn là một cái đầu đầm đìa máu, ở vách núi đá cách sau lưng nàng không xa là một bức vẽ yêu thú. Kiếm tu liếc nhìn bức tranh trên tường này và cảm thấy có chút quen mắt, rất nhanh, hắn nhớ tới một tiểu nữ hài nào đó liền thấy thoải mái. Ngươi xưng hô thế nào vậy? Phía xa, tiểu nữ hài đột nhiên mở miệng. Kiếm tu thu hồi ánh mắt và nhìn về phía tiểu nữ hài. Ta cũng không nhớ tên của mình nữa. Tiểu nữ hài đá cái đầu người, hời hợt nói. Ngươi làm cho ta cảm nhận được nguy hiểm. Kiếm tu liếc nhìn xung quanh, sau đó nói. Ở đây làm cho ta cảm giác không tầm thường. Tiểu nữ hài tuét miệng cười. Đây là một thế giới đặc biệt. Kiếm tu khẽ gật đầu. Loại không gian khác, ngươi đang mượn không gian này để áp chế tu vi toàn thân của mình. Hắn nhìn về phía thiếu nữ. Quả thật, thế giới bên ngoài không chứa được ngươi. Tiểu nữ hài giơ ngón tay cái lên với kiếm tu. Ngươi đúng là biết nhìn hàng. Ta rất không thích có người tới đây làm phiền ta. Qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ có hai người có thể đi tới nơi này. Ngươi là người thứ hai. Ánh mắt của kiếm tu rơi vào trên thân tiểu cô nương kia. Đấu vài chiêu chứ. Tiểu nữ hài khẽ gật đầu. Được. Dứt lời, nàng đột nhiên ra tay. Cổ kiếm tông. Bên trong Hồng Mông tháp, Dương Diệp nằm ở trên phi thăng đài, lúc này, toàn thân hắn đã cháy đen, đó là do bị lôi điện đánh vào. Được Hồng Mông tử khí chữa trị, chỉ trong giây lát, thân thể Dương Diệp đã khôi phục lại bình thường. Đáng tiếc là cơ thể hắn vẫn chỉ là tam giới, tuyệt đối không đạt được tứ giới. Tuy nhiên hắn vẫn có thu hoạch, đó chính là cơ thể hắn phải mạnh hơn trước vài phần, cũng càng lúc càng gần với tứ giới. Dương Diệp không tu luyện nữa mà rời đi Hồng Mông tháp, ở trong đại điện của Cổ Kiếm Tông, hắn nhìn thấy thiếu nữ cưỡi heo cũng chính là Trư Muội. Trư Muội nhìn thấy Dương Diệp, sau đó đao lớn trong tay nàng trực tiếp bổ tới. Đao rất nhanh, thân hình của Dương Diệp lóe lên, vội vàng lui lại, hắn cười nói. Ta chịu thua rồi. Trư Muội có chút bất mãn. Thế nào, người cảm thấy ta không có tư cách giao đấu với ngươi à? Dương Diệp liền vội vàng lắc đầu. Làm gì có, chủ yếu là thực lực của Trư Muội bây giờ mạnh như vậy, nếu như đánh ở đây, ta sợ tỷ sẽ đánh hỏng Cổ Kiếm Tông của ta mất. Trư Muội liếc mắt nhìn Dương Diệp và không tiếp tục ra tay. Nàng quan sát xung quanh, sau đó nói. Con người ngươi không tệ lắm, lại còn lăn lộn tới trước tông chủ. Cổ Kiếm Tông này dường như còn không đơn giản, không giống như thế lực tam lưu. Dương Diệp cười gượng. Nói đến thì một lời khó nói hết được. Trư Muội nhìn về phía Dương Diệp. Hồn giáo sẽ đánh tới lúc nào? Dương Diệp nói. Chắc hẳn là nhanh thôi.
Trừ muội khẽ gật đầu. Ngươi có tung tích của đám người đại tỷ không? Dương Diệp lắc đầu. Tạm thời không có, tuy nhiên ta đã cho người ta đi tìm các nàng, nếu như tìm được, các nàng sẽ tới đây tìm ta. Trừ muội khẽ nói. Cũng không biết các nàng thế nào rồi, Dương Diệp mỉm cười và ôn lại chuyện cũ với Trừ muội, sau đó hắn liền rời khỏi đại điện, bắt đầu xử lý chuyện của mình. Mặc dù bây giờ Cổ Kiếm Tông có Kiếm Kinh cùng đám người Cổ Nam trưởng lão xử lý, nhưng hắn là tông chủ cũng không phải không có việc gì làm. Cổ Kiếm Tông phát tất cả thần khí, bảo vật trong bảo khốc, làm vậy không thể nghi ngờ đã khiến cho cả Cổ Kiếm Tông sôi trào. Đặc biệt là những đệ tử chân truyền cùng những đệ tử có thực lực xuất chúng, có một thần cơ khí là chuyện bọn họ nằm mơ cũng muốn. Hành động này của Dương Diệp làm cho những đệ tử Cổ Kiếm Tông này rất cảm kích. Mặc dù tình cảnh của Cổ Kiếm Tông bây giờ không tốt, nhưng khí thế của tất cả các đệ tử Cổ Kiếm Tông lại tăng cao, ý chí chiến đấu mạnh mẽ. Cổ Kiếm Tông từ trên xuống dưới có chừng 3.000 kiếm tu, có thể nói bọn họ chiếm hết 90% kiếm tu trong cả Vĩnh Hằng Quốc. Phải biết rằng điều kiện trở thành kiếm tu vẫn tương đối hà khắc, bởi vì muốn trở thành kiếm tu, trước hết phải lĩnh ngộ kiếm ý là tồn tại hư vô mờ mịt, không phải nói lĩnh ngộ là lĩnh ngộ được. Bởi vậy, rất nhiều người trực tiếp bị ngăn cản ở cửa kiếm ý này. Mà người có thể trở thành kiếm tu, đặc biệt gia nhập tông môn cường đại như Cổ Kiếm Tông này, thực lực cùng thiên phú bình thường đều sẽ không yếu. Có thể nói chiến lực 3.000 kiếm tu vẫn vô cùng khả quan. Phải biết rằng năm đó Cổ Kiếm Tông đã dựa vào mấy trăm kiếm tu mà ngăn cản hoang tộc tử thị. Ngày nay, ở trên không trung bên ngoài Cổ Kiếm Tông đột nhiên xuất hiện một người mặc áo đen. Ngay sau đó, một giọng nói từ phía chân trời truyền đến. Hễ là người của Cổ Kiếm Tông, kẻ nào đầu hàng không giết. Vừa dứt lời, trên trăm người áo đen xuất hiện ở bên ngoài sơn môn Cổ Kiếm Tông. Từng khí tức cùng thần thức cường đại tràn về phía Cổ Kiếm Tông. Trong đại điện Cổ Kiếm Tông, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía ngoài điện. Tới rồi sao? Ong ong ong. Từng tiếng kiếm ngân đột nhiên từ trong dãy núi Cổ Kiếm Tông vang vọng lên, rất nhanh, từng kiếm quang phóng lên cao, cuối cùng đi tới ngọn núi chính của Cổ Kiếm Tông. Đệ tử Cổ Kiếm Tông tập trung. Dương Diệp đi ra khỏi đại điện, sau lưng hắn là Kiếm Kinh, Cổ Nam, còn có hai vị trưởng lão Cổ Kiếm Tông. Mà ở sân luyện võ trước mặt là mấy nghìn đệ tử Cổ Kiếm Tông. Bọn họ đều đeo trường kiếm, trên thân tản ra kiếm ý cùng ý chí chiến đấu sắc bén. Rõ ràng khi đối mặt với hồn giáo, những đệ tử Cổ Kiếm Tông hoàn toàn không sợ hãi. Nhìn những đệ tử Cổ Kiếm Tông dưới sân, Dương Diệp mỉm cười và cũng có chút xúc động. Đây là kiếm tu. Đây mới là kiếm tu. Dương Diệp đi tới trước mặt các kiếm tu, ngẩng đầu liếc nhìn qua mấy trăm người mặc áo đen phía chân trời, cười ha ha. Cổ Kiếm Tông chúng ta đã từng sợ ai chứ? Vừa dứt lời, hắn trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang phóng lên cao, đi tới trước mặt đám người mặc áo đen kia. Người mặc áo đen dẫn đầu là một chủ cảnh, là một vị hộ pháp của hồn giáo, địa vị chỉ kém hơn giáo tôn cùng giáo chủ hồn giáo. Ở phía sau hộ pháp hồn giáo là nữ tử váy đen, lúc này, nàng ta đang nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Dương Diệp liếc nhìn đám người mặc áo đen này trước mặt. Xem ra lần này các ngươi là muốn đánh một trận phân thắng bại sao? Hộ pháp hồn giáo lắc đầu. Ngươi sai rồi, nói không xuôi tai, Cổ Kiếm Tông còn chưa được chúng ta để vào trong mắt. Cổ Kiếm Tông còn chưa đủ tư cách để phân thắng bại với chúng ta. Dương Diệp cười nói. Có đủ tư cách hay không, thử xem chẳng phải sẽ biết sao. Hộ pháp hồn giáo nhẹ nhàng vung tay phải lên, trong phút chốc, một hố đen thật lớn xuất hiện ở phía sau cách hắn không xa. Hố đen này càng lúc càng lớn, cuối cùng trực tiếp che phủ nửa bầu trời. Trận pháp. Dương Diệp đang muốn lấy ra Chư Thiên Ấn, nhưng khí tức của hộ pháp hồn giáo đã phong tỏa lấy Dương Diệp. Vương đấu với vương, đối thủ của ngươi là ta. Vừa dứt lời, hắn vung tay phải lên. Xuy xuy xuy. Không gian xung quanh Dương Diệp đột nhiên biến đổi, Dương Diệp thoáng cái đã xuất hiện ở một nơi hư vô, ở trước mặt hắn chỉ còn có hộ pháp hồn giáo. Dương Diệp liếc nhìn hộ pháp hồn giáo. Ngươi muốn một đấu một với ta sao? Trong tay hộ pháp hồn giáo xuất hiện một thanh trường kiếm. Ngươi thấy thế nào? Vừa dứt lời, trường kiếm trong tay hộ pháp hồn giáo nhẹ nhàng rung lên, trong phút chốc, rất nhiều kiếm quang màu đen trực tiếp chấn động bay về phía Dương Diệp. Hai mắt Dương Diệp híp lại, hai thanh phi kiếm trong kiếm hồ bên thắt lưng bay ra.
Bên ngoài, trên không trung cổ kiếm tông. Hố đen rất lớn kia đột nhiên tản ra từng chùm tia sáng dày đặc, rơi về phía cổ kiếm tông. Bên dưới, kiếm kinh ngẩng đầu liếc nhìn qua những chùm tia sáng màu đen. Mở trận. Vừa dứt lời, tất cả cổ kiếm tông đột nhiên rung lên, ngay sau đó, rất nhiều kiếm quang phóng lên cao. Trên không trung cổ kiếm tông vang lên những tiếng nổ lớn không ngừng. Nữ tử váy đen lạnh lùng nhìn xuống phía dưới, đột nhiên nàng biến mất, lúc xuất hiện lần nữa thì đã ở cổ kiếm tông bên dưới, mấy trăm người mặc áo đen phía sau nàng cũng lao vọt xuống. Mấy trăm đấu với mấy nghìn. Sở dĩ hồn giáo dám làm như thế là bởi vì ở trong mấy trăm người áo đen có 10 vị cường giả chủ cảnh, cường giả ngũ giới còn lên tới 20 người. Chất lượng bù cho số lượng. Mà ở cổ kiếm tông, sau khi đám người đại trưởng lão rời đi chỉ còn lại không đến 3 cường giả chủ cảnh. Người xông lên đầu tiên là nữ tử váy đen của hồn giáo, nàng dẫn đầu đi tới cổ kiếm tông bên dưới, nhưng chẳng bao lâu, một nữ tử chắn ở trước mặt nàng. Người này mặc áo gai và váy vải. Minh nữ. Minh nữ nhìn nữ tử váy đen, sắc mặt không hề thay đổi. Hai nàng nhìn nhau. Đột nhiên, nữ tử váy đen ra tay. Nàng lặng lẽ xuất hiện ở trước mặt Minh nữ, trong phút chốc, không gian xung quanh Minh nữ trực tiếp dao động lên xuống một cách kỳ lạ, ngay sau đó, từng lực lượng kỳ lạ từ trong không gian chấn động ra. Những lực lượng này làm cho Minh nữ căn bản không còn chỗ nào để trốn. Minh nữ cũng không trốn, nàng đưa tay phải ra sau đó nhẹ nhàng xoay. Tròn. Răng rắc. Không gian xung quanh nàng lập tức nổ tung và vỡ vụn, vẫn có cả luồng lực lượng thần bí này cũng vậy. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Một lực lượng thần bí mạnh mẽ đột nhiên bao phủ lấy Minh nữ, vực. Vực không gian của nữ tử váy đen. Vào giây phút vực không gian xuất hiện, nữ tử váy đen nhẹ nhàng chắp lại hai tay trước ngực, cho ngồ phút chốc, không gian xung quanh Minh nữ bị nghiền nát tự nhiên ép lại một cách kỳ lạ. Không gian là thứ người đời nhìn không thấy, nhưng lại si có thể cảm nhận được. Minh nữ cảm nhận được một áp lực mạnh mẽ. Đây không đơn thuần là lực lượng không gian của thế giới này nữa, mà còn là lực lượng không gian khác. Minh nữ nhíu mày, tay phải của nàng ấn nhẹ xuống dưới, không gian xung quanh đột nhiên run lên, một lực lượng nghịch chuyển mạnh mẽ xuất hiện ở đó. Nghịch chuyển không gian. Minh nữ thông qua năng lực nghịch thiên này của nàng để nghịch chuyển không gian ở đó, cái gọi là nghịch chuyển không gian chính là làm cho không gian ở đây khôi phục lại như lúc ban đầu. Không gian bây giờ ở dưới sự kích thích của nữ tử váy đen đã không bình thường rồi. Sau khi lực nghịch chuyển mạnh mẽ xuất hiện, không gian xung quanh Minh nữ tự nhiên dần dần khôi phục lại ban đầu. Nữ tử váy đen nhíu mày khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Người này lại có thể nghịch chuyển vực của nàng. Nữ tử váy đen chắp hai tay lại trước ngực đột nhiên đẩy nhẹ sang hai bên. Không gian ở đó đột nhiên nổ tung ra, một vòng xoáy sóng khí mạnh mẽ bạo phát ở trong không trung. Minh nữ bị đẩy lùi đến mười mấy trượng. Minh nữ vừa dừng lại, nữ tử váy đen liền trực tiếp xuất hiện ở trước mặt nàng, sau đó trực tiếp vỗ vào trước ngực Minh nữ. Sở dĩ nữ tử váy đen có thể làm được như vậy, là bởi vì bây giờ nàng không ở cùng một không gian với Minh nữ. Hai người ở hai không gian khác nhau. Vào giây phút tay phải của nữ tử váy đen vỗ vào trước ngực Minh nữ, một lực lượng mạnh mẽ tới mức quỷ dị đột nhiên đánh vào trên thân Minh nữ. Nhưng vẻ mặt nữ tử váy đen thật sự thay đổi, bởi vì vào giờ phút này, nàng kinh hãi phát hiện ra sức sống trong cơ thể mình đang nhanh chóng biến mất, từng tử khí xuất hiện ở trong cơ thể nàng. Minh nữ cùng nữ tử váy đen vừa chạm vào đã tách ra. Hai nàng cách nhau mười mấy trượng, mà giờ phút này, gương mặt vốn xinh đẹp của nữ tử váy đen đã xuất hiện nếp nhăn, không chỉ có vậy, mái tóc đen lấm tấc bạc, hơn nữa càng lúc càng nhiều. Trong lòng nữ tử váy đen hoảng hốt, từ từ nhắm hai mắt lại, trong phút chốc, toàn thân trực tiếp mở ảo. Lần này, Minh nữ nhíu mày, bởi vì nàng hoàn toàn không cảm giác được khí tức của nữ tử váy đen. Có thể nhìn thấy nhưng không cảm giác được. Nếu không cảm giác được, tất nhiên không có cách nào nghịch chuyển sức sống nữ tử váy đen. Hai nàng đều cảm thấy quá kỳ lạ. Hai nàng nhìn đối phương, trong mắt đầy vẻ kiêng kỵ. Minh nữ cũng không dám khinh thường. Nữ tử trước mắt này nắm giữ vực không gian, một thuật thần thông không gian rất kỳ lạ, chỉ có chút lơ là, nàng có khả năng sẽ nổ mạnh. Mà nữ tử váy đen cũng không dám khinh thường, trong nháy mắt vừa rồi, nếu như không phải nàng phản ứng nhanh, sợ rằng bây giờ đã ngã xuống. Tuy nhiên,
Điều này tuyệt đối không kéo dài được bao lâu, rất nhanh, hai nàng lại xông vào nhau. Lần này, hai nàng đều không thi triển ra năng lực quỷ dị của từng người, bởi vì các nàng phát hiện, nếu như các nàng thi triển ra năng lực quỷ dị này, kết quả chính là không đánh nổi. Minh nữ kiêng kỵ vực không gian của nữ tử váy đen lại kiêng kỵ lực nghịch chuyển của minh nữ, nếu như minh nữ thi triển lực nghịch chuyển, nàng cũng chỉ có thể trốn ra khỏi mảnh không gian này. Sau đó không ai đánh được nữa. Vì vậy, hai người lựa chọn vật lộn. Chiến đấu gần người. Mà bên kia, kiếm tu cổ kiếm tông cùng những cường giả hồn giáo cũng chiến đấu với nhau. Trừ muội chọn một cường giả hồn giáo chủ cảnh. Ba đao. Chỉ là ba đao, trừ muội liền đánh cho cường giả chủ cảnh của hồn giáo này bay đến ngoài cổ kiếm tông. Mỗi một đao đều có lực lượng cường đại có khả năng hủy trời diệt đất, lực lượng này đủ để có thể so sánh với lực lượng tiểu long. Hơn nữa, cộng thêm trừ muội sử dụng là đao, uy lực kia dường như thật sự có thể chém trời thành hai mảnh vậy. Sau khi những đệ tử chân truyền của cổ kiếm tông nắm giữ thần khí, bọn họ đối mặt với những cường giả chủ cảnh, hoàn toàn không khiếp sợ. Sự thật đã chứng minh quyết định của Dương Diệp đặc biệt chính xác, bởi vì nếu như không có những thần khí kia, những đệ tử chân truyền của cổ kiếm tông căn bản không có cách nào đối đầu cùng những cường giả chủ cảnh này của hồn giáo. Nhưng bây giờ, sau khi có những thần khí kia, có thể nói chiến lực của những đệ tử chân truyền cổ kiếm tông kia tăng lên rất nhiều. Kiếm Kinh tuyệt đối không ra tay. Nàng đứng ở trước đại điện lạnh lùng nhìn cuộc đại chiến phía xa. Mỗi một khắc, mỗi một hơi thở đều sẽ có người ngã xuống. Ở trong tay Kiếm Kinh là một khoái hồn mộc. Dần dần, bên hồn giáo này xuất hiện tình thế bất lợi. Ngay từ lúc đầu, theo hồn giáo thấy, sau khi tất cả đám người đại trưởng lão rời đi, trong cổ kiếm tông chỉ có mấy người cổ nam có thể có lực chiến đấu, ngoài ra còn có Dương Diệp, chỉ cần ngăn chặn Dương Diệp, có thể nói tất cả cổ kiếm tông căn bản không có người nào đặc biệt mạnh mẽ. Nhưng bọn họ không ngờ được Dương Diệp lại lấy ra tất cả của cải của cổ kiếm tông phát xuống, làm cho chiến lực của những đệ tử cổ kiếm tông kia tăng lên rất nhiều, càng không ngờ tới là minh nữ cùng chư muội. Minh nữ ngăn cản nữ tử váy đen, chư muội lại lấy một địch hai căn bản không kinh sợ. Ở trong không trung bên ngoài cổ kiếm tông có một người áo đen lạnh lùng nhìn về hướng cổ kiếm tông. Người này chính là giáo tôn hồn giáo. Giáo tôn hồn giáo cười khẽ. Hồ đồ, ngu xuẩn. Vừa dứt lời, hắn vung tay phải lên, trong phút chốc có mười mấy người mặc áo đen xuất hiện ở đó. Giáo tôn hồn giáo khẽ nói. Ta vốn không muốn các ngươi lộ diện, chỉ có điều bây giờ xem ra vẫn đành phải để cho các ngươi ra tay một chút. Tuân lệnh. Mười mấy người mặc áo đen thi lễ với giáo tôn hồn giáo, sau đó xoay người lao vọt về phía cổ kiếm. Giáo tôn hồn giáo từ từ nhắm mắt lại. Ra đi. Vừa dứt lời, ở phía sau giáo tôn hồn giáo xuất hiện một nữ tử váy màu đỏ. Giáo tôn hồn giáo lắc đầu cười. Không ngờ được Dương Diệp này còn có thể có nhiều giúp đỡ như vậy. Ngươi đang âm thầm theo ta là không muốn để cho ta ra tay, đúng không? Nữ tử váy màu đỏ không nói gì. Nhưng xung quanh đã xuất hiện một biển máu. Vực. Huyết vực. Đây không phải là vực giả, mà là vực thật sự. Cảm nhận được cảnh tượng như vậy, trong mắt giáo tôn hồn giáo xuất hiện một tia nghiêm trọng. Trong một không gian hư vô ở cổ kiếm tông, Dương Diệp cùng hộ pháp hồn giáo đứng từ phía xa đối mặt với nhau. Nhưng ở xung quanh hai người có vô số phi kiếm bay qua. Kiếm tu. Vị hộ pháp hồn giáo kia là một vị kiếm tu. Hơn nữa còn là một vị kiếm tu cường đại. Kiếm ý đạt tới chủ cảnh đỉnh phong, còn mạnh hơn so với kiếm ý của Dương Diệp rất nhiều. Hơn nữa, kiếm của đối phương đặc biệt kỳ lạ, bởi vì không phải dùng cơ thể phát động, mà là lấy linh hồn phát động. Kiếm hồn, hoặc nói là hồn kiếm. Dương Diệp đã từng cũng tiếp xúc qua kiếm hồn kỹ, nhưng những kiếm hồn kỹ trước đây không thể so sánh được với người trước mặt này. Vị hộ pháp hồn giáo trước mắt này sử dụng mới thật sự là kiếm hồn kỹ. Ở trong một nơi hư vô, theo hai đường kiếm quang va chạm vào nhau, nơi này đột nhiên rung lên, ngay sau đó, rất nhiều mảnh vỡ kiếm quang bắn ra xung quanh. Dương Diệp bước về phía Chu Óc một bước, kiếm vực bao phủ toàn bộ không gian nơi này. Rõ ràng, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian. Cách Dương Diệp không xa, hộ pháp hồn giáo đột nhiên mở miệng. Kiếm vực sao? Tới đây, để cho ta lĩnh giáo một chút đi. Vừa dứt lời, linh hồn hắn đột nhiên rời khỏi thân thể của mình. Ong!
một tiếng kiếm ngân chói tai bắt đầu vang vọng ở nơi đây. Trên thân linh hồn thể của hộ pháp hồn giáo phát ra kiếm ý càng thêm khủng khiếp. Dương Diệp nhìn hộ pháp hồn giáo, đột nhiên hắn biến mất, đồng thời có một đường kiếm quang xé rách không gian lao qua. Tất cả không gian hư vô nơi nó đi qua đều bắt đầu vỡ ra. Mà đối diện Dương Diệp, hai mắt hộ pháp hồn giáo đột nhiên chậm rãi nhắm lại, trong phút chốc, kiếm trong tay hắn tiến vào trong mi tâm của hắn. Kiếm hồn hợp nhất. Một kiếm quang chói mắt giống như mặt trời chói chang xuất hiện. Trong nháy mắt, nơi hư vô này hoàn toàn vỡ nát. 10 hơi thở sau, ở trên không trung cổ kiếm tông xuất hiện hai người. Đó chính là Dương Diệp cùng hộ pháp hồn giáo. Hai người đứng phía xa nhìn nhau, cách nhau không đến 10 trượng. Cơ thể của hộ pháp hồn giáo đã không còn, chỉ còn lại hồn thể trong suốt. Mà khóe miệng Dương Diệp lộ ra một dòng đỏ sẫm rất dễ nhận ra. Phía xa, hộ pháp hồn giáo nhìn chằm chằm Dương Diệp. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, tới đây, nhận một kiếm của ta. Vừa dứt lời, trong giữa chân mày của hắn có một thanh kiếm lặng lẽ bắn ra, thanh kiếm kia mới vừa xuất hiện, trên không trung cổ kiếm tông trực tiếp xuất hiện một mảnh khí lưu màu đen. Kiếm khí. Chỉ có điều kiếm khí này là màu đen. Phía xa, hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, ở trong tay trái của hắn có thêm một vỏ kiếm, bên trong chính là thanh kiếm chu. Trong không trung, Dương Diệp rút kiếm ra liền chém một phát. Chu rời khỏi vỏ kiếm. Sau khi chém xuống một kiếm, mảnh kiếm quang màu đen trước mặt Dương Diệp này ầm ầm vỡ nát. Mà vào lúc này, hộ pháp hồn giáo đột nhiên xuất hiện một cách kỳ lạ ở trước mặt Dương Diệp, lại là một kiếm đâm ra nhanh như tia chớp. Dương Diệp đang muốn ra kiếm, nhưng ngay vào lúc này, sau lưng hắn đã lặng lẽ xuất hiện một người mặc áo đen, trong tay người này cũng nắm một thanh kiếm. Hai kiếm tu đều xuất hiện. Hơn nữa còn là hai cường giả chủ cảnh. Nói chính xác là hai hộ pháp hồn giáo. Dưới hai kiếm, sắc mặt Dương Diệp lập tức thay đổi. Hắn không ngờ tới phía sau còn có một kiếm chém tới. Đối phương đánh lén quá bất ngờ. Mà ở trong thời khắc mấu chốt này, một kết giới vô hình đột nhiên xuất hiện ở phía sau của Dương Diệp, trực tiếp ngăn cách Dương Diệp cùng một phiếm sau lưng hắn. Dương Diệp ngẩn người, nhưng chẳng bao lâu lại mỉm cười. Cách đó không xa có một nữ tử mặc váy dài màu xanh đang đứng. Nữ tử mặc váy dài màu xanh không phải là ai khác, chính là U Minh Điện giới nữ. Là nữ tử không thích nói chuyện kia. Ở thời khắc mấu chốt này, giới nữ lợi dụng năng lực đặc biệt của mình giúp Dương Diệp ngăn chặn thanh kiếm phía sau. Không còn phải lo lắng phía sau, Dương Diệp hoàn toàn không do dự chém xuống một kiếm. 11 kiếm vực chồng chất. Một kiếm này hạ xuống, vị hộ pháp ở trước mặt hắn trực tiếp bay ra ngoài. Lần này, hiển nhiên vị hộ pháp hồn giáo kia đã bị thương nặng, hồn thể mờ ảo trong suốt, dường như sẽ lập tức biến mất. Dương Diệp vẫn không dừng tay, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, suy. Một lực lượng thần bí đột nhiên từ trong cơ thể hắn dâng lên. Bí pháp thuần tức. Vị hộ pháp hồn giáo phía xa kia dường như cảm nhận được điều gì liền biến sắc, muốn lùi lại phía sau, nhưng vào lúc này, Dương Diệp đã biến mất. Nhanh! Nhanh vô cùng! Trong lòng hộ pháp hồn giáo hoảng hốt, tuy kinh hãi gần chết nhưng hắn phản ứng không chậm, cũng không giơ cổ chờ bị giết. Hai tay hắn cầm kiếm đâm về phía trước mặt, rất nhiều hồn lực tràn vào trong kiếm, cuối cùng hóa thành từng kiếm quang chấn động ra. Tất cả mọi thứ phía chân trời đều bị những kiếm quang hồn lực này bao trùm, vô cùng kinh người. Mà lúc này, Dương Diệp đã tới. Suy! Theo một luồng kiếm quang chợt lóe lên, không trung phía chân trời dường như có thứ gì đó bị xé rách nghiền nát. Khoảng 3 hơi thở sau, phía chân trời bình tĩnh lại, mà hộ pháp hồn giáo ở trước mặt Dương Diệp đã không tồn tại nữa, chỉ có vô số mảnh nhỏ linh hồn rơi xuống. Dương Diệp dường như nghĩ tới điều gì, hắn lại vẫy tay một cái. Trong phút chốc, tất cả những mảnh nhỏ linh hồn nà lao về phía hắn, cuối cùng đều bị hắn hấp thu. Phệ hồn thuật. Hắn không quên mình còn có phệ hồn thuật chuyên môn hấp thu linh hồn. Mà linh hồn của hộ pháp hồn giáo thật sự là vật rất bổ dưỡng. Những mảnh nhỏ linh hồn này còn hơn cả mấy năm khổ luyện của hắn. Đột nhiên, Dương Diệp có chút hưng phấn. Hắn bỗng nhiên xoay người nhìn về phía tên hộ pháp hồn giáo đằng sau. Mà giờ phút này, tên hộ pháp hồn giáo kia đã ở cách hơn trăm trượng. Tên hộ pháp hồn giáo kia nhìn chằm chằm Dương Diệp với vẻ rất đề phòng.
Dương Diệp bật cười nhưng không đi giết tên hộ pháp hồn giáo kia, mà lắc người lao về phía những cường giả hồn giáo bên dưới. Bây giờ, bí pháp thuấn tức trên người hắn còn chưa biến mất, đúng là thời điểm hắn mạnh nhất. Dương Diệp có bí pháp thuấn tức gia tăng đơn giản chính là một vị sát thần siêu cấp, sau khi lấy ra kiếm vực bao phủ cổ kiếm tông, ba thanh phi kiếm không ngừng bay qua bên trong kiếm vực, mỗi lần phi kiếm hiện lên đều sẽ có đầu của một cường giả hồn giáo bay ra ngoài. Ở trong kiếm vực, phi kiếm kia thật sự quá nhanh. Nhanh đến mức cho dù là cường giả ngũ giới cũng không có khả năng phản kháng. Nhanh đến mức cho dù là cường giả ngũ giới cũng không có khả năng phản kháng. Thật ra, nếu như là thời điểm bình thường, hắn sẽ không dám sử dụng kiếm vực bao trùm nhiều người như vậy, bởi vì nếu làm vậy sẽ vô cùng nguy hiểm. Phải biết rằng, nếu như mấy trăm cường giả hồn giáo ở đó đồng thời ra tay phá vực, hắn tuyệt đối sẽ xong đời. Nhưng bây giờ lại khác, ở bên trong kiếm vực còn có cường giả cổ kiếm tông, những người này kìm chế những cường giả hồn giáo, làm cho chúng căn bản không có cách nào đồng lòng phá vực được, bởi vậy, Dương Diệp ở trong kiếm vực trực tiếp tiến hành tàn sát điên cuồng. Trong thời gian mười mấy hơi thở ngắn ngủi, hồn giáo đã tổn thất hơn 10 vị cường giả. Hộ pháp hồn giáo mạnh nhất hồn giáo và nữ tử váy đen đã bị cổ nam cùng minh nữ, cùng chư muội quấn lấy. Bây giờ là vương đấu với binh. Ở trong một không trung khác, một nữ tử váy màu đỏ đang đại chiến cùng một người mặc áo đen. Đột nhiên, người mặc áo đen ngừng lại và quay đầu liếc nhìn về phía cổ kiếm tông, vẻ mặt hắn nhanh chóng trở nên thâm trầm. Cuối cùng, hắn lạnh lùng nói. Rút lui! Rút lui! Hắn vừa dứt lời. Những cường giả hồn giáo trong cổ kiếm tông đều phóng lên cao, bỏ chạy về phía chân trời. Nữ tử váy đen đang giao đấu cùng minh nữ vừa chạm đã tách ra, lạnh lùng liếc nhìn minh nữ. Lần sau giao đấu, ta phải giết chết ngươi. Minh nữ khẽ gật đầu. Ta sẽ chờ ngươi. Nữ tử váy đen hừ lạnh một tiếng rồi xoay người lao về phía chân trời. Ngươi còn muốn chạy sao? Đúng lúc này, ở đó đột nhiên vang lên giọng nói Dương Diệp. Ngươi đã hỏi qua ta chưa? Theo Dương Diệp vừa dứt lời, một bức tranh rất lớn đột nhiên phóng lên cao. Chẳng bao lâu, bức tranh này bao phủ cả cổ kiếm tông, vẫn có những cường giả hồn giáo ở phía chân trời. Vạn giới đồ. Theo vạn giới đồ xuất hiện, những cường giả hồn giáo vốn muốn bỏ chạy đều bị giữ lại trên không trung của cổ kiếm tông. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, giáo tôn hồn giáo lập tức trở nên thâm trầm, mà vẻ mặt đám người hộ pháp hồn giáo cũng cực kỳ khó coi. Trong vạn giới đồ, Dương Diệp nhìn đám cường giả hồn giáo, cười lạnh. Các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Thế nào, các ngươi xem nơi đây là nhà của mình à? Dương Diệp vừa dứt lời, trong kiếm hồ bên thắt lưng đã có hai thanh phi kiếm bay ra, ngoại trừ hai thanh phi kiếm này còn có một thanh phi kiếm vạn minh. Ba thanh phi kiếm liền ra. Không chỉ có vậy, đám kiếm tu cổ kiếm tông sau lưng Dương Diệp cũng ào ào lao về phía những cường giả hồn giáo. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đám cường giả hồn giáo lần đầu tiên có chút hoảng hốt. Xuy xuy xuy. Bên trong vạn giới đồ, mấy cái đầu đột nhiên phóng lên cao, máu tươi văng ra khắp nơi. Mà vào lúc này, ở trên không trung cổ kiếm tông cũng chính là trên trong không trung vạn giới đồ có một cái rùi màu đen đột nhiên rơi xuống. Rất nhanh, cái rùi này đã trực tiếp đâm vào trên vạn giới đồ của Dương Diệp. Ầm. Tất cả vạn giới đồ chấn động mạnh. Ngay sau đó liền trực tiếp rạn nứt. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt Dương Diệp đại biến, vội vàng thu hồi vạn giới đồ. Sau đó, những cường giả hồn giáo như được đại xá, vội vàng trốn ra khỏi phạm vi của cổ kiếm tông. Mà cái rùi màu đen này vẫn lơ lửng ở trên không trung của cổ kiếm tông. Nhìn thấy vậy, trong mắt Dương Diệp có thêm một chút nghiêm trọng. Siêu thần khí. Vật trước mắt này không ngờ là siêu thần khí. Cũng chỉ có siêu thần khí mới có khả năng dễ dàng phá hỏng vạn giới đồ của hắn như vậy. Thanh siêu thần khí này lơ lửng ở trên không trung cổ kiếm tông một lát liền hóa thành một đường ánh sáng màu đen biến mất ở trong không trung. Mà giờ phút này, những người của hồn giáo đều đã rời đi. Dương Diệp lạnh lùng nhìn lên không trung với vẻ mặt thâm trầm. Qua rất lâu, Dương Diệp thu hồi ánh mắt và nhìn về phía cổ kiếm tông bên dưới, nơi đó là một mảnh hỗn độn, thây phơi khắp nơi. Dương Diệp chậm rãi hạ xuống mặt đất, nhìn những thi thể nằm đầy trên mặt đất. Tất cả có khoảng chừng mấy trăm thi thể kiếm tu. Dương Diệp im lặng rất lâu, sau đó nói. Lập một tấm bia ở cổ kiếm tông ta,
để ở trước mặt sơn môn cổ kiếm tông ta và khắc tên của bọn họ lên đó. Còn nữa, nếu phía sau bọn họ có thế gia, hoặc người thân, tất cả đều phải nhớ kỹ. Sau này, cổ kiếm tông ta đều chịu trách nhiệm về bọn họ. Kiếm Kinh khẽ gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Dương Diệp quay đầu nhìn về một hướng, nơi đó có một kiếm tu cổ kiếm tông đang ngồi. Người này chính là Cổ Nghiệt, ở dưới chân hắn là thi thể của một cường giả hồn giáo. Cường giả chủ cảnh. Bản thân Cổ Nghiệt đầy vết thương. Nhưng trong các đệ tử của cổ kiếm tông, hắn là người duy nhất đã một mình chém giết một người chủ cảnh. Dương Diệp đi tới bên cạnh Cổ Nghiệt liếc nhìn Dương Diệp nhưng không nói gì. Dương Diệp bấm tay bắn ra, 10 cái giới tinh rơi vào trước mặt Cổ Nghiệt. Trị liệu vết thương cho tốt đi, cuộc chiến đấu vẫn chưa kết thúc đâu. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Cổ Nghiệt im lặng nhìn 10 giới tinh trước mặt này. Ở bên ngoài cổ kiếm tông, trong một đám mây có một nữ tử váy màu đỏ đang giằng co cùng giáo tôn hồn giáo. Giáo tôn hồn giáo nhìn chằm chằm nữ tử váy màu đỏ. Chúng ta thật sự đã tính sai rồi. Không ngờ được Dương Diệp hắn lại còn có nhiều giúp đỡ như vậy. Nữ tử váy màu đỏ không nói gì. Giáo tôn hồn giáo cười lạnh, sau đó xoay người biến mất ở cuối chân trời. Nữ tử váy màu đỏ cúi đầu liếc nhìn về phía cổ kiếm tông nhưng không xuống, mà xoay người biến mất ở trong đám mây. Lần này, cổ kiếm tông thành công ngăn cản được đợt tấn công của hồn giáo, có thể nói là một lần hành động làm chấn động cả Vĩnh Hằng Quốc. Phải biết rằng, bây giờ cổ kiếm tông đã thiếu đi mấy vị cường giả chủ cảnh, nói chính xác, không tính tới Dương Diệp, cổ kiếm tông không có hơn 3 cường giả chủ cảnh. Mà hồn giáo phái tới 10 cường giả chủ cảnh. Nhưng cổ kiếm tông lại thắng. Ba nàng minh nữ, chư muội, giới nữ cũng xuất hiện ở trong mắt của người đời. Cổ kiếm tông tuy có rất ít cường giả chủ cảnh, nhưng thiên tài yêu nghiệt lại rất nhiều. Đặc biệt là Dương Diệp, bây giờ Dương Diệp đã không phải là người đứng đầu thế hệ trẻ của Vĩnh Hằng giới nữa, mà cũng là người đứng đầu thế hệ trẻ của cả Vĩnh Hằng quốc rồi. Bây giờ có thể nói danh tiếng của Dương Diệp thật sự như mặt trời ban trưa. Sau cuộc đại chiến, các đệ tử cổ kiếm tông đều có chiến lợi phẩm của mình, trên người những cường giả hồn giáo đều có không ít bảo vật, đặc biệt là trên thân những cường giả chủ cảnh đều là đồ tốt, một đệ tử cổ kiếm tông còn thu được một thanh thần khí. Còn lại một ít đệ tử cổ kiếm tông chém giết khá nhiều cũng thu được không ít bảo vật. Không chỉ có vậy, trải qua một trận chiến này, bên trong cổ kiếm tông cũng càng thêm đoàn kết. Mà những kiếm tu đệ tử cổ kiếm tông sống sót, ở cũng có thu hoạch rất lớn trên phương diện kiếm đạo. Có thể nói, lần đại chiến này không chỉ không phá hủy cổ kiếm tông, trái lại làm cho cổ kiếm tông càng thêm đoàn kết, cũng càng có lòng tin hơn. Dương Diệp giao tất cả mọi chuyện cho Kiếm Kinh cùng Cổ Nam trưởng lão, bản thân hắn lại đi tới bên trong Hồng Mông Tháp. Ngay vừa rồi, hắn hấp thu rất nhiều linh hồn cường giả hồn giáo, hắn lợi dụng những linh hồn của cường giả chủ cảnh cùng cường giả ngũ giới để bồi bổ cơ thể. Bây giờ, cơ thể của hắn đã có dấu hiệu đột phá. Đột phá. Bên trong Hồng Mông Tháp, Dương Diệp đi tới bên trong phòng tu luyện, sau đó ngồi xếp bằng dưới đất và từ từ nhắm hai mắt lại. Lúc trước, hắn hấp thu là linh hồn của cường giả chủ cảnh. Hơn nữa, những linh hồn này đều không phải là linh hồn bình thường, bởi vì cường giả hồn giáo tu luyện chính linh hồn nên mức độ tinh thuần của linh hồn bọn họ rất lớn. Linh hồn của cường giả chủ cảnh bình thường căn bản không thể so sánh được. Có thể nói, linh hồn của một vị cường giả chủ cảnh hồn giáo có thể so sánh với 3 linh hồn của cường giả. Ngay vừa rồi, hắn tổng cộng hấp thu linh hồn của 4 vị cường giả chủ cảnh, vẫn có 7 vị cường giả ngũ giới. Sau khi những linh hồn này bị cắn nuốt thì nhanh chóng bị hắn hấp thu. Mà hắn dùng năng lượng của tất cả những linh hồn này để tăng cường cơ thể. Cơ thể đột phá, cảnh giới của hắn có khả năng nâng cao. Dương Diệp đang tu luyện, cổ kiếm tông được Kiếm Kinh cùng Cổ Nam trưởng lão xử lý đã dần dần khôi phục lại sự yên tĩnh. Kiếm Kinh vẫn tương đối am hiểu về việc này, hoặc nói là nàng đặc biệt để ý cổ kiếm tông, dù sao nơi này là nơi nàng đã từng sinh ra. Hơn nữa, tuy nàng không có thiện cảm gì với tông chủ cổ kiếm tông tiền nhiệm, nhưng vẫn cảm kích những tiền bối cổ kiếm tông đã từng tạo ra nàng. Có thể nói một câu, nàng coi ở đây là nhà. Mà nàng cũng có chút tâm tư riêng của mình, hy vọng Kinh Dương Diệp coi ở đây là nhà. Đương nhiên, trước đây hãm hại Dương Diệp làm tông chủ cổ kiếm tông, làm cho Dương Diệp rơi vào tình cảnh như vậy khiến nàng cũng có chút áy náy.
Nhưng Dương Diệp nói một câu làm cho những áy náy này của nàng đều tan thành mây khói. Dương Diệp từng nói qua, bằng hữu chính là dùng để hãm hại. Vừa nghĩ tới Dương Diệp nói qua những lời này, trong lòng nàng sẽ không có gì áy náy với xấu hổ nữa. Nếu để cho Dương Diệp biết suy nghĩ của Kiếm Kinh, hắn nhất định sẽ tức tới nôn ra máu. Ở trên ngọn núi phía sau Cổ Kiếm Tông có một căn nhà trúc, bên trong có ba nữ nhân. Đó là Minh Nữ, Trư Muội, Giới Nữ. Ba nàng không thích nơi nhiều người tranh cãi ầm ĩ, bởi vậy, Dương Diệp chọn cho các nàng một nơi như vậy. Kiếm Kinh vẫn tương đối am hiểu về việc này, hoặc nói là nàng đặc biệt để ý Cổ Kiếm Tông, dù sao nơi này là nơi nàng đã từng sinh ra. Hơn nữa, tuy nàng không có thiện cảm gì với tông chủ Cổ Kiếm Tông tiền nhiệm, nhưng vẫn cảm kích những tiền bối Cổ Kiếm Tông đã từng tạo ra nàng. Có thể nói một câu, nàng coi ở đây là nhà. Mà nàng cũng có chút tâm tư riêng của mình, hy vọng Dương Diệp coi ở đây là nhà. Đương nhiên, trước đây hãm hại Dương Diệp làm tông chủ Cổ Kiếm Tông, làm cho Dương Diệp rơi vào tình cảnh như vậy khiến nàng cũng có chút áy náy. Nhưng Dương Diệp nói một câu làm cho những áy náy này của nàng đều tan thành mây khói. Dương Diệp từng nói qua, bằng hữu chính là dùng để hãm hại. Vừa nghĩ tới Dương Diệp nói qua những lời này, trong lòng nàng sẽ không có gì áy náy với xấu hổ nữa. Nếu để cho Dương Diệp biết suy nghĩ của Kiếm Kinh, hắn nhất định sẽ tức tới nôn ra máu. Ở trên ngọn núi phía sau Cổ Kiếm Tông có một căn nhà trúc, bên trong có ba nữ nhân. Đó là Minh Nữ, Trư Muội, Giới Nữ. Ba nàng không thích nơi nhiều người tranh cãi ầm ĩ, bởi vậy, Dương Diệp chọn cho các nàng một nơi như vậy. Ba nàng ngồi ở trên bậc thang bằng trúc trước căn nhà. Minh Nữ nói ra một ít kỳ ngộ của mình, bao gồm chuyện gặp được lão già đeo giỏ trúc kia, sau khi nàng nói xong lại nhìn về phía Trư Muội cùng Giới Nữ. Giới Nữ suy nghĩ một lát, sau đó nói. Khi ta xông vào sông Vĩnh Hằng đã gặp phải một con đại yêu, nó muốn ăn ta, ta không cho nó ăn, sau đó lại đánh nhau. Cuối cùng, ta không cẩn thận bước vào đáy sông Vĩnh Hằng và gặp phải một nữ nhân tự xưng là nữ nhân của tông nào đó ở Vĩnh Hằng Quốc, nàng đã từng bị tộc trưởng hoang tộc giết chết khi đối đầu với hoang tộc. Nói xong, nàng lấy ra một quyển trục, trên đó cũng không có viết gì. Đây là gì vậy? Minh Nữ hỏi. Giới Nữ nói. Nàng cho ta vật này, nói là nguyên. Nàng nói đây là bí điển tông môn vô thượng của các nàng, ta nhìn qua cũng cảm giác không tệ lắm. Sau đó thì sao? Trư Muội hỏi. Giới Nữ nói. Ta lại tu luyện, sau đó đạt tới ngũ giới và được nàng chỉ dẫn, giới lực nâng cao rất lớn. Nàng nhìn về phía quyển trục trước mặt. Ta tới Vĩnh Hằng Quốc, ngoại trừ tới giúp Dương Diệp còn muốn làm một chuyện. Đó chính là phải trả cuốn bí điển này lại cho tông môn của vị tiền bối kia. Nhưng ta không biết tông môn kia ở đâu. Tông môn gì chứ? Trư Muội lại hỏi. Giới Nữ suy nghĩ kỹ, sau đó nói. Hình như là gọi là Đạo Nguyên Tông. Trư Muội khẽ gật đầu. Không có chuyện gì đâu. Bây giờ Dương Diệp là tông chủ Cổ Kiếm Tông, đến lúc đó bảo hắn giúp tìm thì khẳng định có thể tìm được thôi. Giới Nữ khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Trư Muội. Ngươi thì sao, ngươi cũng lợi hại hơn trước đây rất nhiều. Trư Muội khiêm tốn nói. Làm gì có chứ, ta cũng chỉ bình thường thôi mà thôi. Tuy nói như vậy, nhưng nụ cười trên mặt nàng lại đặc biệt rạng rỡ. Giới Nữ. Trư Muội mỉm cười, sau đó nói. Ta không gặp phải kỳ ngộ gì, chỉ cố gắng tu luyện, tuy thiên phú của ta không tốt bằng người điên Dương Diệp kia, nhưng vẫn tạm được. Sau khi khổ luyện vẫn có chút thành tựu. Tuy nhiên vẫn kém hơn Dương Điên một chút, tiểu tử kia đúng là biến thái. Ban đầu, ta còn nghĩ lần này gặp phải hắn, nhất định phải đánh hắn một trận thật đau, nhưng ai có thể ngờ được tiểu tử kia đã biến thái đến trình độ này, hơn nữa còn làm tới tông chủ. Nói đến đây, nàng có chút bất bình. Trước đây ta không biết nghe ai nói hắn là một thiên sát cô tinh, suốt đời phiền phức không ngừng, điều này hoàn toàn là vô nghĩa, hắn thật ra chính là người được ông trời lựa chọn. Ngươi xem thử hắn đi. Thực lực này của hắn nâng cao như vậy, cho dù có gian lận cũng không có lợi hại như vậy chứ. Minh Nữ khẽ gật đầu, không nói gì. Nàng là một trong những người quen biết Dương Diệp sớm nhất, biết hắn từ khi còn ở Đại Lục Huyền Giả, một đường đi tới, Dương Diệp tuy không ngừng gặp phiền phức, nhưng kỳ ngộ cũng vậy. Đương nhiên, Dương Diệp cũng là một người đặc biệt cố gắng. Cố gắng. Dương Diệp từ tầng dưới chót đi lên, hắn không có khởi điểm cao như rất nhiều người.
bởi vậy hắn biết rõ một điểm chính là hắn cần phải cố gắng hơn người khác nhiều lần mới được. Mà qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn rất cố gắng. Người nghiêm túc cố gắng, cho dù lăn lộn không phải tốt nhất, nhưng cũng sẽ không quá kém. Đám người đại tỷ đâu? Giới nữ đột nhiên hỏi. Trừ muội lắc đầu. Ta biết, đại tỷ hình như đi tới một nơi tên là U Yên Giới, nhưng còn về các tỷ muội còn lại thì ta không biết. U Yên Giới. Giới nữ nhíu mày. Đó là chỗ nào vậy? Trừ muội trợn mắt khinh thường. Ngoại trừ Vĩnh Hằng Quốc còn có vạn giới không phải là một cách nói khoa trương, nhiều giới như vậy, ta làm sao biết hết mọi chỗ chứ? Dù sao đại tỷ lợi hại như vậy, nàng sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Giới nữ khẽ gật đầu, vẻ mặt nhẹ nhõm, đại tỷ rất lợi hại. Ngược lại Dương Diệp người này. Trừ muội đột nhiên nói. Người này làm tông chủ này, ta cảm giác hắn có thể sẽ có phiền toái lớn, ta thấy hồn giáo kia không đơn giản. Ôi, thôi không quan tâm nữa. Tạm thời cứ ở lại giúp hắn đã, đến lúc đó nếu như thật sự đánh không nổi thì dẫn hắn chạy trốn. Giới nữ mỉm cười. Ý này không tệ. Ba nàng ngồi với nhau, thỉnh thoảng lại thảo luận về Vĩnh Hằng Giới, thỉnh thoảng lại thảo luận Dương Diệp, thỉnh thoảng thảo luận về Vĩnh Hằng Quốc. Cho dù trời tối đen, ba nàng vẫn ngồi ở chỗ đó, dường như nói không hết chuyện. Sau khi Kiếm Kinh xử lý xong chuyện ở Cổ Kiếm Tông, nàng đi tới diễn vũ trường của Cổ Kiếm Tông. Ở trước mặt nàng là 10 vị đệ tử chân truyền của Cổ Kiếm Tông, phải nói là 11 người do Cổ Nghiệt dẫn đầu. Các đệ tử Cổ Kiếm Tông ít nhiều cũng biết được thân phận của Kiếm Kinh. Bởi vậy, bọn họ đặc biệt kính trọng Kiếm Kinh. Kiếm Kinh liếc nhìn đám người Cổ Nghiệt, sau đó nói. Lúc trước đánh với hồn giáo một trận, các ngươi có cảm tưởng gì? Cổ Nghiệt trầm giọng nói. Rất mạnh. Rất mạnh. Có thể nói. Nếu như không phải nhờ Dương Diệp mở ra kho báu của Cổ Kiếm Tông, lấy ra những thần khí kia, bọn họ tuyệt đối không có cách nào đối đầu với đám người đó. Thật ra, những cường giả chủ cảnh cũng không nên do bọn họ tới đối phó, dù sao những người này cao hơn bọn họ một cấp, nhưng không có cách nào, đám người đại trưởng lão trốn đi, bọn họ chỉ có thể xông lên. Kiếm Kinh khẽ gật đầu, sau đó nói. Ta có hiểu biết về tất cả kiếm kỹ, còn có các loại tâm pháp của Cổ Kiếm Tông. Bây giờ, mỗi ngày ta sẽ bớt chút thời gian ra chỉ dẫn cho các ngươi có thắc mắc gì, hoặc chỗ nào không hiểu đều có thể hỏi ta. Nghe vậy, trong lòng mọi người đều mừng rỡ, Kiếm Kinh có thể nói là tồn tại cổ xưa nhất trong Cổ Kiếm Tông. Nàng biết thật sự rất nhiều, nếu có nàng chỉ dẫn, bọn họ nhất định sẽ có thu hoạch rất lớn. Kiếm Kinh ngẩng đầu liếc nhìn cuối chân trời, vẻ mặt có chút phức tạp. Có thể nói là Cổ Kiếm Tông đang miễn cưỡng kéo dài tính mạng thôi. Bên trong Hồng Mông Tháp, phòng tu luyện đột nhiên bắt đầu chấn động, đó là bởi vì khí tức trên người Dương Diệp phát ra ngoài. Từng khí tức giống như chiều sóng từ trong cơ thể Dương Diệp không ngừng chấn động ra. Hắn đã tính tọa ở bên trong phòng tu luyện này nửa tháng. Trong thời gian đó, hắn cũng không làm gì, chỉ ngồi ở chỗ này tiêu hóa năng lượng của những linh hồn kia. Sau khi hoàn toàn hấp thu năng lượng của những linh hồn kia, cơ thể của hắn bắt đầu phát sinh lột xác. Cứ như vậy, qua nửa tháng, cơ thể của hắn cuối cùng đã từ tam giới đạt tới tứ giới. Cơ thể tứ giới. Sau khi cơ thể nâng cao, Dương Diệp không lập tức rời khỏi Hồng Mông Tháp, mà để cho cảnh giới của bản thân mình nâng cao. Trong lúc đó, hắn dùng gần 50 giới tinh, giới lực phát ra đều bị hắn hấp thu, cộng thêm trước đó hắn vốn áp chế chính mình, bây giờ vừa thả lỏng. Bởi vậy liền rất thuận lợi đạt được tứ giới. Cơ thể tứ giới, cảnh giới tứ giới. Ngoài việc đó ra, Dương Diệp còn phát hiện ra một điểm, đó chính là linh hồn hắn bây giờ đã khác hẳn với trước kia. Nói chính xác là linh hồn của hắn bây giờ phải mạnh hơn trước rất nhiều. Nguyên nhân không chỉ đơn thuần là nâng cao cảnh giới, việc cắn nuốt những linh hồn kia cũng có tác dụng rất lớn. Phải biết rằng, phương pháp nâng cao của hồn giáo chính là cắn nuốt linh hồn của con người. Linh hồn càng cường đại thì hiệu quả càng tốt. Mà trước đó, hắn cắn nuốt linh hồn của nhiều cường giả chủ cảnh cùng ngũ giới như vậy, tuy năng lượng của những linh hồn này đều bị hắn đem cường hóa cơ thể, nhưng linh hồn của bản thân hắn cũng có lợi ích rất lớn. Nói tóm lại, lần này thu hoạch rất lớn. Mà mục tiêu chân chính hắn là ngũ giới. Ngũ giới. Ngũ giới là một cửa ải lớn. Sau khi vượt qua cửa ải này, hắn mới có thể đạt được chủ cảnh. Ở Vĩnh Hằng Quốc, chủ cảnh mới chính thức được tính là có quyền phát biểu.
Chỉ có điều bây giờ, hắn không thể nóng vội được, cần phải làm từng bước một tới. Đúng lúc này, kiếm kinh xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, kiếm kinh nói. Có người muốn gặp ngươi, nói là đến từ hội giao dịch ngầm ở chiến giới. Hội giao dịch ngầm. Dương Diệp nhíu mày và nhanh chóng rời khỏi Hồng Mông Tháp, ở trong đại điện cổ kiếm tông, hắn nhìn thấy một người áo đen. Người áo đen ôm quyền chào Dương Diệp, sau đó nói. Diệp tông chủ, người mà ngươi bảo chúng ta tìm, chúng ta đã tìm được một người, nhưng bây giờ nàng gặp phải phiền toái, chủ thượng của chúng ta bảo ta tới hỏi ý kiến của ngươi. Phiền phức. Dương Diệp nhíu mày lên. Phiền phức gì? Người áo đen nói. Có người đang truy sát nàng. Truy sát? Dương Diệp bắt đầu nhíu mày. Ở nơi nào? Đông giới. Người áo đen nói. Đông giới. Dương Diệp đi tới trước mặt người áo đen. Cho ta địa chỉ chính xác, người áo đen bấm tay bắn ra, một tia ánh sáng trắng tiến vào giữa chân mày của Dương Diệp. Chẳng bao lâu, Dương Diệp trực tiếp rời khỏi cổ kiếm tông. Trên đám mây bên ngoài cổ kiếm tông, Minh Nữ, Trư Muội và Giới Nữ xuất hiện ở trước mặt của hắn. Trư Muội đang muốn nói, Dương Diệp khẽ lắc đầu. Cổ kiếm tông cần các tỷ, về phía nàng, ta sẽ tự mình đi. Ta bảo đảm với các tỷ nhất định sẽ đưa nàng hoàn hảo trở về, được không? Ba nàng Minh Nữ liếc mắt nhìn nhau. Cuối cùng, Trư Muội khẽ gật đầu. Nhớ đưa nàng trở về. Dương Diệp khẽ gật đầu và trực tiếp biến mất. Nhìn thấy Dương Diệp biến mất ở cuối chân trời, ba nàng thật lâu vẫn không rời đi. Trong một đại điện tối tăm trong dãy núi, một người mặc áo đen quỳ một gối ở trước mặt giáo tôn hồn giáo. Ngươi xác định hắn đã rời khỏi cổ kiếm tông chứ? Giáo tôn hồn giáo hỏi. Người mặc áo đen gật đầu. Đã xác định, hơn nữa, chắc là đi tới đông giới. Giáo tôn hồn giáo khẽ gật đầu. Đi xuống đi. Người mặc áo đen xoay người rời đi. Giáo tôn hồn giáo im lặng rất lâu, sau đó ngón tay gõ nhẹ vào chiếc bàn gỗ bên cạnh. Rất nhanh, ở trên đó xuất hiện hai khí thể màu đen. Giáo tôn hồn giáo từ từ nhắm hai mắt lại. Không thể khinh thường được. Hai khí thể không trả lời, trực tiếp biến mất. Giáo tôn hồn giáo ngẩng đầu liếc nhìn về phía xa, khẽ nói. Nếu bản thân ngươi tự tìm đường chết, vậy không trách được người khác. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên biến mất ở trong đại điện. Đông giới. Ở trong một thành cổ, một nữ tử ôm một con hồ ly nhỏ ngồi ở trong góc. Trên đùi của con hồ ly này có một vết kiếm rất sâu vẫn còn đang rỉ máu. Mà trên người nữ tử kia cũng có mấy vết kiếm, máu tươi tràn ra. Ở cách nàng không xa có một nam tử trung niên đang đứng, trong tay nam tử này cầm một thanh trường kiếm. Chủ cảnh. Mà sau lưng hắn còn có ba lão già khác. Khí tức của ba lão già này đều không kém, tất cả đều là cường giả ngũ giới. Kiếm tu trung niên nhìn nữ tử ôm hồ ly phía xa, trong mắt có chút nghiêm trọng cùng kiêng kỵ. Các hạ rốt cuộc là ai? Nữ tử không nói gì, chỉ cầm một khăn lụa màu trắng cẩn thận lau vết thương cho con hồ ly. Kiếm tu trung niên nhíu mày. Các hạ, người đến địa bàn của Lục gia ta không chỉ không chào hỏi một tiếng nào, còn giết một vị thiếu gia của Lục gia ta, điều này có phần quá đáng đi. Nữ tử liếc nhìn kiếm tu trung niên. Hắn đáng chết cho nên phải giết. Kiếm tu trung niên nheo mắt lại, trong con ngươi lóe lên sự lạnh lùng. Ta cảm thấy các hạ cũng đáng chết, cho nên, xin lỗi. Kiếm tu trung niên vừa dứt lời, trường kiếm trong tay đột nhiên bay ra khỏi tay. Trong phút chốc, một tia kiếm khí hình cầu vồng đã lao thẳng tới trước mặt nữ tử. Nữ tử đặt hồ ly ra phía sau, tay phải của nàng hơi nâng lên. Trong phút chốc, tia kiếm quang này tự nhiên trực tiếp tiêu tan. Không chỉ có vậy, kiếm trong tay của kiếm tu trung niên cũng bắt đầu dần dần biến mất. Trong đôi mắt kiếm tu trung niên càng thêm lạnh lùng. Trong phút chốc, một kiếm ý cường đại từ trong cơ thể hắn chấn động ra, thoáng cái, hàng nghìn hàng vạn kiếm quang giống như mưa xối xả bắn nhanh về phía nữ tử kia. Nữ tử lạnh lùng nhìn hàng nghìn hàng vạn kiếm quang bắn nhanh đến, sắc mặt nàng không hề thay đổi. Trong chớp mắt khi kiếm quang đi tới đỉnh đầu nàng, nàng đột nhiên mở miệng. Diệt! Nàng vừa dứt lời, vào giờ phút này, tất cả hình như đều dừng lại. Ở trong ánh mắt khiếp sợ của đám người kiếm tu trung niên, những kiếm quang tự nhiên biến mất từng tầng, không chỉ kiếm quang, ngay cả không gian xung quanh nữ tử này cũng bắt đầu bị chôn vùi, dường như vạn vật điêu linh. Vẻ nghiêm trọng trong mắt kiếm tu trung niên đã biến thành kiêng kỵ,
nhưng chẳng bao lâu lại biến thành sát ý lạnh lẽo. Đột nhiên, hắn trực tiếp biến mất. Trong phút chốc, mấy đường kiếm quang hiện lên, lấy một góc độ kỳ lạ chém về phía nữ tử kia. Tuy năng lực của nữ tử này mạnh mẽ tới mức làm cho kiếm tu trung niên kiêng kỵ, nhưng nơi này là địa bàn của Lục gia. Vào giây phút kiếm tu trung niên ra tay, hai lão già phía sau hắn cũng đều ra tay, không chỉ có vậy, còn có một lão già chủ cảnh cũng gia nhập chiến trường. Cường giả chủ cảnh này tất nhiên cũng là cường giả Lục gia. Hai cường giả chủ cảnh cộng thêm hai cường giả ngũ giới, trong nháy mắt liền áp chế chặt nữ tử này. Tuy nữ tử này có năng lực kỳ lạ, nhưng hai tay khó địch nổi bốn tay. Suy! Đột nhiên, tay phải cùng kiếm trong tay của kiếm tu trung niên hóa thành một đống bụi, hắn thầm khiếp sợ liên tục lùi lại phía sau. Mà trong chớp mắt này, cường giả chủ cảnh kia đã đánh một chưởng vào sau lưng nàng. Lực lượng mạnh mẽ lập tức đánh cho nàng chấn động bay ra ngoài. Sắc mặt nàng không hề thay đổi, vẫn ôm chết hồ ly trong lòng. Cuối cùng, nàng trực tiếp đập vào trên tường thành, va chạm này làm thành tường kia thủng một lỗ cực lớn. Bên ngoài tường thành, nữ tử rơi trên mặt đất, khóe miệng của nàng có máu tươi không ngừng tràn ra. Nhưng hồ ly trong lòng nàng lại không bị tổn thương gì. Hồ ly lo lắng nhìn nàng, nước mắt không ngừng tràn ra. Nữ tử mỉm cười với hồ ly, chỉ là nụ cười này có chút thê thảm. Nàng xoa đầu của hồ ly nhỏ, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía xa. Lúc này, mấy người kiếm tu trung niên đang đi về phía nàng. Không chỉ có vậy, trong mấy người kia lại có thêm một vị cường giả chủ cảnh. Rõ ràng chuyện này đã kinh động tới cao tầng của Lục gia. Kiếm tu trung niên lạnh lùng nhìn nữ tử cùng hồ ly. Còn nhỏ tuổi mà đã đạt được mức độ này cũng không phải là người bình thường. Ngươi là người của thế gia nào? Nữ tử không nói gì. Kiếm tu trung niên đang muốn nói, lão già chủ cảnh bên cạnh hắn đột nhiên nói. Hỏi làm gì, nàng giết người của Lục gia ta thì đáng chết. Về phần thế lực phía sau nàng, hừ, ở Vĩnh Hằng Quốc, Lục gia ta tuy không phải là thế gia đứng đầu, nhưng chưa từng sợ ai đi. Kiếm tu trung niên khẽ gật đầu và tâm niệm thoáng động, thanh kiếm trong tay trái của hắn trực tiếp bắn nhanh về phía nữ tử cùng hồ ly kia. Nữ tử lạnh lùng nhìn thanh kiếm bay tới. Nàng tuyệt đối không giơ tay chịu trói nên muốn ra tay. Nhưng vào lúc này, hai khí tức chủ cảnh mạnh mẽ giống như hai ngọn núi lớn trực tiếp ép lên trên người nàng. Hai luồng khí tức làm cho động tác của nàng chậm lại, do đó, thanh phi kiếm này đã xuyên qua ngực nàng. Suy! Máu tươi bắn ra. Cơ thể nàng cứng đờ. Mà sau khi thanh phi kiếm này đi qua cơ thể nàng còn vòng trở lại, bay về phía đầu của nàng. Rõ ràng, đây là muốn giết chết nàng. Khi thanh phi kiếm cách đầu nàng chỉ có nửa tấc, phi kiếm kia đột nhiên ngừng lại giống như bị vật gì đó cản trở. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đám người kiếm tu trung niên nhíu mày. Chẳng bao lâu, kiếm tu trung niên phát hiện ra thứ ngăn cản phi kiếm của hắn là một thanh kiếm. Một thanh kiếm trong suốt. Kiếm tu trung niên bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nơi đó có một luồng kiếm quang chợt lóe lên, rất nhanh đã thấy một nam tử áo xanh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Kiếm tu trung niên liếc nhìn nam tử áo xanh. Ngươi muốn tới giúp một tay sao? Dương Diệp không nói gì, đi tới trước mặt nữ tử kia. Nàng còn chưa hoàn toàn tắt thở, nhưng đã hấp hối. Nhìn thấy Dương Diệp, nữ tử hung hăng trợn mắt nhìn Dương Diệp. Vì sao lại tới? Tới đây, muộn thế này. Nói xong, trong miệng nàng lại có máu tươi tràn ra. Dương Diệp đang muốn nói. Nữ tử đột nhiên đưa hồ ly trong lòng tới trước mặt hắn. Giúp ta chăm sóc cho nó. Dương Diệp liếc nhìn con hồ ly, sau đó nói. Ta thấy tỷ còn chưa chết đâu, cho nên, tỷ vẫn tự mình chăm sóc cho nó đi. Nữ tử trước mắt này không phải là ai khác, chính là Yên Nữ. Hắn có ấn tượng rất sâu sắc, năm đó chính là nàng đã đuổi giết chết hắn suốt mấy vực. Dương Diệp không nói gì thêm. Lại muốn đưa Yên Nữ đến bên trong Hồng Mông Tháp. Nhưng Yên Nữ đã từ chối. Sao vậy? Dương Diệp không hiểu nhìn Yên Nữ. Yên Nữ quay đầu lại liếc nhìn đám người kiếm tu trung niên. Bọn họ đánh A Ly bị thương, người không tính thể hiện gì à? Dương Diệp liếc nhìn trước ngực Yên Nữ vẫn đang chảy máu. Không biết vì sao, giờ phút này, hắn cảm giác tim mình tự nhiên thắt lại. Hắn mỉm cười. Đi vào chữa thương trước được không? Chuyện tiếp theo cứ để ta tới xử lý. Yên Nữ liếc nhìn Dương Diệp, sau đó khẽ gật đầu.
Dương Diệp đưa Yên Nữ cùng A Ly đến bên trong Hồng Mông Tháp, có Hồng Mông tử khí, vết thương của Yên Nữ cùng A Ly sẽ nhanh chóng được khôi phục. Bên ngoài Hồng Mông Tháp, Dương Diệp nhìn về phía kiếm tu trung niên, hắn cũng liếc nhìn Dương Diệp. Ngươi cảm thấy ngươi có thể dẫn theo nàng rời khỏi nơi này sao? Dương Diệp chậm rãi đi về phía đám người kiếm tu trung niên đi đến. Nàng là bằng hữu của ta. Sau đó thì sao? Kiếm tu trung niên cười nói. Ngươi muốn nói, chúng ta phải trả giá đắt, đúng không? Dương Diệp nhìn thẳng vào kiếm tu trung niên. Ta không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, nhưng ta không muốn biết. Ta chỉ biết là các ngươi muốn giết nàng, hơn nữa còn thiếu chút nữa đã giết chết nàng. Kiếm tu trung niên mỉm cười. Ta không muốn nói nhiều với ngươi. Ngày hôm nay, hai người các ngươi đều không thể đi được. Hắn vừa dứt lời, kiếm trong tay đã đột nhiên bay ra. Nhưng rất nhanh, thanh phi kiếm này trực tiếp bị một thanh phi kiếm chém bay. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đồng tử của kiếm tu trung niên hơi co lại. Ngươi! Mà vào lúc này, một lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện ở đó. Kiếm vực! Theo kiếm vực xuất hiện, hai thanh phi kiếm chợt lóe lên. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Kiếm tu trung niên còn chưa kịp phản ứng, hai thanh phi kiếm đã lướt qua cổ của hắn. Suy! Đầu của kiếm tu trung niên lập tức bay ra ngoài. Tuy nhiên, thần hồn của hắn còn chưa bị diệt, bởi vì vào giây phút thân thể hắn biến mất, linh hồn hắn đã thoát ra ngoài. Ngươi, ngươi là Dương Diệp. Kiếm tu trung niên kinh hãi nhìn Dương Diệp, giờ phút này, hắn đã nhận ra thân phận của Dương Diệp. Mấy cường giả lục gia khác cũng thầm khiếp sợ, kinh ngạc nhìn Dương Diệp. Đúng lúc này, một lão già tóc trắng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Lão già tóc trắng lạnh lùng liếc nhìn Dương Diệp. Đây là lục gia, không phải là cổ kiếm tông. Dương Diệp đi về phía lão già tóc trắng. Lão tử không quan tâm, kẻ nào động đến người của ta chính là động tới Dương Diệp ta. Mà động tới Dương Diệp ta thì chỉ có hai kết quả, hoặc là ta chết, hoặc là ngươi chết. Vừa dứt lời, kiếm trong tay Dương Diệp đã được rút ra khỏi vỏ. Cũng vào giờ phút này, lão già tóc trắng này đột nhiên ra quyền. Chính là một quyền rất thoải mái, không có bất kỳ khí thế gì lại giống như một quyền của lão già bình thường. Nhưng khi một quyền này đánh vào trên kiếm trong tay Dương Diệp, sắc mặt Dương Diệp thay đổi. Ầm! Dương Diệp liên tục lùi lại phía sau 10 trượng. Ở trên chu của Dương Diệp có một quyền ấn rõ ràng. Tuy nhiên quyền ấn này chỉ hiện ra một lát liền biến mất, lão già tóc trắng liếc nhìn kiếm trong tay Dương Diệp. Chu! Dương Diệp liếc nhìn cánh tay tê dại của mình, giờ phút này, trong mắt hắn có thêm chút nghiêm trọng. Một quyền vừa rồi của lão già trước mặt này rất mạnh. Lực lượng của đối phương đều tập trung ở trong quyền, lúc va chạm vào kiếm của hắn mới phát ra, trong nháy mắt bạo phát lại giống như một ngọn núi lửa vạn năm bạo phát, đủ để hủy trời diệt đất. Không đơn giản. Dương Diệp nhìn về phía lão già tóc trắng này. Lão già tóc trắng cũng liếc nhìn Dương Diệp. Diệp tông chủ, lão phu nhấn mạnh lại một lần nữa, nơi này là lục gia chứ không phải cổ kiếm tông, mong Diệp tông chủ tự trọng. Lục gia. Dương Diệp liếc nhìn nơi đó. Sau đó mỉm cười. Nhưng chẳng bao lâu, nụ cười này của hắn lạnh xuống, thoáng cái, kiếm vực của hắn lại bao trùm nơi đó. Lão già tóc trắng này nheo mắt lại, tay phải nắm chặt thành quyền. Mà lúc này, hai tay Dương Diệp cầm kiếm đã đi tới trước mặt hắn, sau đó một kiếm chém xuống. 12 kiếm kiếm vực. Cơ thể và cảnh giới cùng linh hồn đều nâng cao, làm cho hắn đã có thể trồng 12 kiếm vực, khi một kiếm cuối cùng hạ xuống. Trong chớp mắt lão già tóc trắng cũng ra ra. Ầm, quyền ra, kiếm rơi. Kiếm vực đột nhiên biến mất. Mà lão già tóc trắng này trực tiếp bị chấn động bay đến hơn trăm trượng. Khi lão già tóc trắng dừng lại, sắc mặt hắn lập tức trở nên khó coi. Bởi vì linh hồn của kiếm tu trung niên cách đó không xa đã hóa thành rất nhiều mảnh nhỏ linh hồn. Lại ngay vừa rồi, Dương Diệp dùng một kiếm đẩy lui lão già, trong chớp mắt. Hai thanh phi kiếm trong kiếm hổ bên thắt lưng hắn cũng bay ra. Tuy nhiên, đối tượng của hai thanh phi kiếm này không phải là lão già tóc trắng, mà là kiếm tu trung niên cách đó không xa. Kiếm tu trung niên cũng không ngờ được Dương Diệp đang đối mặt với một vị lão tổ của mình lại còn dám phân tâm ra tay với mình, vì hắn không hề đề phòng nên đã bị phi kiếm của Dương Diệp chém chết. Ở trong kiếm vực, phi kiếm của Dương Diệp nhanh đến mức cho dù là cường giả chủ cảnh cũng khó có thể chống đỡ. Huống gì là cường giả chủ cảnh không có đề phòng gì.
Hơn nữa, kiếm tu trung niên chỉ còn hồn thể, thực lực càng không bằng một nửa khi còn đỉnh phong. Sau khi hồn thể của kiếm tu trung niên bị Dương Diệp chém giết, Dương Diệp trực tiếp cắn nuốt linh hồn của hắn. Mà đối diện Dương Diệp, vẻ mặt lão già tóc trắng này rất khó coi. Dương Diệp này chém giết cường giả Lục gia, đồng thời còn cắn nuốt linh hồn của cường giả Lục gia ngay trước mặt hắn. Đây là đang đánh vào mặt của Lục gia. Lão già tóc trắng không suy nghĩ nữa, lập tức bước tới một bước. Mặt đất dưới chân của Dương Diệp đột nhiên nổ tung ra, một lực lượng cường đại từ TNG lòng đất phóng lên cao, đánh thẳng vào Dương Diệp. Dương Diệp không dám khinh thường, lắc người bay lên trời, sau đó một kiếm cắm xuống dưới. Suy! Một kiếm này hạ xuống, ở đó lập tức vang lên một tiếng xé rách không khí đầy chói tai. Mà vào lúc này, lão già tóc trắng này đột nhiên bước một bước xa, sau đó đánh ra một quyền. Ầm! Một quyền này đánh ra, vị trí không gian nơi Dương Diệp đứng lập tức trở nên tối đen. Bản thân Dương Diệp lại lập tức bay ngược ra mấy trăm trượng. Nếu như không phải cơ thể hắn còn miễn cưỡng chịu được, đồng thời nắm giữ kiếm ý hộ thể, trong nháy mắt vừa rồi, hắn có khả năng sẽ hóa thành hư vô giống như không gian này. Lão già vẫn chưa dừng tay, hắn lại bước về phía trước một bước, mà vào lúc này, hai thanh phi kiếm đột nhiên bay đến. Lão già hừ lạnh một tiếng và giơ bàn tay lên ấn nhẹ xuống một cái, không gian ở trước mặt hắn giống như gió lốc cuốn ra ngoài. Ầm ầm. Hai thanh phi kiếm của Dương Diệp lập tức bị đánh bay ngược về phía sau. Lúc này, lão già đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, sau đó vỗ một chưởng về phía vị trí của Dương Diệp. Lực lượng thuần túy. Dương Diệp không thi triển ra kiếm vực, bởi vì nếu như dùng, kiếm vực căn bản không chịu nổi lực lượng này, vừa rồi kiếm vực của hắn thiếu chút nữa bị một quyền của lão già này đánh nát. Lão già này căn bản không phải là cường giả trụ cảnh bình thường. Dương Diệp vẫn chưa lùi bước. Trong nháy mắt khi lão già ra quyền, toàn thân hắn đột nhiên run lên, thoáng cái, hai Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt lão già. Phân thân. Thần phân thân. Đây là bí pháp hắn thu được ở hoang tộc, bộ phân thân này lại nắm giữ 9 phần lực chiến đấu của hắn. Hai đường kiếm quang trực tiếp rơi xuống. Ầm ầm. Hai kiếm này đã cứng rắn ngăn cản một quyền khủng khiếp của lão già kia, nhưng Dương Diệp cùng phân thân của hắn lại lùi về phía sau trăm trượng. Mà lão già kia chỉ lui lại 10 trượng mà thôi. Nhưng khi hắn vừa dừng lại, lại có hai thanh phi kiếm bay đến. Lần này, tốc độ của hai thanh phi kiếm này nhanh hơn trước rất nhiều. Không chỉ vậy, lực lượng cũng muốn mạnh mẽ hơn trước. Bí pháp thuần tức. Lần này, Dương Diệp thậm chí đã thi triển ra bí pháp thuần tức. Phi kiếm sắp đạt được cực hạn mà hắn có thể thực hiện. Nhưng lão già kia lại vẫn nắm bắt được quỹ tích của hai thanh phi kiếm này. Hai tay hắn giơ lên sau đó chộp một cái, trực tiếp nắm lấy hai thanh phi kiếm này. Chỉ có điều hắn đánh giá thấp kiếm ý cùng lực lượng mạnh mẽ ẩn chứa trong phi kiếm, hơn nữa hai thanh phi kiếm này là thần khí. Vừa nắm được phi kiếm, lão già liền lập tức buông tay, sau đó người lướt về phía sau mười mấy trượng. Nhưng hắn vừa dừng lại, trước ngực hắn đột nhiên tách ra, hóa ra là có một thanh kiếm vô hình chém tới. Kiếm đã tới gần trong gang tấc. Lão già liền dùng một tay nắm lấy thanh vạn minh này, hắn còn chưa rút kiếm ra, Dương Diệp lại xuất hiện ở trước mặt. Trong phút chốc, hai tay Dương Diệp cầm kiếm chợt bổ xuống. Giờ phút này, thân thể Dương Diệp mờ ảo. Kiếm vực, L. Trong nháy mắt 12 kiếm liên tục được chém xuống. Uy lực phát ra đã trực tiếp làm cho không gian ngàn dặm phía ngoài thành trở thành một mảnh hư vô. Mà Tesseron nháy mắt, lão già tóc trắng này cũng bị chém bay ra ngoài. Trực tiếp bay đến trong thành. Không chỉ có vậy, một cánh tay của lão già xuất hiện rất nhiều vết rạn, máu tươi bắn ra. Dương Diệp cầm kiếm đứng ở ngoài thành, xung quanh người hắn tản ra kiếm ý mạnh mẽ sắc bén không gì sánh được. Mà ở trong thành, tuy lão già kia bị hắn chém mất cánh tay, nhưng rõ ràng không gặp phải vấn đề quá lớn, trên người lão già phát ra khí tức cường đại khiến không gian mấy ngàn dặm chấn động không ngừng. Lão già liếc nhìn cánh tay của mình. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp và bật cười. Quả thật là trường giang sóng sau đè sóng trước, không hổ danh là người đứng đầu thế hệ trẻ trong đại thiên vũ trụ ta. Nếu cho ngươi thêm chút thời gian, sợ rằng đám lão già chúng ta cũng không phải là đối thủ của ngươi. Hắn nói xong liền chậm rãi nắm chặt hai tay. Kinh hãi. Lúc này trong lòng lão già rất kinh hãi, bởi vì Dương Diệp thật sự quá trẻ tuổi lại nắm giữ chiến lực như vậy.
Này điều này có phần giống như loại thiên tài không bị cảnh giới hạn chế trong truyền thuyết. Trên đời có một loại thiên tài, cảnh giới của bọn họ không bị hạn chế. Phía xa, hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, trụ ở trong tay hắn đang chấn động kịch liệt. Cuộc chiến hết sức căng thẳng. Nhưng ở trong giây phút chỉ mảnh treo chuông này, lão già tóc trắng này đột nhiên nhíu mày. Thoáng cái, khí tức trên người hắn tản đi, qua một lát, hắn lạnh lùng liếc nhìn Dương Diệp, sau đó dẫn theo người của Lục gia xoay người rời đi. Đột nhiên, đi rất đột ngột. Dương Diệp liếc nhìn tòa thành kia, Lục gia lại không đánh nữa. Hắn không suy nghĩ nhiều, xoay người biến mất ở cuối chân trời. Muốn đánh thì hắn theo tới cùng, không đánh cũng tốt, dù sao kẻ địch của hắn bây giờ chủ yếu là hồn giáo. Sau khi Dương Diệp rời đi, lão già tóc trắng của Lục gia ở trong thành nhìn đại điện cách mình không xa. Vì sao? Trong đại điện có một giọng nói truyền đến. Hắn không đơn giản. Lão già tóc trắng trầm giọng nói. Vị bằng hữu của hắn giết người của Lục gia ta, hắn lại giết Lục Tu. Sau một lúc lâu, trong đại điện này truyền đến một giọng nói. Nếu như bây giờ Lục gia ta giết chết hắn, lại chẳng khác nào chuyển sự chú ý của Cổ Kiếm Tông kiếm từ trên người hồn giáo chuyển tới trên thân Lục gia chúng ta. Tới khi đó, hồn giáo sẽ ngồi trên núi xem hổ đấu. Tuy bây giờ Cổ Kiếm Tông đã không bằng trước đây, nhưng bọn họ cũng không quá yếu. Ngược lại, từ việc bọn họ có thể đẩy lùi hồn giáo đã thấy được, bọn họ không chỉ không kém, trái lại còn rất mạnh. Chuyện này, Lục gia ta tạm thời không dính vào, để bọn họ cùng hồn giáo liều mạng với nhau, cùng tổn thất nặng nề, chúng ta từ trong chiếm lợi là được. Về phần Dương Diệp này, không sao, đến lúc đó chính là lúc hắn cùng đường. Lão già tóc trắng im lặng rất lâu, sau đó khẽ thở dài. Người của Lục gia bị người ta giết chết ở trước cửa, gia chủ còn có suy nghĩ này. Nói thật, tuy ta muốn giết chết Dương Diệp này, nhưng trong lòng ta rất phục về những chuyện hắn đã làm. Hắn là một người trẻ tuổi lại có tâm huyết, nếu như Lục gia ta có một người trẻ tuổi như thế tồn tại, cho dù sau này không trở thành thế gia đứng đầu, nhưng ít nhất sẽ không phải sống bất bình, sống uất ức. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Tộc trưởng. Lão già dĩ nhiên không khiếp sợ, bởi vì cho dù là tộc trưởng của Lục gia cũng phải tôn trọng gọi hắn là thúc. Lão già này chính là Lục Vô Úy, người năm đó từng có danh tiếng chấn động đại lục Vĩnh Hằng. Ở năm đó, cái tên này rất vang dội. Trong đại điện vang lên một tiếng thở dài. Lần này Dương Diệp làm nhục Lục gia, hắn làm gia chủ Lục gia làm sao không muốn chém giết Dương Diệp, để chấn động uy danh Lục gia. Nhưng, ở trong đại điện, gia chủ Lục gia Lục Môn Danh ngồi ở chủ vị, ở phía dưới hắn có một nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn đang đứng. Nữ tử nhỏ nhắn này có hình thể hư hư thật thật, nhìn kỹ lại sẽ phát hiện đây chỉ là một phân thân. Nhưng chính là một phân thân này lại làm cho gia chủ Lục gia giống như gặp phải kẻ địch lớn, rất đề phòng. Mà trước đó, Lục Vô Úy không hề phát hiện ra nàng. Lục Ngôn Danh nhìn tiểu nữ hài nhưng không nói gì. Kiều tiểu nữ hài xoay người. Lục gia tạm thời có thể không cần biến mất. Vừa dứt lời, nàng đã trực tiếp biến mất. Sau khi Dương Diệp rời khỏi Lục gia lại không lập tức trở về Cổ Kiếm Tông, mà tìm một chỗ bắt đầu chữa thương. Trong trận chiến vừa rồi, khi giao đấu cùng lão già, hắn cũng đã bị thương nghiêm trọng, đặc biệt là hắn còn thi triển bí pháp. Bây giờ hắn cần chút thời gian để khôi phục cơ thể, làm cho mình đạt được trạng thái đỉnh phong. Bên trong Hồng Mông Tháp, Dương Diệp đi tới trước mặt Yên Nữ. Lúc này, Yên Nữ được sự giúp đỡ của Hồng Mông Tử Khí, vết thương trên người đã lành được 7-8, vết thương của Hồ Ly cũng đã khỏi hẳn. Nhìn thấy Yên Nữ cùng Hồ Ly không có chuyện gì, Dương Diệp lập tức thở phào nhẹ nhõm. Không có việc gì là tốt rồi. Nếu như có chuyện, hắn không thể ăn nói được với đám người Minh Nữ, thậm chí không thể ăn nói được với mình. Nhìn thấy Dương Diệp tới, Yên Nữ nói, không phải ta gây ra họa, ta đến thành này hỏi thăm tung tích của ngươi, lúc đó có một người đi tới trước mặt của ta, hắn nói năng lỗ mãng. Dương Diệp lắc đầu cười nói. Không cần giải thích. Yên Nữ nhìn Dương Diệp cười nói. Chỉ cần tỷ không có việc gì lại được. Yên Nữ khẽ gật đầu, không nói gì. Sau khi Dương Diệp nói chuyện phiếm cùng Yên Nữ, hắn liền trở lại phòng tu luyện của mình, sau đó bắt đầu chữa thương. Vừa rồi đánh một trận, toàn thân hắn đều là vết thương. Không chỉ cơ thể, trên linh hồn cũng bị tổn thương nặng nề, bởi vì hắn đã thi triển hai loại bí pháp. Thông qua một trận chiến này,
Dương Diệp vẫn thu hoạch được rất nhiều. Những thế gia cổ xưa thật sự có rất nhiều cường giả. Mà hồn giáo không kém những thế gia này, điều này chứng tỏ hồn giáo nhất định có cường giả còn mạnh hơn lão giả Lục gia này, thậm chí còn có người mạnh hơn. Cho đến hiện nay, hắn là người mạnh nhất cổ kiếm tông. Một khi hắn ngã xuống, sợ rằng cổ kiếm tông sẽ bị người bẻ gãy nghiền nát mất. Thật sự không dễ làm. Dương Diệp lắc đầu, không tiếp tục suy nghĩ về những vấn đề này nữa. Hắn tập trung chữa thương. Qua một canh giờ sau, được sự giúp đỡ của Hồng Mông Tử Khí nên vết thương trên người hắn đã khỏi hẳn. Sau khi chữa trị xong, Dương Diệp rời DK hỏi y Hồng Mông Tháp và lao về phía chân trời. Lần này hắn cố gắng hết sức giấu mình, lợi dụng kiếm vực để che giấu khí thức của mình. Cuối chân trời mịt mờ, Dương Diệp ngự kiếm rời đi, xuyên qua các đám mây. Vào giây phút hắn vừa rời khỏi đông giới, biến hóa khác thường lại đột nhiên xuất hiện, không gian xung quanh hắn đột nhiên trở nên mờ ảo. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hai mắt Dương Diệp hơi nheo lại. Kiếm hồ bên thắt lưng của hắn khẽ run lên, ngay sau đó, hai thanh phi kiếm bay ra chém ngang dọc. Nhưng không biết hai thanh phi kiếm mạnh mẽ này lại bị lực lượng cường đại nào làm cho bắn trở lại. Ngay lập tức, cảnh tượng xung quanh biến thành một mảnh xám mịt mờ, vô biên vô hạn. Không gian xung quanh bị một kết giới cục lớn bao trùm. Dương Diệp lấy ra chư thiên ấn và đang muốn sử dụng để phá giới, nhưng đúng lúc này, hai người mặc áo đen xuất hiện ở cách Dương Diệp không xa. Hai người mặc áo đen và tản ra khí lưu màu đen kỳ lạ. Nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện ra, những khí lưu màu đen thật ra đều là linh hồn, từng linh hồn bị ép lại. Đây là cường giả hồn giáo. Dương Diệp liếc nhìn hai người mặc áo đen. Có bản lĩnh thì một đấu một đi. Lúc này, một người mặc áo đen trong đó lùi về phía sau, trực tiếp lùi đến ngoài nghìn trượng. Thật sự muốn một đấu một sao? Trên gương mặt Dương Diệp đầy vẻ kinh ngạc. Người mặc áo đen kia hơi nâng tay phải lên, rất nhiều khí lưu màu đen đột nhiên từ trong lòng bàn tay hắn bắn ra, giống như từng rắn độc lao nhanh về phía Dương Diệp. Vẻ mặt Dương Diệp nghiêm trọng, bởi vì hắn phát hiện ra những khí lưu màu đen kia thật ra chính là từng linh hồn thể. Điều khiển hồn sao? Dương Diệp không dám khinh thường, tay phải vỗ nhẹ vào kiếm hồ bên thắt lưng. Trong phút chốc, hai đường kiếm quang từ trong kiếm hồ bay ra, thật ra là ba đường kiếm quang, chỉ có điều vẫn có một đường kiếm quang là vô hình. Ba đường kiếm quang bay tới, nhưng khi vừa tiếp xúc đến những khí lưu màu đen đã lập tức bị những linh hồn kia ăn mòn. Mà ba thanh phi kiếm cũng bị từng khí lưu màu đen cuốn lấy, không thể động đậy. Liên hệ giữa Dương Diệp cùng ba thanh phi kiếm lập tức biến mất. Cảm nhận được điều đó, Dương Diệp liền nhíu mày. Trong phút chốc, những khí lưu màu đen đã đi tới trước mặt của hắn. Lần này, hắn nhìn thấy càng rõ ràng hơn, trong những khí lưu màu đen kia thật sự là từng linh hồn thể. Đây thật là điều khiển hồn. Dương Diệp lùi về phía sau một bước nhỏ, thoáng cái, hắn rút kiếm ra và chém một phát. Trong tay hắn cầm là chu. Một kiếm này hạ xuống, khí lưu màu đen dẫn đầu kia trực tiếp bị chém thành từng mảnh nhỏ không thể nào đến hết. Dương Diệp lại lập tức thi triển phệ hồn thuật, hấp thu những mảnh nhỏ linh hồn màu đen này. Mà vào lúc này, người mặc áo đen này đột nhiên biến mất. Suy 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 suy. Ở đó đột nhiên vang lên từng âm thanh khiến da đầu người ta tê dại. Trong lòng Dương Diệp vô cùng kinh ngạc và muốn lùi lại, nhưng đã muộn rồi. Dương Diệp trực tiếp cong người, thậm chí bay về phía sau nghìn trường. Hắn vừa dừng lại, không gian quanh người hắn đột nhiên tách ra. Ngay sau đó, từng khí lưu màu đen từ trong đó bay ra, lập tức nhấn chìm hắn. Cắn nuốt. Những khí lưu màu đen cắn nuốt không phải cơ thể của hắn, mà là linh hồn của hắn. Nhằm vào linh hồn. Giờ phút này, Dương Diệp cảm giác linh hồn mình dường như muốn rời khỏi thân thể ra, hắn không có khả năng là hồn tu. Một khi linh hồn rời khỏi thân thể, lực chiến đấu tuyệt đối sẽ giảm đi rất nhiều. Hơn nữa, điều này còn không phải là quan trọng nhất là một khi linh hồn rời khỏi thân thể, sợ rằng linh hồn của hắn sẽ lập tức bị những khí lưu màu đen kia cắn nuốt. Dương Diệp vội vàng ổn định tâm thần, sau đó thi triển ra kiếm vực. Khi kiếm vực vừa ra, tốc độ của những khí lưu màu đen xung quanh hắn lập tức chậm lại. Mạnh mẽ áp chế, chính là cơ hội này. Trong tay Dương Diệp cầm chu vung lên chém một hồi ở trong kiếm vực, mỗi lần kiếm hạ xuống đều sẽ có một khí lưu màu đen nổ tung. Những khí lưu màu đen không phải là vật đơn giản,
nhưng kiếm trong tay hắn lại càng không đơn giản. Có thể nói, nếu như không có Chu, hắn tuyệt đối không có cách nào cô dễ dàng chém nát những linh hồn thể này. Nhưng trong tay hắn có một thanh siêu thần khí như thế. Đừng nói những linh hồn thể này, cho dù là thần khơ ký, Chu cũng có thể chém nát. Từng linh hồn thể vỡ thành mảnh nhỏ trong kiếm vực của Dương Diệp, mỗi linh hồn thể vỡ ra sẽ lập tức bị Dương Diệp thi triển phệ hồn thuật hấp thu. Những linh hồn này có mức độ tinh thuần làm cho Dương Diệp mừng như điên. Nếu như hút thêm một ít, linh hồn của hắn không những có thể được nâng cao trên diện rộng, chính bản thân hắn muốn đạt được ngũ giới cũng không có vấn đề gì. Nhưng hắn rõ ràng cao hứng quá sớm rồi. Cách đó không xa, người mặc áo đen kia đột nhiên hóa thành một đám khí lưu lập tức biến mất. Trong phút chốc, Dương Diệp không gian bên trong kiếm vực đột nhiên bị vô số màu đen khí thể bao trùm. Ầm ầm ầm. Ở trong kiếm vực của Dương Diệp, từng lực lượng khủng khiếp bạo phát ra giống như núi lửa phun trào. Lực lượng mạnh mẽ làm cho kiếm vực của Dương Diệp lập tức hóa thành từng mảnh nhỏ. Dương Diệp chợt hoảng hốt, vội vàng thu lại kiếm vực và lùi về phía sau trăm trượng. Lúc này, sắc mặt hắn tái nhợt, khóe miệng có máu tươi chảy ròng ròng. Người mặc áo đen này vẫn chưa dừng tay, thoáng cái đã hóa thành một tia sáng u ám bắn về phía Dương Diệp. Ánh sáng u ám đi qua nơi nào, không gian trực tiếp bị thiêu đốt sôi trào, sau đó hóa thành hư vô. Không chỉ có vậy, từng khí lưu màu đen ở xung quanh Dương Diệp giống như con rắn độc lặng lẽ hiện lên, sau đó bắn nhanh về phía hắn. Trong mắt Dương Diệp chợt hiện ra một sự tàn ác, trong phút chốc, một khí tức cường đại từ trong cơ thể hắn cuốn ra ngoài. Bí thuật, bí pháp thuần tức. Cùng lúc đó, mạch máu dưới da hắn bắt đầu chấn động, từng lực huyết mạch mạnh mẽ tập trung ở trên người. Lực huyết mạch. Lần này, Dương Diệp thật sự không giữ lại nữa. Ngay cả kiếm vực của hắn mà người trước mắt này cũng có thể mạnh mẽ phá vỡ, thực lực của đối phương chỉ mạnh chứ không kém hơn lão già Lục gia. Sau khi kích phát lực huyết mạch, Dương Diệp phát ra khí tức cường đại căn bản không phải là tứ giới nữa. Giờ phút này, khí tức của hắn không kém hơn cường giả chủ cảnh. Hơn nữa, Dương Diệp lại thi triển ra bí pháp thuần tức. Suy. Trong nháy mắt, Dương Diệp lập tức biến mất, một luồng kiếm quang chợt lóe lên ở đây. Nhanh. Kiếm quang này nhanh hơn trước ít nhất mấy lần. Nhanh đến mức người mặc áo đen này cũng phải kiêng kỵ. Suy 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 suy. Theo kiếm quang hiện lên, trong cảnh tượng mờ ảo như có thứ gì đó bị xé rách nghiền nát. Đó chính là những linh hồn thể kia, vẫn có không gian mờ ảo ở đó. Rất nhanh, những linh hồn thể ở đó bị xé rách nghiền nát, vào giờ phút này không gian xung quanh cũng vỡ ra thành từng mảnh nhỏ. Mà lần này người mặc áo đen này tuyệt đối không ra tay, mà lùi về phía sau mấy trăm trượng. Người mặc áo đen tuyệt đối không lựa chọn cứng rắn chống lại một kiếm quang này của Dương Diệp, mà lựa chọn tạm tránh né. Hắn không khiếp sợ thực lực của bản thân Dương Diệp, nhưng thanh kiếm trong tay Dương Diệp làm hắn không thể không kiêng kỵ. Đó là một thanh siêu thần khí. Cứ như vậy, một kiếm của Dương Diệp chém nát những linh hồn thể trước mặt hắn, đồng thời trực tiếp dùng lực phá kết giới của thế giới này. Không chỉ có vậy, trong chớp mắt, hắn còn thu lại ba thanh thần khí của mình. Dương Diệp cùng hai người mặc áo đen trở lại trong hiện thực. Khi người mặc áo đen kia cho rằng Dương Diệp lại muốn ra tay, tập trung tinh thần đề phòng, nhưng Dương Diệp không ra tay, mà trực tiếp xoay người hóa thành một đường kiếm quang biến mất ở cuối chân trời. Ở dưới sự gia tăng của thuấn tức, giờ phút này tốc độ của hắn còn nhanh hơn chủ cảnh rất nhiều. Hơn này hai người mặc áo đen trực tiếp ngây người. Chạy à? Chạy như vậy sao? Dương Diệp dĩ nhiên phải chạy rồi. Đánh không nổi nhất định phải chạy. Sự thật chứng minh, hắn căn bản không có khả năng chống lại hai người mặc áo đen này. Đừng nói hai người mặc áo đen, cho dù là chống lại một người cũng không có phần thắng. Đánh không nổi cũng chẳng có gì mất mặt. Đánh không nổi còn cố đánh, vậy thì không phải là mất mặt mà là mất mạng đấy. Dương Diệp quyết đoán lựa chọn chạy trốn. Mà hai người mặc áo đen lại ngây người. Không phải nói người này rất có khí phách, rất có tâm huyết sao? Sao hắn có thể chạy trốn như vậy được? Trốn. Ở dưới sự gia tăng của bí pháp thuấn tức cùng lực huyết mạch, tốc độ của Dương Diệp bây giờ thật sự đạt tới mức độ cao nhất của bản thân hắn. Ngự kiếm lướt đi. Qua một canh giờ sau, Dương Diệp ngừng lại ở trong một dãy núi, hắn bước vào trong dãy núi, sau đó hoàn toàn che giấu bản thân. Bên trong Hồng Mông Tháp, Dương Diệp ngồi xếp bằng trong phòng tu luyện,
điên cuồng lợi dụng hồng mông tử khí chữa trị mình. Nhưng hắn vừa ngồi xuống không bao lâu, hai người mặc áo đen liền xuất hiện ở vị trí của hắn trong hiện thực. Trong lòng Dương Diệp chợt kinh ngạc, vội vàng rời khỏi hồng mông tháp, hắn vừa ra khỏi hồng mông tháp, hai bàn tay khí thể màu đen liền từ trên trời hạ xuống, trực tiếp rơi về phía vị trí của hắn. Dương Diệp nheo mắt nhưng căn bản không đi phản kích, mà trực tiếp lắc người hóa thành một luồng kiếm quang biến mất ở cuối chân trời. Hai khí tức theo sát sau lưng hắn. Trong không trung, Dương Diệp nhíu mày, hai người này làm thế nào phát hiện ra mình vậy? Phải biết rằng, bây giờ hắn có kiếm vực để che giấu. Tuy không biết đối phương cuối cùng làm thế nào phát hiện ra mình, nhưng điều này khiến cho Dương Diệp hiểu rõ một việc, đó chính là kiếm vực cũng không phải vạn năng. Cũng để cho hắn hiểu rõ năng lực của hồn giáo này còn mạnh hơn hắn tưởng. Bởi vì có bí pháp cùng lực huyết mạch gia tăng, bởi vậy, hai người mặc áo đen cũng không thể đuổi kịp Dương Diệp, nhưng Dương Diệp không thể nào kéo dài khoảng cách với bọn họ. Hai bên duy trì khoảng cách nhất định, nhưng bí pháp của Dương Diệp sẽ biến mất. Một khi không có bí pháp gia tăng, hai người mặc áo đen này sẽ lập tức đuổi kịp hắn, không chỉ có vậy, bí pháp biến mất, chính là thời điểm cơ thể cùng linh hồn hắn suy yếu nhất. Khi đó hắn càng không phải là đối thủ của hai người áo bào đen. Tuy bên trong hồng mông tháp có yên nữ và đám người tiểu long, nhưng tác dụng cũng không lớn. Để bọn họ đi ra, kết quả chỉ là sự hy sinh vô nghĩa. Thực lực của hai người mặc áo đen quá mạnh, cho dù là hắn cũng đối đầu không được nữa là đám người tiểu long. Trốn. Tuy nhiên, Dương Diệp tuyệt đối không bỏ chạy về phía cổ kiếm tông. Nếu chạy trốn về cổ kiếm tông vẫn quá nguy hiểm. Bởi vì đối phương chắc chắn cho rằng hắn sẽ chạy trốn về đó, bởi vậy rất có khả năng phái cường giả đi tới cổ kiếm tông yên tâm chặn đường hắn. Cho nên Dương Diệp tuyệt đối không đi cổ kiếm tông, mà chạy trốn tới chiến giới. Chiến giới. Dương Diệp lợi dụng truyền tống phủ đi tới chiến giới, nhưng điều làm cho hắn không nghĩ tới là hai người mặc áo đen tự nhiên đã đến chiến giới. Đối phương cũng có truyền tống phủ chiến giới. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là đối phương cũng đã từng là người của chiến giới. Nghĩ đến đây, Dương Diệp liền cảm thấy thoải mái về giới hạn thực lực của hai người. Chiến giới này là chỗ cường giả mạnh nhất Vĩnh Hằng Quốc. Dương Diệp bước vào chiến thành. Bây giờ chiến thành vẫn do yêu tộc chiếm lĩnh, trong thành có che giấu khí tức của vài yêu tộc mạnh mẽ. Bởi vì hắn len lén tiến vào trong, cộng thêm kiếm vực che giấu nên cũng không làm kinh động tới cường giả yêu tộc. Nhưng hai người mặc áo đen hồn giáo đi tới chiến thành, trực tiếp bị hai khí tức cường đại ngăn cản. Một lão già nua xuất hiện ở khoảng không trên tường chiến thành và liếc nhìn hai người mặc áo đen. Hồn giáo. Một người mặc áo đen gật đầu. Lão già khẽ nói. Thân phận chiến giới. Lúc này, một người mặc áo đen bấm tay bắn ra, một miếng lệnh bài màu đen xuất hiện ở trước mặt lão già. Sau khi nhìn cái lệnh bài này một lúc, lão già ngẩng đầu nhìn về phía hai người mặc áo đen. Hóa ra là các ngươi, không ngờ các ngươi là người của hồn giáo, thật khiến cho ta thấy bất ngờ đấy. Hai người mặc áo đen không nói gì. Lão già cũng không nói gì, lập tức biến mất. Chiến giới cũng có ân oán của chiến giới, chỉ cần những ân oán này không liên quan đến căn bản của chiến giới, bọn họ sẽ không để ý tới. Giống như lúc này, sau khi xác định hai người hồn giáo là thành viên của chiến giới, lão già liền không để ý. Ở đây, thân phận bên ngoài không có ích lợi gì, nếu như hai cường giả hồn giáo không có cách nào chứng minh mình sẽ bị lập tức đuổi ra khỏi chiến giới, bao gồm cả Dương Diệp cũng vậy. Nhưng bây giờ, bọn họ đều là người của chiến giới, vậy sẽ không ai quản nữa. Sau khi Dương Diệp bước vào chiến thành, lập tức đi tới phòng giao dịch ngầm và ngồi xếp bằng dưới đất, tùy tiện lấy ra một thứ đặt ở trên mặt đất. Rất nhanh. Hai người mặc áo đen này cũng xuất hiện ở hội giao dịch ngầm. Tuy Dương Diệp mặc một trường bào màu đen, nhưng hai người mặc áo đen vẫn lập tức chú ý tới Dương Diệp. Sắc mặt Dương Diệp không hề thay đổi, chuyên tâm chữa thương. Bây giờ hắn cần phải trị thương trước. Hắn không cần quá nhiều thời gian, qua hơn một canh giờ là có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Có thể nói, bởi vì có hồng mông tử khí cho nên tai họa do bí pháp gây ra gần như không đáng kể. Đương nhiên, nếu như là người khác thi triển ra một bí pháp này, không mất mấy ngày mấy đêm thì không có khả năng khôi phục lại được. Khí tức cường đại của hai người mặc áo đen trực tiếp bao phủ lấy Dương Diệp. Khi phát hiện ra cảnh tượng như vậy,
những người mặc áo đen xung quanh lập tức nhìn về phía hai người mặc áo đen của Hồn giáo. Muốn đánh sao? Những người xung quanh này có phần kinh ngạc, chỗ này không thể đánh nhau đâu. Hai người mặc áo đen của Hồn giáo không chỉ phát ra khí thức của mình, ở quanh người bọn họ còn có rất nhiều khí lưu màu đen đột nhiên hiện ra. Đây là thật muốn đánh nhau à? Xung quanh có vài người rời đi, nhưng cũng có vài người ở lại. Rõ ràng bọn họ muốn xem cuộc vui. Mà vào lúc này, Chu Nguyên Huyền đã từng gặp mặt Dương Diệp một lần đã xuất hiện ở đó. Chu Nguyên Huyền xem như là người chịu trách nhiệm về hội giao dịch ngầm bây giờ. Hắn đi tới này trước mặt của hai người mặc áo đen Hồn giáo. Hai vị muốn ra tay ở trong này sao? Một cường giả Hồn giáo chỉ vào Dương Diệp. Hắn, Chu Nguyên Huyền liếc nhìn Dương Diệp, tuy Dương Diệp mặc áo bào đen, nhưng hắn vẫn nhận ra được. Nhìn thấy Dương Diệp, hắn lại thấy rất đau đầu. Người này là tới đây tránh nạn à? Chu Nguyên Huyền đi tới trước mặt Dương Diệp, cười gượng. Diệp huynh, ta là tới bán đồ. Dương Diệp đột nhiên nói. Thế nào, ở đây không cho bán à? Chu Nguyên Huyền liếc nhìn trước mặt Dương Diệp, ở trước mặt hắn có để ba thanh kiếm, ba thanh thần khí. Chu Nguyên Huyền do dự một lúc, sau đó nói. Bán thế nào? Dương Diệp nói. Một thanh kiếm bán với giá ba thiên dựng quả, chắc giá. Nghe vậy, Chu Nguyên Huyền lập tức đen mặt, ba thiên dựng quả à? Ngược lại không phải là không đến giá tiền này, mà thiên dựng quả bây giờ cơ bản đều đã tuyệt tích. Tổ chức bọn họ cũng chỉ có duy nhất một quả, hơn nữa còn là do Dương Diệp bán cho bọn họ. Chu Nguyên Huyền khổ cười. Diệp Tông Chủ, chúng ta không dính vào chuyện giữa Quý Tông cùng Hồn giáo, mong rằng Diệp Tông Chủ. Dương Diệp khẽ gật đầu. Ta hiểu, các ngươi sợ Hồn giáo, cho nên cũng không dám cho ta bán đồ ở đây, đúng không? Chu Nguyên Huyền. Dương Diệp liền thu đồ. Không sao, các ngươi không cho ta bán ở đây thì ta đi là được chứ gì. Tuy nhiên, ôi, ta không ngờ được các ngươi phải sợ Hồn giáo như thế. Ôi, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nói ra chuyện này, ta tuyệt đối sẽ không làm vậy, ta lấy nhân phẩm của giáo chủ Hồn giáo bảo đảm. Nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi. Vẻ mặt Chu Nguyên Huyền cực kỳ khó coi, sau một lúc lâu hắn đột nhiên nói. Diệp Tông Chủ chờ một lát. Dương Diệp dừng bước lại và xoay người nhìn về phía Chu Nguyên Huyền. Thế nào, ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không nói ra. Ngươi còn không biết tính tình ta sao? Chu Nguyên Huyền mỉm cười. Diệp Tông Chủ nói đùa, chúng ta làm sao có thể không để cho Diệp Tông Chủ ở đây bán đồ chứ? Diệp Tông Chủ có thể bán ở đây. Thật sao? Dương Diệp hỏi. Chu Nguyên Huyền cười nói. Tất nhiên. Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó nói. Vậy ta sẽ ở lại bán. Nói xong, hắn ngồi xếp bằng dưới đất, sau đó lại lấy ra ba thanh kiếm bày ở nơi đó. Nói là bán đồ nhưng thật ra chính là đang chữa thương. Hai cường giả Hồn giáo tất nhiên cũng biết điểm này, bởi vậy khi nhìn thấy Chu Nguyên Huyền thỏa hiệp, bọn họ liền muốn trực tiếp ra tay. Nhìn thấy hai cường giả Hồn giáo muốn ra tay, vẻ mặt Chu Nguyên Huyền lập tức lạnh xuống. Sau lưng hắn nhanh chóng xuất hiện hai lão già. Hai lão già trực tiếp chắn ở trước mặt hai cường giả Hồn giáo. Khí tức của hai lão già hoàn toàn không yếu hơn so với hai cường giả Hồn giáo kia. Bầu không khí ở đó có chút căng thẳng. Lúc này, Chu Nguyên Huyền đột nhiên nói. Hai vị, nơi đây đang buôn bán, chúng ta không thể ra tay, nhưng sau khi không còn buôn bán nữa, chúng ta sẽ đóng cửa, khi đó, chuyện của các ngươi sẽ do bản thân các ngươi xử lý. Bây giờ chỉ còn cách thời gian đóng cửa có một canh giờ. Chắc hai vị có thể chờ được chứ? Chu Nguyên Huyền tất nhiên sẽ không liều chết cùng Hồn giáo. Đây là chuyện giữa Dương Diệp cùng Hồn giáo, bọn họ cũng không muốn dính vào. Nghe được Chu Nguyên Huyền nói vậy, hai cường giả Hồn giáo im lặng một lát, sau đó khẽ gật đầu. Một canh giờ, bọn họ vẫn bằng lòng chờ. Bọn họ cũng không muốn cùng liều mạng với hội giao dịch ngầm, tuy không khiếp sợ nhưng không đáng để làm vậy. Nếu như bọn họ cùng liều mạng cùng hội giao dịch ngầm, cuối cùng chỉ là Dương Diệp được lợi. Nhìn thấy hai cường giả Hồn giáo đáp ứng, Chu Nguyên Huyền khẽ gật đầu, hắn liếc nhìn Dương Diệp ngồi dưới đất. Diệp Tông Chủ tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, hắn cùng hai lão già kia biến mất khỏi đó. Xung quanh có một ít người mặc áo đen cũng ào ào rời đi. Trên đường phố chỉ còn Dương Diệp cùng hai người mặc áo đen.
Dương Diệp không để ý tới bọn họ mà tiếp tục chữa thương. Mà hai cường giả hồn giáo cũng không ra tay vào lúc này, bọn họ đang chờ đến giờ. Thời gian dần trôi qua, chẳng bao lâu, một canh giờ trôi qua. Hai người mặc áo đen lại muốn ra tay, mà ngay vào lúc này, một người mặc áo đen đột nhiên tới con phố này, nói chính xác hơn là tới đến trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía người mặc áo đen, người mặc áo đen nói. Kiếm này bán thế nào? Dương Diệp sửng sốt. Giọng nói thật quen thuộc. Âm thanh quen thuộc. Dương Diệp kinh ngạc nhìn người áo bào đen trước mắt này. Toàn thân hắn đều bị áo bào đen bao phủ, Dương Diệp căn bản không cảm giác được đối phương, càng không nhìn thấy được. Người kia là ai? Lúc này, người mặc áo đen cầm lấy một thanh kiếm đùa nghịch một chút, lại nói. Bán thế nào? Dương Diệp tuét miệng cười. Hai thiên dựng quả cho một thanh kiếm. Người mặc áo đen lắc đầu, không. Dương Diệp xòe tay, biểu thị không thể làm gì được. Người mặc áo đen đột nhiên cầm thanh không minh lên. Thanh kiếm này có chút thú vị. Hắn nói xong trực tiếp thu kiếm vào. Dương Diệp. Người mặc áo đen nói. Để báo đáp lại, xin tạm thời cho ta mượn thanh kiếm này. Nói đến đây, hắn đột nhiên đi tới trước mặt Dương Diệp, sau đó khẽ nói. Chạy mau. Dương Diệp chớp chớp mắt, trong phút chốc, hắn xoay người trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang biến mất ở cuối chân trời. Trên đường phố, hai cường giả hồn giáo phía sau người mặc áo đen này lại muốn đuổi theo, mà vào lúc này, người mặc áo đen này đột nhiên vung tay lên. Một mảnh ánh sáng màu bạc chấn động ra. Trong ánh sáng màu bạc, lực lượng mạnh mẽ làm cho hai cường giả hồn giáo chấn động, nhưng hai người tuyệt đối không buông tha Dương Diệp. Một tên cường giả áo bào đen trực tiếp phóng lên cao, đuổi theo về phía Dương Diệp. Mà một người mặc áo đen khác lại hóa thành rất nhiều khí lưu màu đen lao về phía mảnh ánh sáng màu bạc này. Xuy 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 xuy. Hai lực lượng cường đại va chạm vào nhau, tất cả mọi thứ ở đây lập tức bị xé rách nghiền nát, hai người mặc áo đen ở trong vòng xoáy lực lượng lại không bị vấn đề gì cả. Lúc này, người mặc áo đen đối diện cường giả hồn giáo nắm chặt bàn tay, không gian trước mặt hắn đột nhiên hình thành một vòng xoáy. Giờ phút này, không gian xung quanh bắt đầu ép lại về phía hắn. Người mặc áo đen bây giờ lại giống như một hố đen, cắn nuốt tất cả mọi thứ xung quanh. Lực cắn nuốt mạnh mẽ, không chỉ muốn cắn nuốt con đường này, ngay cả chiến thành cũng muốn cắn nuốt. Giờ phút này, cả chiến thành đều bị kinh động. Rất nhanh, mấy khí tức cường đại xuất hiện ở trên đường phố. Chỉ trong giây lát, hồn giáo cường giả cùng người mặc áo đen kia bị mời ra khỏi chiến thành, nói chính xác hơn là mời ra khỏi chiến giới. Hai người không hề phản kháng. Nói đúng hơn là bọn họ không có cách nào phản kháng. Bên kia, Dương Diệp một đường chạy như điên, rất nhanh đã rời đi chiến giới. Hắn không định đi tìm Hình Bỉ Thanh cùng Diệp Chi Bắc, dĩ nhiên là không thể kéo các nàng vào trong chuyện này được. Hai nàng đều có gia tộc của mình, nếu để cho các nàng dính vào sẽ chỉ làm các nàng thêm khó xử. Về phần người mặc áo đen vừa rồi, thật ra, hắn đã đoán được một ít, nhưng không dám xác định. Bất kể thế nào, chỉ cần người một nhà lại được. Sau khi chạy ra khỏi chiến thành, Dương Diệp phát hiện phía sau vẫn có người đuổi theo, nhưng chẳng bao lâu hắn đã ngừng lại, bởi vì chỉ có một người đuổi theo. Một người. Dương Diệp quyết đoán ngừng lại. Ở giữa một đám mây, Dương Diệp nhìn người mặc áo đen trước mặt. Hắn biết, chủ cảnh phân ra thành tam phẩm. Người trước mắt này tuyệt đối không phải là nhất phẩm, đối phương có thể là nhị phẩm, có lẽ là tam phẩm. Thực lực rất mạnh. Đây là đánh giá của hắn về cường giả hồn giáo này. Lúc trước, hắn lấy ra hết con át chủ bài nhưng vẫn không làm gì được đối phương. Một lần đó, hắn thật sự đã cố gắng hết sức. Ngay cả lực huyết mạch hắn cũng kích phát ra, nhưng người áo bào đen trước mắt này lại vẫn thoải mái ra tay. Nếu như không phải dựa vào Chu, hắn căn bản không có cách nào đánh nổi với đối phương một trận. Không quan tâm hắn có thừa nhận hay không. Nhưng hắn cùng đối phương căn bản không phải cùng một cấp bậc, đây là sự thật. Đối diện Dương Diệp, thân thể của cường giả hồn giáo kia đột nhiên trở nên mờ ảo, dần dần, tất cả đám mây phía chân trời xuất hiện một mảnh khí lưu màu đen, từng khí lưu màu đen đều là một linh hồn thể. Nuôi hồn. Đây là thủ đoạn đặc biệt của hồn giáo. Có thể nói, nếu như không phải trong tay Dương Diệp vừa vặn có siêu thần khí thì hắn sẽ không có biện pháp nào đối mặt với những hồn thể này. Bởi vì cho dù là thần khí cũng khó tổn thương được chúng.
Sau khi linh hồn thể xuất hiện, chúng đều tập trung vào Dương Diệp, thoáng cái, rất nhiều linh hồn thể đã lao về phía Dương Diệp. Từng khí tức cường đại cùng áp lực cuốn tới, điều này khiến cho Dương Diệp cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều muốn nổ tung. Ầm, một kiếm ý cường đại đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp cuốn ra ngoài. Kiếm ý chủ cảnh. Sau khi kiếm ý này xuất hiện, áp lực lập tức giảm đi rất nhiều, chu trong tay Dương Diệp trực tiếp biến mất. Ở đó, một tia kiếm quang nhỏ giống như sợi tóc chợt lóe lên. Suy, theo kiếm quang hiện lên, ở đó lập tức vang lên một tiếng xé rách, trong phút chốc, tia kiếm quang này đi tới trước mặt của người mặc áo đen. Kiếm ý cường đại trực tiếp xé rách linh hồn của người mặc áo đen. Cơ thể của người mặc áo đen đột nhiên dừng lại. Lúc này, tia kiếm quang này trực tiếp xuyên qua cơ thể hắn. Phía sau người mặc áo đen, Dương Diệp vừa dừng lại liền biến sắc, ngay sau đó, một bàn tay linh hồn trực tiếp xuất hiện ở phía sau lưng hắn. Dương Diệp xoay người liền chém xuống một kiếm. Ầm! Bàn tay linh hồn kia ầm ầm nổ tung ra, nhưng bản thân Dương Diệp lại trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài. Mà lúc này, hai thanh phi kiếm chém qua. Hai thanh phi kiếm mang theo hai đường kiếm quang chói mắt chém thẳng vào người mặc áo đen hồn giáo, tuy nhiên hai thanh phi kiếm còn chưa tới gần liền bị mấy linh hồn thể đánh bay. Ngoại trừ Chu, tất cả phi kiếm còn lại căn bản không có cách nào tới gần người mặc áo đen hồn giáo. Hai người cách nhau mấy trăm trượng, đột nhiên, người mặc áo đen hồn giáo đưa tay phải ra. Ngay sau đó, ở trên đỉnh đầu Dương Diệp xuất hiện một vòng xoáy màu đen, thoáng cái, một bàn tay linh hồn từ trong vòng xoáy thò ra. Một khí tức cường đại khiến người ta hít thở không thông xuất hiện ở đó, mà luồng khí tức kia đều bao phủ lấy Dương Diệp. Giờ phút này, Dương Diệp căn bản không có cách nào hít thở nổi. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, cơ thể hắn dần dần trở ồ nên mờ ảo, trong phút chốc, chu bên thắt lưng của hắn giết rời khỏi vỏ. Phá! Theo một tiếng hét phẫn nộ của Dương Diệp vang lên, một thanh kiếm đột nhiên phóng lên cao. C. Thanh kiếm này giống như mặt trời chói chang lao lên, khí tức cường đại bao phủ ở trên người của Dương Diệp lập tức bị nghiền nát, thanh kiếm này vẫn không hề dừng lại và tiếp tục ca phóng lên cao, cuối cùng đâm vào phía trên bàn tay kia. Mà lúc này, bàn tay kia đột nhiên nắm lấy thanh kiếm kia của Dương Diệp. Ầm! Trên không trung bắt đầu chấn động mãnh liệt. Vào giờ phút này bàn tay khổng lồ kia cũng run rẩy và xuất hiện rất nhiều vết rạn, vết nứt càng lúc càng lớn, vài hơi thở sau, bàn tay linh hồn kia đột nhiên nổ tung ra. Ầm ầm, từng uy lực còn sót lại của lực lượng khủng khiếp chấn động ra, Dương Diệp cùng cường giả hồn giáo này đều bị sóng khí uy lực còn sót lại của Chu chấn động đến mức liên tiếp lùi lại phía sau. Điểm khác nhau là cường giả hồn giáo này nhanh chóng ngừng lại, nhưng Dương Diệp lại lùi hết mấy ngàn trượng. Trong lúc đó, trong miệng Dương Diệp liên tục có máu tươi phun ra. Trong lần giao tranh này, hiển nhiên Dương Diệp ở thế hạ phong. Cường giả hồn giáo này đứng lơ lửng ở trên bầu trời, quanh người hắn tản ra rất nhiều khí lưu màu đen, càng lúc càng nhiều, đến cuối cùng, cả chân trời đều bị che phủ bởi những khí lưu này. Mà kiếm ý của Dương Diệp trực tiếp bị những linh hồn thể này áp chế chặt chẽ. Đây là áp chế trên phương diện cảnh giới, áp chế trên phương diện tu vi. Đúng lúc này, người mặc áo đen kia đột nhiên hóa thành một đợt sóng đen cuốn về phía Dương Diệp. Giờ phút này, cả chân trời trực tiếp sôi trào lên. Trong sóng đen ẩn chứa lực lượng cường đại đủ để hủy trời diệt đất. Phía xa, đồng tử của Dương Diệp hơi co lại. Đối phương là tới thật. Dương Diệp hít sâu một hơi, trong phút chốc hai tay hắn nắm chặt Chu. Chu bắt đầu chấn động mãnh liệt, từng kiếm quang không ngừng từ trong đó chấn động ra. Dương Diệp chợt giẫm mạnh chân phải. Ầm, mảnh không gian dưới chân trực tiếp vỡ vụn. Mà bản thân Dương Diệp lại trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang bắn về phía đợt sóng đen này. Suy, trời đất nơi đây bắt đầu đổ nát chôn vùi từng tầng, căn bản không chịu nổi lực lượng cường đại của hai người. Giờ phút này, Dương Diệp cảm giác toàn thân đều đang bị xé rách, bởi vì hắn đã ở trung tâm lực lượng của cường giả hồn giáo. Ầm 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 ầm. Những tiếng nổ lớn cùng tiếng xé rách không ngừng vang vọng lên. Cuộc chiến bên này đã thu hút sự chú ý của vô số người trong chiến giới, không chỉ cường giả nhân tộc, ngay cả cường giả yêu tộc cũng bị thu hút qua. Trên tường thành chiến thành, hai lão già đang quan sát cuộc chiến giữa Dương Diệp cùng cường giả hồn giáo này. Một lão già áo bào trắng đột nhiên khẽ nói. Đó là tông chủ trẻ tuổi của cổ kiếm tông sao?
Lão già áo bào tím bên cạnh khẽ gật đầu. Là hắn. Lão già áo bào trắng khẽ nói. Hắn thật sự không đơn giản. Mới chừng ấy tuổi đã có thể đánh một trận cùng cường giả chủ cảnh nhị phẩm đỉnh phong, đúng là hiếm thấy. Lão già áo bào tím nói. Hồn giáo cũng không đơn giản, phía trên chắc chắn muốn mặc kệ bọn họ sao. Lão già áo bào trắng khẽ cười nói. Hồn giáo quả thật không đơn giản, nhưng bây giờ không phải là năm đó, có vị kia, bọn họ không thể gây ra được sóng gió gì. Nói đến đây, hắn nhìn về phía chân trời hỗn độn kia. Thật ra, không nên đối xử với Cổ Kiếm Tông như vậy. Trong cuộc đại chiến năm đó, Cổ Kiếm Tông cũng đã bỏ ra hết sức lực rồi. Tuy vị tông chủ kia ngã xuống, nhưng Cổ Kiếm Tông bọn họ vẫn có công đối với Vĩnh Hằng Quốc này. Lão già áo bào tím khẽ lắc đầu. Đây là một xã hội tàn khốc, nếu như tiểu tử kia còn, các đại thế gia và cả vị phía trên kia đều sẽ cho hắn chút mặt mũi. Cho dù là chúng ta, nếu như hắn mở miệng, chúng ta cũng không có cách nào từ chối. Nhưng đáng tiếc, ôi, người đi trà lạnh. Lão già áo bào trắng nói. Nếu không phải thân phận ngươi và ta đặc biệt, nếu không, giúp bọn họ một chút cũng không sao, nhưng... Ôi! Lão già áo bào tím im lặng một lát. Vậy giúp một chút đi. Lão già áo bào trắng nhìn về phía lão già áo bào tím, lão già áo bào tím khẽ nói. Cầu một sự yên lòng. Vừa dứt lời, lão già áo bào trắng đột nhiên nâng tay phải lên, trong phút chốc, phía chân trời đột nhiên chấn động mạnh, ngay sau đó, một lực lượng cường đại từ trên tường thành cuốn ra. Lão già áo bào tím hơi trầm ngâm, trong phút chốc, hắn cũng vung tay phải lên, một tia sáng màu tím bắn thẳng đến cuối chân trời. Chân trời phía xa, cường giả hồn giáo vốn đã chiếm thượng phong tuyệt đối đột nhiên ngừng lại, bởi vì ở bên phải hắn có hai lực lượng cường đại đang bắn tới. Cường giả hồn giáo này không dám khinh thường khi đối mặt với hai lực lượng này, hắn xoay người, hai tay giơ lên, trong phút chốc, rất nhiều hồn thể từ trong lòng bàn tay hắn chấn động ra. Ầm ầm. Ở phía chân trời có hai tiếng động giống như sấm sét nổ vang. Những linh hồn thể này đều nổ tung, mà cường giả hồn giáo cũng bị chấn động lùi về phía sau mấy trăm trượng. Sau khi dừng lại, cường giả hồn giáo này bỗng nhiên quay đầu lại. Bên kia, đã không nhìn thấy hình bóng Dương Diệp đâu nữa. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, người mặc áo đen hồn giáo chậm rãi nắm chặt hai tay lại, hắn xoay người nhìn về phía hai lão già trên tường thành của chiến thành. Trên tường thành, hai lão già hoàn toàn không sợ hãi chút nào, đối diện với hắn, đây chính là địa bàn của bọn họ. Cường giả hồn giáo này đột nhiên biến mất, trong phút chốc, một chùm tia sáng màu đen mạnh mẽ trực tiếp đánh về phía chiến thành. Trên tường thành, sắc mặt hai lão già không hề thay đổi. Lão già áo bào tím đột nhiên đưa tay phải ra, sau đó hướng lên trên và lật một cái. Một lật này dường như muốn hất đi cả bầu trời. Ầm. Chùm tia sáng màu đen trực tiếp bị lực lượng cường đại đánh nát, tuy nhiên lúc này, cường giả hồn giáo này đã xuất hiện ở khoảng không trên tường thành, trong phút chốc, một bàn tay khổng lồ đột nhiên từ trên không trung chiến thành chợt chụp xuống. Nếu như một chưởng này hạ xuống, sợ rằng cả chiến thành sẽ ầm ầm nổ tung ra. Sắc mặt lão già áo bào tím không hề thay đổi, hắn vẫy tay phải một cái, một thanh trường thương đột nhiên xuất hiện ở trong tay hắn, trong phút chốc, thanh trường thương này phóng lên cao, trực tiếp đánh vào trên bàn tay khổng lồ kia. Ầm, cả bàn tay khổng lồ đột nhiên nổ tung, nhưng sóng khí phát ra lại chấn động xuống, nếu như những sóng khí này cuốn vào trong thành, sợ rằng cả tòa chiến thành cũng sẽ tan thành mây khói. Mà lúc này, lão già áo bào trắng đột nhiên ra tay. Lão già áo bào trắng giơ tay lên và đánh ra một chưởng. Ầm, một chưởng này đánh ra, một lực lượng vô hình chấn động khiến sóng khí ở phía chân trời lập tức hóa thành hư vô. Trên không trung chiến thành khôi phục lại bình thường. Trên tường thành, cường giả hồn giáo này CPMF muốn ra tay, tuy nhiên đúng lúc này, một nam tử trung niên mặc áo bào đen xuất hiện ở trên không trung của chiến thành. Người tới chính là giáo tôn hồn giáo. Nhìn thấy giáo tôn hồn giáo, người mặc áo đen hồn giáo kia ngừng lại và tránh qua một bên. Giáo tôn hồn giáo nhìn hai lão già trên tường thành chiến thành phía dưới. Thế nào? Chiến thành muốn ngang nhiên đứng ở bên phía Cổ Kiếm Tông sao? Trên tường thành, sắc mặt hai lão già không hề thay đổi. Giáo tôn hồn giáo lạnh lùng liếc nhìn hai người. Hay là nói, hai vị muốn luận bàn cùng hồn giáo ta một chút? Nếu là như vậy, ta sẽ chơi đùa với hai vị vậy. Vừa dứt lời,
tay phải của hắn đột nhiên giơ lên, sau đó ấn nhẹ về phía chiến thành bên dưới. Cả chiến thành đột nhiên sôi trào, trong nháy mắt bắt đầu kích run rẩy giống như bị động đất. Nhưng thật ra có một lực lượng cường đại đang phá hủy chiến thành, nếu như không phải chiến thành có lực lượng mạnh mẽ bảo vệ, chỉ một chưởng này cũng đủ để cho cả chiến thành tan thành mây khói. Mà giáo tôn hồn giáo rõ ràng không nương tay, một lực lượng cường đại không ngừng từ phía chân trời chấn động xuống. Bên dưới, chiến thành mở ra đại trận bảo hộ thành, nhưng cũng khó có thể ngăn cản được lực lượng này của giáo tôn hồn giáo. Trên tường thành, vẻ mặt hai lão già cực kỳ nghiêm trọng, bọn họ tất nhiên không có khả năng nhìn chiến thành bị phá hủy, cho dù giáo tôn hồn giáo trước mắt này là một vị cường giả chủ cảnh tam phẩm. Hai lão già phóng lên cao. Trong không trung, giáo tôn hồn giáo cười lạnh, hai tay lại ấn xuống dưới. Ầm ầm, một ấn này trực tiếp ép hai lão già kia trở lại trên tường thành. Mặc dù chỉ là chênh lệch một phẩm, nhưng lại có khác biệt một trời một vực. Hai lão già bị ép quay về trên tường thành trực tiếp ầm ầm sụp đổ và hóa thành bột mịn. Cơ thể của hai lão già bắt đầu rạn nứt, máu tươi văng ra khắp nơi. Đúng lúc này, một nữ tử mặc váy dài màu xanh xuất hiện ở trên không trung của chiến thành, nàng lạnh lùng liếc nhìn giáo tôn hồn giáo và vung tay phải lên. Ầm, lực lượng do giáo tôn hồn giáo phát ra trực tiếp biến mất không thấy bóng dáng, cả chiến thành dần dần khôi phục bình tĩnh. Ánh mắt giáo tôn hồn giáo rơi vào trên người nữ tử, cười lạnh. Không ngờ được Lưu Uyên đại nhân cũng tự mình ra mặt. Nữ tử lạnh lùng liếc nhìn giáo tôn hồn giáo, trong phút chốc, hai tay nàng đột nhiên chậm rãi giơ lên, thoáng cái, một tiếng gầm thét giận dữ bắt đầu vang vọng ở nơi đây. Ầm, một ánh sáng trắng chói lòa từ trên không trung chiến thành chấn động ra. Ánh sáng trắng trực tiếp bao phủ lấy hai người giáo tôn hồn giáo, trên không trung chiến thành vang lên từng tiếng nổ vang. Lúc này, nữ tử kia đột nhiên biến mất. Xoẹt, trên không trung chiến thành đột nhiên xuất hiện một vết nứt, ngay sau đó, một bóng người trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài chiến thành. Bóng đen này chính là giáo tôn hồn giáo. Trên không trung, nữ tử lạnh lùng nhìn giáo tôn hồn giáo, đột nhiên nàng lại giơ tay lên cách không vỗ một cái. Ầm, mọi người còn chưa nhìn thấy rõ ràng, giáo tôn hồn giáo lại bị chấn động đủ nghìn trượng. Đều là chủ cảnh tam phẩm, nhưng trong ba phẩm cũng phân chia mạnh yếu. Ngoài chiến thành, giáo tôn hồn giáo liếc nhìn trước ngực mình, ở đó có một dấu bàn tay hiện ra rõ ràng. Giáo tôn hồn giáo lau máu tươi trên khóe miệng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử trên chiến thành kia. Không hổ danh là người đã từng đánh giỏi nhất trong chiến giới. Người đánh giỏi nhất trong chiến giới. Nữ tử tên là Lưu Uyên đứng ở trên không trung của chiến thành, nàng lạnh lùng liếc nhìn giáo tôn hồn giáo. Ở đây không phải là nơi hồn giáo có thể dương oai. Nói xong, nàng dựng một ngón tay lên. Nếu có lần sau, cho dù giáo chủ hồn giáo ngươi đích thân ra tay, ta cũng muốn tự tay chém giết ngươi. Bây giờ, lập tức cút đi cho ta. Vẻ mặt giáo tôn hồn giáo cực kỳ khó coi. Thế nào, chiến giới bây giờ không nói quy củ nữa sao? Lưu Uyên bứa thẳng tới trước mặt giáo tôn hồn giáo. Quy củ à, ta muốn nói thế nào thì nói, ta không muốn nói sẽ không nói, ngươi thấy có vấn đề gì sao? Ngang ngược. Vẻ mặt giáo tôn hồn giáo rất khó coi. Lưu Uyên lại căn bản không quan tâm tới hắn mà xoay người đi về phía chiến thành. Hồn giáo cắn nuốt cổ kiếm tông, đây là chuyện bên ngoài, không liên quan tới nơi đây. Nhưng từ góc độ cá nhân ta mà nói, việc mấy thế gia bên ngoài đã làm thật sự không đúng. Nếu không phải năm đó vị kiếm chủ kia dẫn theo trên trăm kiếm tu ngăn cản tử thị của bất tử tộc, bây giờ sợ rằng mấy đại thế gia Vĩnh Hằng Quốc cũng không còn đâu. Mà năm đó, nếu hắn không ra tay, lấy thiên phú của hắn thì muốn sống vạn năm căn bản không phải là vấn đề gì. Nói đến đây, nàng đột nhiên ngừng lại, sau đó quay đầu liếc nhìn giáo tôn hồn giáo. Ở năm đó, hồn giáo ngươi ngoại trừ nhân cháy nhà mà đi hôi của, còn làm được gì? Không hề làm gì đi. Bắt đầu từ lúc này, hễ là người của hồn giáo ngươi dám cả gan bước vào chiến thành một bước, ta sẽ giết chết. Nói xong, nàng trực tiếp biến mất khỏi đó. Trên tường thành, hai lão già kia xoay người rời đi. Phía xa, vẻ mặt giáo tôn hồn giáo thâm trầm đáng sợ. Qua rất lâu, giáo tôn hồn giáo cùng người mặc áo đen xoay người rời đi. Ở trong một dãy núi, hai mắt giáo tôn hồn giáo khép hờ, sau lưng hắn không xa là người mặc áo đen. Người mặc áo đen đứng ở cách đó không xa,
im lặng không nói gì. Qua rất lâu, giáo tôn hồn giáo mở mắt. Tìm được rồi. Người mặc áo đen này trầm giọng nói. Người này tuy nhỏ tuổi nhưng lực chiến đấu lại mạnh mẽ, thuộc hạ bất lực, cũng khó có thể giết chết hắn, sao giáo tôn không tự mình ra tay? Giáo tôn hồn giáo ngẩng đầu liếc nhìn cuối chân trời. Chúng ta đánh giá thấp hắn, phía sau người này có một vài người thần bí. Trước đây, khi hồn giáo ta tấn công cổ kiếm tông, những người này đã từng đi ra. Người thần bí, người mặc áo đen này trầm giọng nói. Là người trước đó đã ngăn cản ở hội giao dịch ngầm sao? Giáo tôn hồn giáo khẽ gật đầu. Chỉ là một trong số đó thôi. Giáo tôn hồn giáo nhìn lướt qua xung quanh, cười lạnh. Xung quanh chúng ta có thể có một người. Người đi giết hắn, ta điều tra được hắn đã bị thương nặng, chạy không xa được. Người mặc áo đen khẽ gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Sau đó, giáo tôn hồn giáo khẽ nói. Ra đi. Không có động tĩnh gì. Giáo tôn hồn giáo cười lạnh. Ta thật sự rất tò mò, vì sao ngươi chỉ ngăn cản ta mà không thật sự tranh tài cùng ta. Ở đó, im lặng một lát, đột nhiên có một giọng nói vang lên ở trong không trung. Ta muốn thay hắn nuôi heo, để cho hắn tự mình tới giết. Hai mắt giáo tôn hồn giáo lập tức nheo lại, bên trong tròng mắt lộ ra sát ý lẫm liệt. Sau khi Dương Diệp rời khỏi chiến thành liền một đường ngự kiếm cuồng bạo lao đi, da thịt hắn rạn nứt, máu tươi đang tràn ra. Trận chiến vừa rồi khiến hắn quả thật bị thương nặng, bây giờ hắn vẫn có chênh lệch quá lớn với người mặc áo đen này, cho dù hắn lấy ra hết con át chủ bài, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại đối phương. Hắn rất khó có thể chiến thắng được đối phương. Mà bây giờ, hắn cần phải tìm một chỗ để chữa thương trước đã. Nhưng hắn dừng chưa đến một khắc đã cảm nhận được một khí tức đang đuổi theo về phía mình. Đúng là âm hồn không tan. Dương Diệp lắc đầu và vội vàng ra khỏi Hồng Mông Tháp, sau đó biến mất ở cuối chân trời mịt mờ. Dương Diệp phát hiện thấy vị cường giả hồn giáo phía sau lại đuổi theo không ngừng. Không thể tiếp tục như vậy được nữa. Trong đám mây, Dương Diệp ngự kiếm rời đi. Hắn nhíu mày, bây giờ hắn cũng cần trị thương trước đã, sau đó mới có thể tiếp tục chiến đấu được. Không bao lâu, chỉ khoảng một canh giờ là đủ rồi. Nhưng cường giả hồn giáo phía sau lại càng lúc càng gần. Trong không trung, Dương Diệp dường như nghĩ tới điều gì, vẻ mặt có chút sầu dĩ, nhưng khi cường giả hồn giáo phía sau càng lúc càng gần, hắn đã hạ quyết định. Dương Diệp tăng nhanh tốc độ, chẳng mấy chốc liền đi tới trước một vực sâu. Nhìn vực sâu trước mặt này, Dương Diệp hít sâu một hơi. Tiểu Bạch phù hộ ta. Nói xong, hắn trực tiếp tung người nhảy xuống vực sâu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 175.